chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện sách giới thiệu vắng tắt, 8 tuổi năm đó, Mi Nhi thành thẩm tử con dâu nuôi từ bé, người người đều nói cô nương này hiểu chuyện có thể làm việc, dáng dấp còn tốt thẩm gia cái này một lượng bạc trở ra quá giá trị chỉ có thẩm chỉ không chào đón cái này con dâu nuôi từ bé tô mi nhi thay hắn bưng nước rửa chân đổi lấy thẩm chỉ lãnh đạm một câu về sau không cần giúp ta làm loại chuyện này tô mi nhi chỉ coi cái này người không thích mình trong lòng ủy khuất về sau bọn hắn cùng một chỗ khốn cùng đào vong cùng một chỗ trải qua nghèo túng lại cùng nhau liều ra sinh lộ tới đứng tại vận mệnh giao nhau miệng tô mi nhi có thay hắn chỉ dẫn đường cơ hội thẩm chỉ rốt cuộc nói ta không thể không có ngươi, hắn một trận là nàng thần chỉ, mà nàng cũng thành hắn dựa vào, bọn hắn thanh mai trúc mã, còn đem vĩnh viễn không chia lìa, chương không một, tô mi nhi, mùa đông tuyết để đêm đông càng thêm rét lạnh, cũng làm cho trong phòng ấm áp không dậy, bên ngoài yên tĩnh đến có thể nghe được tuyết rơi hạ thanh âm, lại bị trong phòng tiếng vang đóng đi, trong phòng hai lớn một nhỏ, chạy lấy phụ nhân búi tóc nữ tử chính đem mình trong chén bát cháo rót vào một năm tuổi trái phải nam qua trong chén, Tô chúc lông mày nhíu chặt, thấy thê tử tôn thị mặt đều bốc lên khô héo, áo tử tay áo cầm vải rách nối liền, là lấy tay cổ tay bị đông cứng đến đỏ bừng, càng là gầy đến thấy xương cốt, nghĩ nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ nói, thẩm gia bên kia đang thúc giục, nói vội vàng ăn tết trước đưa qua, tôn thị không để ý hắn, Tô chúc cũng sẽ không nói, chỉnh ngay ngắn thân thể nhìn chầm chầm trên mặt bàn một đĩa dưa muối không biết đang suy nghĩ gì, Nam Hoa cũng không ăn, chỉ là nhìn xem cổng phương hướng, chào đón đến người tiến vào lúc nam qua vui vẻ hô hào tỷ tỷ mau tới đây cùng nhau ăn cơm tôn thị thấy thế giật giật khóe miệng cũng về đầu đi vào cửa bảy tám tuổi tiểu cô nương chính là tôn thị cùng tô chúc nữ nhi không giống với tô chúc mặt chữ quốc cũng khác biệt tại tôn thị mặt tròn đĩa tiểu cô nương này sinh một tấm mặt trứng ngỗng chính là gầy yếu trên mặt vẫn có thịt cặp mắt kia càng là xinh đẹp gấp mũi ngạo nghễ ưỡng lên miệng hơi dày nên để gương mặt này rõ rệt đôn hậu lại bởi vì khóe miệng đường công dương lên đổ tinh xảo hơn chút tiểu cô nương gọi là mi nhi chỉ vì sinh nàng thời điểm ngoài cửa sổ mấy cái chim họa mi đang gọi liền lấy cái tên như vậy mi nhi bưng cái đĩa tiến đến phóng tới trên mặt bàn cười bộ dáng trái ngược với bưng vật gì tốt giống như kỳ thật trong đĩa trang cũng không phải vật gì tốt chính là điểm khoai lang công thị nhìn xem nữ nhi của mình bộ dáng như vậy trong lòng thở dài con mắt khẽ động không ngờ là rơi hạ nước mắt tới Tôi Chúc biết được Tôn Thị vì sao rơi lệ, mở miệng nói, nhưng khóc cái gì, lập tức liền phải ăn Tết, ngươi đổ cao hứng, chuyện này ngươi không hé miệng ta có thế nhã ra sao, vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy hai năm này thiên tai nhân họa, thu hoạch còn chưa đủ nộp thuế, chẳng lẽ toàn gia chết đói liền tốt rồi, Nam Hoa gọi là Tô Nguyên, thấy cha mẹ như thế vẫn không rõ vì sao, khóc cái gì? Ăn cơm, Mi Nhi nghe cha mẹ ngôn ngữ, trầm mặt không nói lời nào, chỉ bưng trong chén bát cháo, liền dưa muối cùng khoai lang ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn, công thị một hơi lên không nổi, bắt đầu ho khan lợi hại, mi nhi vẫn là không nói lời nào, gương mặt đều nhanh vùi vào trong chén, nước mắt hạt châu liền một viên một viên rơi vào trong chén. Ăn vào miệng bên trong, lại so với dưa muối còn mặn chút, thậm chí phạm khổ, đợi một lát sau, mi nhi mới nhấc đầu, hai bên nhi gương mặt dài có chút bị đông cứng thương ý tứ phạm đỏ, nàng mắt nhìn mình cha, lại mắt nhìn mẹ của mình, bờ môi mấp máy, vẫn là nói ra, "Hôm nay trong đêm ta cùng mẫu thân ngủ đi, cha ngày mai liền đem ta đưa qua tốt, chờ cầm bạc, cha cho mẫu thân làm kẹp áo, lập tức liền phải ăn Tết." Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Mi Nhi công miệng lên, con mắt đến cùng vẫn là lộ e sợ, nước mắt cũng không nhịn được, càng bốc lên càng hung. Công thị thấy thế tâm liền cùng bị người tích lũy lấy, khó chịu lợi hại, kéo Mi Nhi đến trong ngực, hai mẹ con càng khóc càng hung. Tô Nguyên người nhỏ mà ma mảnh, nghe lời này bao nhiêu cũng hiểu một chút ý tứ, đằng trước vậy ai nhà không phải liền là đem nữ hoa bán đi đổi tiền mua gạo, nam hoa trung khí đủ, coi là cha mẹ cũng phải đem tỷ tỷ bán đi, trực tiếp trống một câu, không thể bán tỷ tỷ, bán tỷ tỷ ta liền không có tỷ tỷ, nói xong, Tô Nguyên quýnh lên, từ trên ghế đẩu nhảy xuống, ông lấy tôn thị chân cũng bắt đầu khóc, Tô Trúc nghe nói, khóc mắt cũng không nhịn được phím hồng, sợ tại thê nữ trước mặt mất mặt thân thể nhất chuyển, tự đi cổng ngồi đi. Mình nữ nhi này, quá hiểu chuyện, sinh ra tới thời điểm liền không chút để người quan tâm đến, bộ dáng cũng lấy vui, ba năm tuổi thời gian còn không có kém như vậy thời điểm, cũng là ngay trước bảo bối hạt châu nuôi, không có tưởng tượng phía sau thời gian càng ngày càng khó, thẳng đến Vĩnh Gia 8 năm, một trận khô hạn, triệt để mở không được nồi, đến năm nay Vĩnh Gia 9 năm, bên ngoài nghe nói lại bắt đầu đánh trận, thu thuế trở nên càng nặng trong nhà thời gian liền càng không vượt qua nổi dựa vào một điểm tồn lượng cùng khoai lang liền mạnh mẽ khiên đến cuối năm nguyên bản tô chúc cùng tôn thị còn tính toán năm sau thời gian này hẳn là làm sao sống sợ là lại tiếp tục như thế toàn gia liền phải chết đói không có nghĩ rằng mi nhi bởi vì lấy bộ giáng sinh tốt tính tình cũng tốt một lần đi nhà trưởng thôn bên trong mượn điểm gạo liền bị thôn trưởng một cái phương xa thân thích thẩm gia nhìn nhập mắt nghĩ đòi lại đi làm cái con dâu nuôi từ bé cái này thẩm gia nghe thôn trưởng nói là trấn trên đầu một gia đình thời gian không tính quá dễ chịu nhưng so nông dân vẫn là thật nhiều trong nhà có cái đời thứ ba đơn thuần dòng độc đinh bảo bối không được cho nên cho dù là tình hình kinh tế căng thẳng cũng muốn lấy cái con dâu nuôi từ bé trở về hầu hạ cái này dòng độc đinh thôn trưởng tô chúc vẫn là tin nhà kia năm ngày trước công thị cùng tô chúc đặc biệt tới cửa nhìn nhìn có cái một vào một ra viện tử nhà kia bà nương dài nhỏ mặt ăn mặc cũng sạch sẽ Tô Trúc cũng nhìn không ra đến tính tình là cái tốt hay xấu, ngược lại là kia tướng công, nhìn xem khôi ngô hữu lực, cái này thẩm gia tướng công, ngày bình thường dựa vào giúp một chút thương hộ chân chạy, đưa đưa hàng, bà nương đây liền dựa vào theo thù kiếm điểm gia dụng, Tôn Thị đổ nói hai người này không giống khó xử, ngày ấy cũng khéo, Tô Trúc cùng Tôn Thị vừa đi ra đi thẩm gia không có mấy bước, mới thấy tái đi chỉ toàn nam qua thân hình nhảy vọt nhập viện tử, chắc hẳn chính là cái này thẩm gia dòng độc đinh bộ dáng không thấy rõ, nghĩ đến không phải ma bệnh là được. Tô chúc vợ chồng lúc này mới trở về nhà, cùng Mi Nhi nói tỉ mỉ chuyện này. Quá đứa bé hiểu chuyện cũng quá làm cho người đau lòng. Mi Nhi nghe chuyện này cũng không nói không nguyện ý, chỉ hỏi một câu, bao nhiêu bạc. Nghe Tôn Thị nói một lượng bạc, Mi Nhi nhỏ đại nhân giống như gật đầu, một lượng bạc đủ nhà chúng ta hai năm chi phí, nghĩ đến qua hai năm, đệ đệ càng lớn chút có thể làm đến sống liền càng nhiều, đến lúc đó thời gian hẳn là cũng sẽ không như thế khó không khóc không náo ngược lại mấy ngày nay mỗi ngày trước kia liền mang theo tô nguyên đi ruộng bên trong nhìn giữa chừng buổi trưa trở về buổi chiều lại đi ra ngoài đợi mặt trời xuống núi mới vào trong nhà đợi đến nhìn thấy trong phòng bếp một điểm rau dại mầm tử cùng khoai lang lá tôn thị kia con mắt liên tiếp mấy ngày đều đỏ đêm hôm ấy mi nhi cùng tôn thị ngủ một cái ổ chăn lúc nửa đêm tô nguyên làm ác mộng tỉnh cũng chui vào mi nhi trong chăn núp ở tỷ tỷ trong ngực, Ông thật chặt không buông tay, hắn sợ, sợ cùng đi tỷ tỷ liền không có, đợi Tô Nguyên tỉnh, Mi Nhi coi là thật không gặp, Tô Nguyên khóc trống tạm thời không đề cập tới, chỉ nói dưới mắt trời còn chưa sáng, Tô Trúc nắm Mi Nhi đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, cũng không nói gì, chỉ chăm chú nắm trong lòng bàn tay, cái này về sau khả năng rốt cuộc dắt không đến tay nhỏ, ngẫm lại cũng cảm thấy sẽ không, trên trấn đi nửa ngày cũng liền đến, coi là thật không nở còn có thế đi nhìn trúng liếc mắt, Nghĩ đến cũng là không ngại. Như vậy, tô chút trong lòng còn tốt thủ chút. Cha, có lạnh hay không? Không có việc gì, không lạnh. Mi Nhi lại nói, lập tức liền phải ăn Tết. Cha giày của ngươi đều phá phải không thể lại xuyên. Cho mẫu thân làm điểm bông làm kẹp áo. Ngươi cũng phải mua cái đáy giày làm đôi giày. Năm nay mùa đông dài, trong giày đầu nhớ kỹ cũng kẹp điểm bông. Được, sau đó ngày bình thường. Để mẫu thân đừng chỉ tăng cường đệ đệ. Mình vẫn là muốn ăn nhiều một chút nhi đồ vật nhất định phải bảo trọng thân thể được để đệ, đệ gia một chút nhưng kỳ thật đặc biệt hiếu thuận cũng hiểu chuyện chân khí đến cha cha cũng đừng động thủ đánh hắn được giờ phút này trời có chút sáng lên có thể trông thấy tuyết trắng mênh mang phủ kín toàn bộ đồng ruộng liên tiếp xa xa trên đỉnh núi đều thành trắng bóng một mảnh trên trời hiện ngân bạch sắc địa phương có thể nhìn thấy ngôi sao tàn ảnh có như vậy một hai khỏa không cam lòng yếu thế giống như cùng ánh nắng tranh cao thấp ẩn tản ra tia sáng. Đợi ngày toát ra, kia sao trời một chút tia sáng cuối cùng bị ẩn đi, hôm qua tuyết rơi, hôm nay ngày lại là tốt, Mi Nhi an ủi mình, đây xem như dấu hiệu tốt đi, đợi mau rời đi làng thời điểm, Mi Nhi quay đầu nhìn một chút cái này mình sinh hoạt chín năm địa phương, nội tâm phun trào ra nồng đậm không bỏ, cùng đối cũng chưa biết ngày sau nồng đậm kháng cự, nàng không biết sẽ phải đi nhà kia là cái bộ dáng gì người ta, mình đi có phải là chỉ cần làm việc là được con dâu nuôi từ bé tuổi còn nhỏ mi nhi nội tâm thật dài tháng một hơi nàng biết ba chữ này là có ý gì cũng đã được nghe nói ai ai nhà ai nữ qua qua đi làm con dâu nuôi từ bé thời gian qua như thế nào như thế nào từng có phải không tính xấu cả một đời liền hầu hạ toàn gia sống qua từng có không được trôi qua chính là liền heo chó cũng không bằng mi nhi nghĩ đến đây ngẩng đầu nhìn cha của mình cha hỏi cha người nhà kia sẽ đánh người sao ngươi chịu khó chút nghĩ đến là sẽ không, nhà kia nam hoa là cái dạng gì, trắng tinh, vậy ta về sau còn có thể trở về nhìn cha mẹ sao, nhớ lấy, không thể trở về, vụng trộn trở về đâu, lúc này tôi chút không nói chuyện, mi nhi liền biết cha ý tứ, bên ngoài không thể trở về đến, vụng trộn trở về lại là có thể, hạ tuyết đường không được tốt lắm đi, nguyên bản nửa ngày liền có thể đi đến con đường, qua buổi trưa mới đi đến thị trấn bên trên. Hai chân rơi xuống đất đến trên trấn sạch sẽ trên đường thời điểm, Mi Nhi từ mình nhỏ phá áo bông bên trong lại móc ra bốn từng cái cũ nát, nhưng đường may lại là mới dày cái đệm. Tô Chúc nhìn lên, tâm liền mỏi như, cái này dày cái đệm là Mi Nhi trong ngày mùa đông y phục, cứ như vậy hủy đi cho mình làm dày cái đệm. Cha, tuyết trời không dễ đi, lúc này đoán chừng dày bên trong đoán chừng ướt đẫm. Đợi ngươi lúc trở về, đem dày cái đệm thay đổi, đoán chừng không bao lớn có tác dụng, tốt xấu không có khó chịu như vậy. Mi Nhi nhét vào tô chút trong tay, liền lại lôi kéo Tô Chúc hướng phía trước đi. Tô Chúc lại tại cái này một chân vào cửa, hỏi mình, vì một lượng bạc, đem nữ nhi đưa cho người khác làm con dâu nuôi từ bé, làm như vậy thật đúng không? Thật được không? Lúc này lại đã nhanh đến thẩm gia cổng, mà thẩm gia bà nương, đã xa xa tại cửa ra vào trong coi. Chu thị thật xa liền nhìn thấy Tô Chúc mang theo tiểu cô nương, trong lòng vui mừng, lại đợi gần chút, nhìn xem nữ qua bộ dáng, trong lòng liền càng cao hứng, bé con này mặt bên trên không có gì khóc sức mướt ý tứ, quả nhiên như thôn trưởng nói, là cái khó được hiểu chuyện, nghĩ đến ngày sau con của mình có người hầu hạ, mình cũng có người trợ giúp, lại có thể làm cái tiểu nha hoàng làm, lớn bộ dáng này làm nàng dâu cũng không mất mặt. Chu thị nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là cái có lời mua bán, đợi đem gói kỹ bạc giao phó cho tô chúc, Chu thị dẫn mi nhi vào cửa, trước hết đem mi nhi đưa vào phòng bếp, chương không hai, Chu thị. Mi Nhi muốn quay đầu lại nhìn liếc mắt cha, nhưng nàng không quay đầu lại, An Tĩnh bị Chu thị nắm, Chu thị không nói lời nào nàng liền cũng không nói chuyện, vừa vào cửa, trước nhìn thấy là có chút tuổi tác bên trong tường xây làm bình phong ở cổng, cấp trên vẽ lấy mỗi năm có thừa các tường họa, vòng qua chỗ này tường xây làm bình phong ở cổng, phía đông là hai gian phòng ngủ, phía tây là phòng bếp, chính giữa thì là chủ nhân đường sảnh cùng phòng ngủ chính, thấy Chu thị trước dẫn mình tiến phòng bếp, Mi Nhi mấp máy môi khẽ nâng đầu mắt nhìn Chu Thị, thấy nó mặt bên trên là cao hứng ý tứ, có chút nhẹ nhàng thở ra, trong phòng bếp không có gì, không sai biệt lắm cách cục, chính là bếp lò tử sạch sẽ chút, ăn uống cũng không có mình nhà như vậy tội nghiệp chỉ có một chút khoai lang cùng lá cây. Chu Thị nữa không người nhìn xem Mi Nhi, ngươi gọi là Tô Mi Nhi đúng không, mấy tuổi rồi, 8 tuổi, trong nhà có thể sẽ mình nhóm lửa nấu cơm, Mi Nhi gật gật đầu, lại nói, sẽ xảy ra lửa nấu cơm, sẽ còn làm chút bánh bột, đồ ăn cũng sẽ xào mấy cái dừng một chút tiếp tục nói quần áo cũng tẩy sạch sẽ sẽ còn loại gọi món ăn khí lực cũng không nhỏ chu thị thấy tiểu nha đầu một đôi mắt ống ánh nước nhuận tuy là không ăn được sắc mặt vàng chút nhưng không tổn hại cái này tốt bộ dáng thấy nha đầu này nói chuyện mồm miệng rõ ràng nhếch miệng lên nhìn xem người một bộ vui bộ dáng chu thị trong lòng cái này càng cao hứng tốt kia đã tiến thẩm gia về sau nhưng nguyện gọi ta một tiếng mẫu thân Mi Nhi lần này không nói lời nào, Chu thị cũng không miễn cưỡng, chỉ vào còn không có tẩy bát đũa, cùng trong viện chồng chất tại một chỗ mấy món nghi y phục, cái này nửa lần buổi trưa, người trước tiên đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, sau đó đem cái này mấy món y phục tẩy, hậu viện có một chỗ giếng nước, cần nước từ phía tây đi vòng qua đánh chính là, nhà xí cũng ở phía sau, Mi Nhi thuận theo gật đầu, buông ra Chu thị tay liền định làm việc, cầm bếp lò tử bên trong nước nóng tẩy việc làm xong đến nhà chính tới tìm ta, biết thẩm thẩm, Chu thị thả mới hài lòng về nhà chính tiếp tục lấy ra đầu theo thùa. Đầu năm nay, kiếm tiền khó, chỉ dựa vào nhà mình nam nhân đưa hàng, đi trên núi đi săn cái gì, khó khăn lắm đủ cái gia dụng, dưới mắt lấy cái con dâu nuôi từ bé hoa một lượng bạc, giá trị về giá trị, Chu thị vẫn là thịt đau vô cùng. Nhà mình tồn bạc cũng liền còn thừa lại cái hơn 600 tiền đồng, còn có không đến một tháng thời gian liền ăn Tết, chỗ tiêu tiền còn nhiều nghĩ đến làm nhiều điểm theo thùa, vội vàng ngày Tết đi phiên chợ bên trên bán, có thể bán một điểm là một điểm, cũng may là cái bớt lo nha đầu, Chu thị sinh xong thẩm chỉ về sau, thân thể liền tổn thương nguyên khí, lâu dài eo không tốt, ngồi sổng xuống làm chút việc liền cùng thụ đại tội giống như, lần này lại là khoan khoái không ít, mi nhi không biết Chu thị ý tưởng gì, chỉ là ngoan ngoãn trước tẩy bát, sau đó liền đi hậu viện đánh nước giếng, phối thêm bếp lò tử bên trong nước nóng, từng kiện nhi bắt đầu tẩy nàng cũng không tốt kỳ nhà chính bên trong chu thị đang làm gì, tóm lại mua mình làm con dâu nuôi từ bé, đầu một phần khẳng định chính là vì làm việc, mi nhi tuổi còn nhỏ, trong đầu không biết đại nhân đối với mình là cái gì cái nhìn, lại tự phát cảm thấy mình phải tài giỏi chút, mới không cho cha mẹ mình mất mặt, là để rửa xong y phục về sau, tính lấy bốn chiếc người lương thực, đem lá rau cái gì cũng đều giặt xong, chờ lấy không sai biệt lắm thời điểm liền có thể nấu cơm, đợi trong tay việc làm xong, Mi Nhi lại không trực tiếp đi nhà chính tìm Chu Thị, mà là trốn ở nhóm lửa địa phương, bụng mặt đợi một lát, nàng nhớ nhà. Mi Nhi nghĩ đến vừa rồi Chu Thị nói về sau để cho mình gọi nàng mẫu thân, trong lòng là một 100 trăm cái, một ngàn cái không nguyện ý, mẹ ruột của mình đối với mình rất tốt, hôn người khác mẫu thân, vậy mình mẫu thân làm sao bây giờ, còn có cha, có phải là về sau cũng phải kêu người khác cha. Mi Nhi khóe mắt treo nước mắt, ngẩng đầu nhìn hoàn toàn xa lạ phòng bếp, lại nghĩ tới nhà mình cái kia cũ nát phòng bếp khóe mắt cuối cùng là không có lưu lại cái này mấy giọt nước mắt toàn bộ toàn rớt xuống đợi đến ngày lại hạ xuống chút mi nhi đối trong lòng bàn tay ha hà hơi ra phòng bếp bắt đầu cầm cái chổi quét sân bên trong tuyết chu thị nhìn thấy gác lại trong tay nhi kim khâu đi đến nhà chính cổng hướng phía mi nhi vẫy vẫy tay nhanh đừng quét chậm chút trở về để nhà ta tiểu tử đến quét mi nhi cũng liền nghe lời đem cái chổi để qua một bên đi nhà chính Chu thị dẫn Mi Nhi tiến phía đông căn phòng nhỏ, cái này căn phòng nhỏ cách đặc biệt nhỏ, bên trong có một cái thùng gỗ lớn, nghĩ đến là bình thường dùng để tắm rửa mát xa địa phương. Cạnh thùng gỗ bên cạnh còn có cái giá gỗ nhỏ, đặt vào khăn tử cùng chậu gỗ, thấp nhất còn có một bộ y phục, Chu thị đem bộ kia y phục nhét vào Mi Nhi trong tay, dò xét Mi Nhi vài vòng, đi mình múc nước thật tốt tắm rửa, cái này thân y phục cho ngươi mặc. Tẩy xong về sau, mình cái này thân y phục liền ném đi thôi, bản sửa lỗi bổ cũng không thể nhìn, làm cho ngươi áo nhỏ tử cũng nhanh tốt, vừa vặn tẩy xong ra tới mặt vào, đa tạ thẩm thẩm, chờ mi nhi rửa sạch sẽ, xoắn lấy tóc ra tới, chu thị con mắt lại bày ra, tiểu nha đầu này bộ dáng tốt, mặt mình của y phục đổi nhìn vậy mà cũng không khó coi, có lẽ là vừa tẩy qua, trên thân nhiệt khí nhi nhiều, gương mặt đỏ bừng, màu đỏ nhỏ kẹp áo một xuyên, ai u, chu thị trong lòng cũng đừng nói nhiều vui vẻ cái này mang đi ra ngoài trượt một vòng bao dài mặt nhi a vừa vặn rời nhà bên trong nam nhân trở về còn có chút công phu chu thị mang theo mi nhi cùng một chỗ đem cơm cho nướng liền mang theo mi nhi ra ngoài xuyên sai vặt cái này thị trấn gọi là đông sơn trấn bởi vì gặp đông đê núi mà gọi tên thị trấn không lớn lâu dài ở lui tới cũng chính là những người kia nhà là lấy chu thị cùng mấy con phố quê nhà đều rất là quen biết lúc này cũng không có chạy xa đi sát vách lý ngói nhà xuyên sai vặt Nhắc tới con dâu nuôi từ bé chủ ý, vẫn là lý ngói nhà cho ra, nguyên do là cách hai con đường lý ngói huynh đệ, lý tường nhà cũng lấy cái con dâu nuôi từ bé, rất là tài giỏi, chu thị mới lên tâm tư. Khi lý tường nhà con dâu nuôi từ bé luận bộ dáng cũng liền, cũng là một hai, nhưng làm lý tường nhà bà nương đẹp xấu, có mấy lần nhàn miệng còn nói ngày sau chu thị mấy cái này đường đường chính chính xài bạc lấy nàng dâu cũng chưa chắc có thế chiếm được như thế tài giỏi tề chỉnh chu thị chướng mắt lý tường nhà bà nương như thế đây chính là cố ý mang theo mi nhi ra tới cách không cách ứng cách ứng nhà bọn hắn lý ngó nhà cách cục cùng thẩm gia đồng dạng vừa vào cửa biểu hiện bên trong tường xây làm bình phong ở cổng vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng đã nhìn thấy trong phòng bếp đầu có cái thẩm thẩm đang bận việc xem xét chu thị đến kia thẩm thẩm cũng không có đứng dậy trực tiếp lớn giọng tử hô ái chà chà đây là việc làm xong mang theo con dâu la cà tới rồi chu thị vừa đi vừa nói cũng không phải thôi tiện thể nói một chút nhà ngươi oa tử mỗi ngày mang theo nhà ta oa tử đi học cái gì gặp thiên nhi tìm không thấy người mi nhi không quan tâm những cái này tiếng phòng bếp liền kêu lên thẩm thẩm liền không nói lời nào ngược lại là cái này ngô thị xem xét thanh mi nhi bộ dáng đầu tiên là cười sau đó miệng liền không có giữ cửa nhi lúc trước nghe ngươi nói ngươi cái này con dâu nuôi từ bé dáng dấp lớn lên tốt đây cũng là quá tốt hơn một chút hoa bao nhiêu bạc hại khi không cùng ngươi chị em dâu hoa đồng dạng nhiều, hiện tại cũng là như thế cái giá, vậy ngươi đây là lấy so chị dâu ta có lời nhiều, Chu thị cười, không nói chuyện, ngô thị lại liếc mắt ngồi ở một bên yên lặng trầm tĩnh bộ dáng ni nhi, xích lại gần Chu thị nhỏ giọng nói, chỉ nhi ta nhớ được 9 tuổi đi, cũng có thế phân biệt đẹp xấu, nhà đầu này bộ dáng tốt như vậy, ngươi liền không sợ, đi 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 đi. Chu thị trực tiếp xì một hơi ngô thị, ngươi cái này bà nương đoán mò thứ gì, hài tử mới bao nhiêu lớn chút, ngươi liền nghĩ cái này, nhà ta tiểu tử kia liền vẫn là cái oa tử, cái rắm cũng đều không hiểu, thấy ai cũng không có thân mật bộ dáng, có thế bị cái hòa nhã nhoán một cái liền lập tức thông suốt rồi. Lại nói chút nói nhảm, vậy cũng không nhất định. Ngô Thị vừa cười nói, ta nhìn ngươi vẫn là nhìn nghiêm một chút, cũng đừng làm cho chỉ hơi nhỏ tiểu niên kỹ liền học xấu. Chu Thị không có phản ứng nàng, chuyển câu chuyện tử, cái này sát vách trên trấn kiếm sống thế nào? nhà ngươi nam nhân ra ngoài mấy ngày, làm sao còn chưa có trở lại, hôm nay liền nên trở về, nói là sát vách thị trấn bây giờ còn không thể so chúng ta thị trấn đâu. Tuy nói so chúng ta đông sơn trấn lớn đi, cũng liền bởi vì cái này lớn, cho nên trưng binh thời điểm liền trực tiếp đi, ngói tử sai người hơi cái lời nhắn, nói là hắn nếu không phải vì tiết kiệm một chút bạc, trốn ở trong miếu đổ nát ngủ, liền bị bắt đi làm tráng binh, ta cái mẹ ruột đấy, đây chính là phúc lớn hiện tại cuộc chiến này, lên chiến trường còn có thế có mệnh về, còn không phải sao, trước một hồi chị dâu ta còn nghe lão phu tử nói, cuộc chiến này a à, vừa đánh nhau, không có mười mấy năm đánh không hết, này làm sao cái thuyết pháp đâu, ngô thị cũng là không kiến thức, há mồm liền nói bậy, ngươi cái này bà nương ngốc hả, đều nói đương kim thiên tử là cái nhuyễn đảng tử, kỳ thật đối bách tính cũng vẫn được, nhưng không chịu nổi có người muốn cướp nhuyễn đảng Giang Sơn A, à. cái này chẳng phải đánh lên đánh trận cũng không phải chơi nhà tròi, ba năm ngày liền đánh xong a à, khổ vẫn là chúng ta lão bách tính a à. ai nói không phải đâu chúng ta nơi này núi cao hoàng đế xa có nhiều chỗ nghe nói cũng bắt đầu ăn vò cây tử cái này một nói chuyện tào lao đem chu thị giật mình chậm chút chờ qua nhi cha hắn thẩm tiết trở về thời điểm cũng mặc kệ lấy để thẩm tiết trước cùng mi nhi làm quen một chút liền trực tiếp nói cùng ngô thị nói những lời kia nếu không đem chỉ nhi đưa đi cùng lý sư phụ học một ít phòng thân a à, thuận tiện cho lý sư phụ làm việc, không cầu lý sư phụ có thể cho tiền công, có thể dạy chỉ nhi mấy chiêu là được, ta thấy được, lý sư phụ thiện tâm, nữ nhi lấy chồng rất nhiều năm, đánh giá một người đợi cũng không có tí sức lực nào, liền ngay trước để ta tiểu tử đi bồi bồi hắn cũng không tệ. Thẩm Tiết nói ánh mắt liền nhìn về phía Mi Nhi, giờ phút này hoàng hôn, Mi Nhi an vị tại cửa ra vào trên ghế, Mi Nhi lông mày rậm dài nhỏ, thấy bá bá nhìn xem nàng, cũng liền kêu lên bá bá thẩm tiết nhẹ gật đầu cùng chu thị qua cái ánh mắt nhiều năm như vậy vợ chồng chu thị cũng hiểu đây là thẩm tiết cảm thấy mình chủ ý này không sai người cũng không có chọn sai ý tứ tiểu tử kia đâu làm sao còn chưa có trở lại ai biết được hồi trước nói là mỗi ngày chạy tiền gia kia phiến có thế nghe lén nhân giáo sách trận này bên trên cũng liền tiền gia người biết chữ nhi như vậy tùy hắn đi thôi đừng quản mi nhi nghe lời này trong lòng suy nghĩ nếu là mình cũng có thể học chữ liền tốt, sau đó cổng một trận vang động, liền thấy một mặt xanh xám kẹp áo, vóc người cao hơn chính mình một đầu thiếu niên chạy vào, giờ phút này trời đã nhanh gần đen, trước mặt thiếu niên này bỗng nhiên xông vào viện tử, lại làm nhìn không thấy mình giống như trực tiếp từ bên cạnh mình nhảy lên mà qua, để mi nhi sửng sốt không thấy rõ hắn mặt bộ dáng, đợi đi theo hắn thân ảnh chuyển ánh mắt đến nhà chính bên trong. Mi Nhi nhất thời có chút sững sờ nàng là thế nào cũng không có nghĩ đến chu thẩm thẩm nhi tử là như vậy chương không ba thẩm con nhà mi nhi nhìn kia chu thị là dài nhỏ mặt con mắt cũng không lớn chính là mũi cao thẳng thanh tú trên miệng tiếp theo dày nhìn không khó coi cũng không được tốt lắm nhìn về phần thẩm bá bá thì là mặt chữ quốc hai mắt sáng ngời có thần hai mí mắt rõ ràng là lấy nhìn xem cái này hai mắt liền rất là sáng tỏ xinh đẹp nhưng mũi lại là xinh không tốt miệng cũng môi mỏng phối hợp cái này nhanh tám thước thân thể, cho dù ai cũng nói không nên lời một câu anh tuấn tới. Chỉ có thể nói nhìn xem rất là hùng vũ, như thế như vậy, Mi Nhi khi nhìn rõ hai người Nhi tử thẩm chỉ thời điểm, mới có hơi ngây người. Cha mẹ đều là phổ thông tướng mạo, cái này sinh ra bé con lại nói không được một cổ đẹp mắt sức lực, thậm chỉ không bằng nó mẫu thân dài nhỏ mặt, cũng không bằng nó cha mặt chữ quốc, mà là cực kỳ tề chỉnh mặt trái xoan, tuổi còn nhỏ hài nhi mập vẫn còn tương đối rõ ràng nhưng niên kỹ càng dài mặt mũi này bộ dáng tất nhiên là càng dài càng tốt hắn mũi theo mẫu thân một đôi mắt theo cha hắn cha kia miệng lại không giống hai người này môi châu rõ ràng lại sinh cái ngậm môi ngọc ra tới lại thẩm chỉ rất trắng mi nhi cũng không nghĩ đến gặp thiên nhi ra bên ngoài chạy làm sao có thể như vậy trắng mi nhi chỉ nhìn không nói chuyện thấy thẩm chỉ coi không nhìn thấy mình cũng liền thu ánh mắt đi phòng bếp thu thập bát đũa đưa đến nhà chính, chẳng khác gì là hầu hạ toàn gia ăn cơm, kỳ thật dạng này cũng tốt, thẩm chỉ sinh như vậy thanh tú, bất luận lớn nhỏ, nên không lo tìm vợ nhi. Mi Nhi tính toán khả năng Chu thị mua mình trở về, là làm tên nha hoàng, mà không phải ngay trước cho mình nhi tử làm nàng dâu đi, bộ dạng này, chờ cha tốt, nói không chừng sẽ đem mình lại chuột về đi, thật tình không biết Chu thị thân là thẩm chỉ mẫu thân, tự nhiên là biết được con trai mình bộ dáng tốt bằng không thì cũng sẽ không động tìm con dâu nuôi từ bé suy nghĩ về sau, chọn chọn lựa lựa nhanh thời gian 2 năm mới mi nhi như thế một cái vào mắt, mi nhi đây là không biết được mình tốt, tiện nghi không nói, bộ dáng chỉnh tề lại có thể làm. Nếu không gặp tuổi tác khổ sở, cái này thẩm gia vô luận như thế nào cũng sẽ không chỉ phí một lượng bạc liền chiếm được mi nhi làm con dâu nuôi từ bé, cho nên nói, nói dễ nghe một chút là cái này thẩm gia nhi tử dáng dấp không sai, làm nhà bọn hắn con dâu nuôi từ bé không tính khó chịu, nói đến không dễ nghe. Chính là cái này thẩm gia bàn tính đánh tin, dẫm lên thời cơ, cầm ít nhất bạc, làm bút phi thường có lợi mua bán. Mỗi người một ý, ngày sau nói cái này thẩm gia đối con dâu nuôi từ bé tốt có chi. Nói như thế cái xinh đẹp nha đầu một lượng bạc liền đuổi thất đức ngôn ngữ cũng không ít. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, chỉ nói lập tức. Mi Nhi không nghĩ lấy lên bàn tử ăn cơm, đồ ăn đều cho chặt nói câu bá bá thẩm thẩm ăn ta đi phòng bếp ăn được gọi ta ta tới thu thập bằng không nói thế nào cái này dán giúp cốt chính là nhận người đau lòng đâu chu thị kỳ thật tại mi nhi không thời điểm là tính toán không để cùng một chỗ ăn sợ con dâu nuôi từ bé đạp trên mũi mặt nhưng cái này mình yêu cầu là một chuyện tiểu nha đầu này chính mình nói lại là một chuyện tiểu nha đầu phiến tử tuổi không lớn lắm lại như vậy mắt nhìn xuống đất một đôi mắt sáng lóng lánh Chu Thị lập tức không có nhẫn tâm nhìn xem như thế tiểu cô nương một người tại phòng bếp ăn cơm, nghiêng đầu nhìn xem Mi Nhi, vỗ nhẹ bên cạnh mình vị trí, về sau đều là người một nhà, không có người tại phòng bếp bản thân ăn cơm phép tắt, cùng một chỗ đi. Mi Nhi mắt nhìn Chu Thị, lại nhìn thẩm bá bá, cái trước cười tủm tỉm, cái sau nhẹ gật đầu, Mi Nhi lại nhìn một chút thẩm chỉ, thẩm chỉ chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, chờ đợi mình cha mẹ động đũa, tạ ơn thẩm thẩm, bá bá bữa cơm này mi nhi kỳ thật ăn cũng không thoải mái ba người bọn họ nói nàng chen miệng vào không lọt cũng không nghĩ chen vào miệng nói đến mình chỉ coi về chính là chẳng qua ba cái thức ăn chay liền điểm cơm trắng cùng bánh bao mi nhi cảm thấy mình ăn nhiều cũng tốt ăn quá ít cũng không tốt đã cảm thấy còn không bằng mình tại phòng bếp ăn cốt xấu tự tại ăn nhờ ở đậu liền cái này khó chịu hai cái lớn một đặt đũa mi nhi liền cũng đem mình trong chén cơm kết thúc công việc chờ lấy thẩm chỉ ăn cơm Mi Nhi cũng vừa ăn ngon xong, tiểu cô nương này gọi là Tô Mi Nhi đúng không? Thẩm Chỉ thấy mình mẫu thân Chu thị hỏi, Chu thị gật gật đầu, nàng ban đêm ngủ chỗ nào, ngủ cách vách ngươi phòng, biết. Thẩm Chỉ nói thôi, nhỏ đại nhân giống như nói vương sư phụ chuyện kia chỉ nói là phụ mẫu trước cùng người ta điện thoại cái, mình lại đến cửa, dứt lời cũng không có lại cái gì ngôn ngữ, từ về phòng mình, Mi Nhi thì thu thập bát đũa đi tẩy, làm xong việc lại chạy đến tìm Chu thị nói mình cũng sẽ một chút theo thùa chu thị trực tiếp đem mi nhi đuổi trở về ngủ đi ngươi niên kỹ còn nhỏ chính là dài vóc dáng thời điểm nếu là ngủ không được tìm chỉ nhi chơi một lát đi hắn trong phòng mình trang điểm đồ chơi không ít mi nhi vừa đi chu thị liền hỏi mình tướng công ngươi nói chỉ nhi sau lúc ăn cơm liền nhìn cũng không nhìn mi nhi liếc mắt vậy liền coi là ta làm sao nhìn nhi tử có chút không lớn cao hứng thẩm tiết cười luận hiểu rõ nhi tử thẩm tiếp tự nhận là vẫn là so chu thị nhiều chút tiểu tử này là không lớn cao hứng nguyên do lại là không biết chẳng qua con của chúng ta từ nhỏ đã là như thế đối với người nào đều lãnh đạm cũng không gặp cùng cái nào tiểu cô nương chơi tốt có thể là chợt gặp một lần trong nhà có thêm một cái tiểu cô nương không được tự nhiên có cái gì tốt không được tự nhiên cũng không biết đứa bé này theo ai chu thị nói đến lời nói cũng không ít đứa bé này ngươi nói hắn lãnh đạm tính tình đi náo lên cũng rất có thể làm ầm ĩ, gặp Thiên Nhi liền chạy ra ngoài, người nói hắn thân thiện đi, cũng không gặp cùng ai thân cận, ta nếu không phải mẹ hắn thân, đoán chừng cùng ta đều cách một tầng. Lời này liền không đúng, ngươi nếu không phải mẹ hắn thân, tự nhiên là cách một tầng. Vậy ngươi xem hắn sẽ không về sau đối Mi Nhi cũng cái này quỷ đức hạnh đi. Thẩm Tiết sáng sớm liền đi ra ngoài, lúc này ăn no rửa chân chính là khốn đốn thời điểm, xoay người đem Chu thị ôm ở trong ngực, thứ cảm tình này khắp nơi liền có, đừng nhọc lòng a, à, dứt lời liền ngủ thiếp đi. Chu thị nhìn xem mình tướng công cái gì đều mặc kệ dáng vẻ tức giận, mặc kệ cũng không có đẩy hắn ra, từ rút vào thẩm tiết trong ngực cứ như vậy ngủ. Mi Nhi thì là tại phòng bếp mình rửa chân, lại đơn giản lau hạ thân tử, đem nước đổ liền định đi trong phòng đầu đi ngủ. Đặt tất kỹ chậu gỗ thời điểm lại nghĩ là không phải nên cho thẩm chỉ bưng nước rửa chân đi qua, cầm hồ lô bầu trong tay, Mi Nhi suy nghĩ chỉ chốc lát, lại đem thả trở về. Đi đến cửa phòng bếp, thấy thẩm con cái bóng lộ ra mờ nhạt ánh nến tại trên cửa sổ lắc lư, nghĩ cùng cơm tối thời điểm nhìn cũng không nhìn mình, chẳng lẽ chán ghét chính mình, nhà mình thu một lượng bạc, nếu là bởi vì cái này chính chủ đem mình đưa trở về, kia một lượng bạc nhà mình cũng tuyệt đối là không có cách nào trả lại. Mi Nhi bước chân nhất chuyển vẫn là lại cầm lấy hồ lô bầu, múc bếp lò bên trong nước nóng, bưng chậu gỗ đi thần chỉ cửa phòng, xốc lên thật dày đông màng, cũng không hướng đi vào trong, chỉ ở cổng nhìn xem chính đoan ngồi tại phía trước cửa sổ trên mặt bàn không biết điêu khắc thứ gì thẩm chỉ. Thiếu niên miếng chặt môi, cùng đầu gỗ đòn khiên bên trên như vậy, chẳng qua thẩm chỉ thật là sao mi nhi mở miệng trước, thả cổng đi, về sau không cần giúp ta làm loại chuyện này. Mi nhi lập tức cảm thấy có chút khó xử, 8 tuổi cô nương không phải không biết xấu hổ, cái tuổi này nữ hoa hoa chẳng những biết xấu hổ, còn chính là tâm tư mẫn cảm thời điểm. Cơm tối thời điểm cái này thẩm chỉ giống như không lớn chào đón mình, lúc này mình cho hắn bưng nước rửa chân, cũng là không lĩnh tình. Trong đầu cùng một cổ bực mình lấy, mi nhi không có hiển tâm tư, chỉ là thanh âm có chút câm, được. Liền gác lại cũng như chạy trốn về phòng mình bên trong đi, thậm chí hướng phía cổng phương hướng nhìn một chút, lại sẽ lực chú ý bỏ vào trên tay mình, cuối cùng trăng lên giữa trời, thậm chí mới mình tắm rửa tiếng ổ chăn, mi nhi thì tại phòng cách vách bên trong lật qua lật lại cũng ngủ không được mình cái nhà này không lớn một cái giường một cái cái bàn thêm cái giá đỡ bỏ đồ vật tuy là trong phòng đầu so với mình nhà ấm áp nhiều chăng mình cũng đã làm chỉ toàn dày đặc nhưng chính là không bằng nhà mình giường dễ chịu không thể nói nhận giường chính là nơi này là người khác không phải là của mình thẩm thẩm bá bá giống như là cái tốt nói chuyện thẩm chỉ lại nhìn xem rất khó ở chung nếu là nhà bọn hắn nhi tử không vui mình cuộc sống của mình còn có thể tốt qua sao không thiếu được phải xem lấy sắc mặt người sinh hoạt, nghĩ đến mình mẫu thân cùng cha lúc này không biết ở nhà làm cái gì, có muốn hay không mình khó chịu, đệ đệ lại có hay không có khóc trống, cuối cùng nghe được sát vách động tĩnh, biết mình đánh nước rửa chân đánh giá là sớm lạnh thấu, trong lòng lại là một nạn thụ, rơi một lát nước mắt, mơ mơ màng màng liền cũng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai trời vừa sáng, mi nhi liền từ trên giường bò lên, trực tiếp tại phòng bếp sau khi rửa mặt, liền bắt đầu bận rộn chờ làm tốt điểm tâm thẩm con phòng cửa cũng mở, thẩm chỉ thấy mi nhi vừa từ phòng bếp ra tới, liền thẳng đến lấy đại tảo đem đi, bắt đầu quét qua mặt đất tuyết. Thân hình gầy yếu, cùng lớn như vậy cái cây chổi so ra, khá là mềm mại ý tứ, nhíu nhíu mày lại, không nói chuyện, mà là đi trước phòng bếp múc nước nóng rửa mặt, thu thập chỉnh tề mới đi đến mi nhi trước người. Mi Nhi trong lòng khí còn không có thuận xuống dưới, dù không thể không lý thẩm chỉ, nhưng thần sắc liền so hôm qua nhiều hơn mấy phần lãnh đạm nhưng có sự tình gì muốn làm thẩm chỉ 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 mi nhi trong tay đại tảo cây chổi ta tới hôm qua ta liền nên quét ngươi đi phòng bếp ấm áp ấm áp đi cũng không đợi mi nhi trả lời trực tiếp đưa tay đem đại tảo cây chổi cầm tới trong tay mình đúng lúc lúc này nhà chính cửa cũng mở thẩm tiết sốt ruột đi ra ngoài trực tiếp tại phòng bếp cầm cầm hai cái bánh bao lớn đẩy ra đi đến đầu kẹp một chút nhi dưa muối liền đi ra ngoài Chu thị thì lắc lắc ung dung để Mi Nhi cho nàng nấu nước nóng, ăn điểm tâm thời điểm, Chu thị nói, "Chỉ Nhi, ngươi hôm nay cùng ta đi một chuyến vương sư phụ nhà." "Được." Mi Nhi hỏi, "Thẩm thẩm ta muốn đi theo cùng đi sao?" "Cũng được, thị trấn bên trên cũng nên mang ngươi đi dạo, nàng đi làm gì?" Thiên Nhi như thế lạnh chạy tới chạy lui, tự tại nhà đợi chính là. Chu thị tự nhiên vẫn là thuận con trai mình, trong tay bánh bao vẫn là nóng, trong nhà là không kịp ăn tốt như vậy bánh bao mi nhi lại ăn khó mà nuốt xuống nàng không biết mình là làm sao gây thẩm chỉ làm sao liền nhìn mình như thế không vừa mắt như không có đêm qua kia nước rửa chân sự tình mi nhi đại khái liền sẽ cảm thấy đây là thẩm chỉ sợ nàng đông lạnh nhưng giờ phút này có đêm qua làm nền mi nhi liền cảm giác cái này người khẳng định là chán ghét mình mới không muốn mang mình đi ra ngoài trước khi đi thẩm chỉ 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 trong phòng bếp đầu mình hôm qua đổi lại y phục xiêm y của ta tối nay ta đến tự mình tẩy ngươi đừng đụng chính là Mi Nhi hé miệng nhẹ gật đầu, đợi người vừa đi liền trốn đến bên trong tường xây làm bình phong ở cổng bên trong, dựa vào tường bắt đầu khóc, chương không bốn, ta là người con dâu nuôi từ bé, thậm chỉ cùng Chu thị trở về thời điểm, chính giữa buổi trưa. Tiến trong viện đầu, đã nhìn thấy Mi Nhi tại trong phòng bếp đầu bận rộn. Chu thị mừng rỡ nhẹ nhõm, trực tiếp về nhà chính bên trong bắt đầu thiêu thù may vá sống, chờ lấy đồ ăn đồ ăn chuẩn bị cho tốt ăn cơm, thậm chỉ thì trực tiếp đi trong phòng bếp đầu nếu là hôm qua mi nhi không thiếu được chào hỏi một chút hôm nay coi như không có thẩm chỉ người này thẩm chỉ quét mắt mi nhi bận rộn giữa mùa đông thái dương đều là mồ hôi ánh mắt thoáng nhìn đến nơi hẻo lánh hắn đổi lại thay giặt y phục đặt ở phòng bếp một chân trong chậu gỗ liền cũng không nói chuyện cầm hồ lô bầu đi bếp lò bên trên múc nước nóng như vậy hai bé con khoảng cách lân cận chút múc nước nóng không thiếu được phải vượt qua bếp lò mi nhi nhìn thẩm chỉ nhìn không chớp mắt tay áo đụng vào mặt cũng không đổi sắc múc xong nước sau ngay tại bếp lò vừa bắt đầu xoa giặt quần áo. Mi Nhi trong lòng ổ lấy một cổ nói không ra khí, nói là ủy khuất không đến mức, dù sao dưới mắt là người ta không để ngươi làm việc. Nói sinh khí, dường như cũng không như vậy nghiêm trọng, khí cái gì? Làm người ta tức giận không cho ngươi việc làm, Mi Nhi tự nhận là mình xương cốt cũng không phải như vậy tiện, chủ yếu là thẩm chỉ này tấm dáng vẻ giống như là sợ mình cùng hắn có cái gì liên quan, quả thực để người nén giận cổ này ấm ức hóa đến cái nồi tử bên trong xào rau xào loãng xoảng rung động như thế như vậy thậm chỉ chính là lại xem nhẹ mi nhi cũng chú ý tới mi nhi khí nhi không thuận cái này cái nồi tử là không dùng được a à? thẩm một tay bên cạnh dừng dừng chờ lấy mi nhi đáp lời không sao ta khí lực lớn thôi là tới nhà của ta không quen sao không phải từng nhớ nhà sao mi nhi nghe được câu này căng thẳng trong lòng không có về lời này nói câu cái khác Ngươi có biết thẩm thẩm mua ta trở về là làm cái gì? Tự nhiên, từng. Mi Nhi cắn cắn môi dưới, lại cảm giác xấu hổ, nhớ nhà câu kia ngay trước thẩm chỉ muốn đem mình đưa trở về, nhưng nghe ý tứ này cũng không phải, chẳng lẽ chính là đơn thuần chán ghét mình sao? Ta là ngươi con dâu nuôi từ bé. Câu nói này Mi Nhi cơ hồ là từ trong hàm răng chen đi ra, ta cũng không có đem ngươi trở thành ta con dâu nuôi từ bé. Ngươi tự tại chút chính là thẩm chỉ nói xong câu này liền bưng chậu gỗ chuẩn bị ra ngoài tới cửa lại thêm một câu cũng không có đem ngươi trở thành tiểu nha hoàng mi nhi thì tại trong phòng bếp trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng nói thật nếu là ngay từ đầu thẩm chỉ cứ như vậy nói mi nhi đại khái sẽ cảm thấy mình tương đối mà nói vẫn là tự tại nhưng coi là thẩm chỉ chán ghét mình về sau mi nhi đã cảm thấy có chút tâm lạnh nàng cảm thấy thẩm chỉ là tại trực tiếp nói cho nàng nàng đã không bởi vì con dâu nuôi từ bé cái thân phận này trở thành hắn người của thẩm gia, cũng sẽ không bởi vì làm việc nhiều, hắn thẩm gia liền sẽ xem nàng như người một nhà, vậy cũng chỉ có thể là ăn nhờ ở đậu người ngoài, là để nàng sách sách rõ ràng thân phận của mình lập trường sao. Mi Nhi đem xào kỹ đồ ăn thịnh bàn, bưng ăn uống đến nhà chính, một trận cơm xuống tới sắc mặt đều có chút một, Chu thị ngay trước tiểu nha đầu mệt mỏi, liền để thẩm chỉ buổi chiều đi ra ngoài chơi mang theo Mi Nhi cùng một chỗ tiểu cô nương cũng không thể mỗi ngày ở nhà làm việc, vẫn là được ra ngoài đi bộ một chút, dạng này tính tình nói không chừng còn có thể sống lạc chút, chu thị bởi vì chính mình nhi tử nguyên nhân, nhưng thật ra là ngóng trong mi nhi có thể hoạt bát chút. Mình sinh cái này đi, nhìn xem cái kia cái kia đều tốt, chính là cái này tính tình có chút lạnh, cùng chính mình nói thân cận, nhưng lại không giống cái khác bé con sẽ nũng nịu cái gì. Nam hoa dạng này tính là công việc tốt, trong nhà nhiều cái nữ hoa, Chu thị tự nhiên là hy vọng nữ hoa có thể hoạt bát một chút. Hai cái một loại trầm ổn, nhỏ đại nhân giống như bớt lo là bớt lo, chính là không nhiều lắm thú vị, cho nên nói cái này người đâu, vẫn là ngóng trong mọi thứ có thể có cái song toàn. Nếu như thẩm chỉ tính tình linh hoạt, kia chu thị nói chung cũng liền không ngóng trong mi nhi tính tình có thể hoạt bát. Mi nhi tại trên bàn cơm không có ngang ngược chu thị ý tứ, nhưng trong lòng là không tình nguyện lắm cùng thẩm chỉ cùng một chỗ đi ra ngoài là để rửa tốt bát đổ về sau liền bắt đầu trong sân tìm việc làm, nghĩ đến thẩm chỉ thấy mình vội vàng biết trong nhà sự tình nhiều, đoán chừng liền sẽ không đến gọi mình, thật đến thẩm chỉ qua đến đem trong tay mình khăn lau cho ném một bên thời điểm, mi nhi cũng không có cự tuyệt, 8 tuổi hài tử, đối chơi loại chuyện này vẫn là không có cái gì sức chống cự, ra viện tử, mi nhi liền đi theo thẩm chỉ một bên, nàng bước chân không có thẩm chỉ nhanh, trên cơ bản là ba bước chạy chậm phối hai bước đi thông thả, trải qua sát vết viện tử thời điểm chính đụng tới lần trước chu thị nói chuyện trời đất cái kia ngô thẩm thẩm thấy hướng phía mình cười mi nhi mặt vẫn là đỏ hồng tiện thể lên tiếng chào hỏi thẩm chỉ từ nhưng cũng nhìn thấy chẳng qua hắn không thích cái này ngô thị mặt không biểu tình nhẹ gật đầu coi như là chào hỏi qua nghiêng đầu mắt nhìn mi nhi ngươi đỏ mặt cái gì ta à, chẳng lẽ là bởi vì lấy ngươi là ta con dâu nuôi từ bé cùng nhau ra cửa gặp người liền đỏ mặt rồi thậm chỉ nhìn mi nhi không nói chuyện đại khái liền biết mình đoán đúng khóe miệng giật giật lộ ra cái không mặn không nhạt cười mi nhi xem không hiểu cái này cười ý tứ liền mở miệng ta 8 tuổi cũng không tính là nhỏ tự nhiên biết xấu hổ cũng không phải nói cái này đó là cái gì ta là cảm thấy ngươi chỉ so với ta nhỏ một tuổi tâm tư ngược lại là nặng mi nhi nghe lời này lại không vui lòng lời này đến cùng là khen vẫn là biếm ra khỏi nhà miệng con đường này liền trực tiếp đến thị trấn rộng nhất một con đường bên trên. Hai bên nơi gần cổng thành sang sát nối tiếp nhau cũng mở không ít cửa hàng, chính là không đại hiển náo nhiệt, tiêu điều ý tứ không che giấu được, có tại ven đường quét tuyết, cũng có tại cửa hàng cổng ngồi nói chuyện trời đất, còn nhìn thấy cái bán mức quả, mi nhi quay đầu nhìn mấy mắt, cũng không biết là bán ăn không ít, vẫn là chỉ mới nghĩ lấy thẩm con. Mi Nhi tự nhiên cũng không có chú ý tới phía sau nàng lại không có tốn sức đi chạy chậm đi theo thẩm chỉ bước chân tốc độ chờ lại đi qua một con đường, đến cái nhỏ trên bến tàu, Mi Nhi mới hỏi, chúng ta đây là đi chỗ nào? Buổi chiều tiền gia kia tấm ảnh có cái lão phu tử dạy học, kia học đường là người nhà họ tiền bán đi, bên trong có không thiếu thương hộ bé con ở bên trong đọc sách. Chúng ta qua bến tàu này, leo đến phía đông nhi vứt bỏ một cái phá viện tử trên tường, có thể đi theo học một ít, thậm chỉ nói xong từ đọc ra đến túi vải bên trong móc ra cái đốt một nửa than củi, cho ngươi một cái, đến lúc đó phu tử giáo hai ta chiếu vào phu tử nói hướng trên tường viết, ngươi nhưng nhận biết bao nhiêu chữ rồi, một ngày không rơi xuống chạy non nửa năm, hiện tại thấy rõ sách là không có vấn đề, ý niệm này nhà ai nếu là có quyển sách, đó chính là quý giá, dù sao ăn cơm đều thành vấn đề, cái này biết chữ hay không, liền lộ vẻ không có trọng yếu như vậy, mi nhi không nghĩ tới mình cũng có thể đọc sách viết chữ, trong đầu nhất thời còn có chút kích động, vui vẻ tự nhiên lời nói cũng liền nhiều. Ngươi xem qua sách vở tử sao, ngô, trộm qua phu tử nhà mấy quyển. Thẩm chỉ nói lấy nhìn thấy dưới chân có cái cục đá, trực tiếp cho một chân đá xuống sông, chẳng qua vậy lão phu tử cứng nhắc, trong nhà trừ chút sách sử có thế nhìn, cái khác đều là viết văn nhân tanh hôi chi tác, cái này mi nhi liền không hiểu, không hiểu sách sử tốt chỗ nào, cũng không hiểu cái gọi là tanh hôi vì sao liền không tốt, chẳng qua nàng vẫn là biết trộm đồ là không đúng, vậy ngươi cũng không thể trộm người ta đồ vật, tự nhiên là xem hết liền trả lại vậy lão phu tử tuổi tác lớn, ngược lại là một lần cũng không phát hiện ta. Có lẽ là biết, tuyệt không chọc thủng ta cũng chưa biết chừng. Đọc sách có thế sáng suốt, nữ tử cũng nên nhiều đọc chút sách, lời này mi nhi tán đồng, nhẹ gật đầu, nói chuyện nhi công phu hai người liền đến kia phá cửa viện, cổng dây xích sắt chính là cái bài trí, hai cái rưỡi lớn niên kỹ bé con vừa chui liền đi vào. Viện tử rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là cỏ dại cùng tuyết động viện tử nơi hẻo lánh còn có một viên lớn cây liễu chẳng qua nhìn cũng là sắp chết khi cây liễu cao sát bên mặt tường mặt tường phía trên nhất tất cả đều là than đen lưu lại bút tích mi nhi suy nghĩ nam qua vẫn là gan lớn cao như vậy còn dám duỗi tay đi viết chữ thẩm chỉ tới cây liễu bên cạnh thuần thục liền leo đến trên cây mi nhi thật là phạm khó chẳng qua nàng không nghĩ phiền phức thẩm chỉ liền tự mình đi theo thẩm chỉ chầm chập trèo lên trên vậy dĩ nhiên là bò nhiều lần đều không bò lên nổi chủ yếu là cây này làm quá thẳng lại thô, so trong thôn nhi cái cổ siêu vẹo cây khó bò nhiều, thậm chí ở trên chạc cây đứng vững nhìn trong chốc lát, lông mày lại nhíu lại, ngữ khí cũng không lớn tốt, ngươi nhìn ta là sống vẫn là chết, mi nhi nghiêng đầu nhìn xem hắn, tiểu cô nương gia có cái gì tốt khoe khoang, bò không được ta tự nhiên giúp ngươi. Thậm chỉ nói xong tách ra bên cạnh một cái phẩm chất thỏa đáng chạc cây tử, tay trái lôi kéo nhánh cây, liền đem cây cây gậy đưa xuống dưới. Mi Nhi thuận cây kia cây gậy, bò, không đúng, dùng túng thích hợp hơn, cứ như vậy mạnh mẽ bị thẩm chỉ túng đi lên, ngươi khí lực vẫn còn lớn. Mi Nhi có chút xấu hổ hướng thẩm chỉ bên cạnh bên trên nhích lại gần, sợ cao liền dắt lấy ta bày cái túi. Thẩm chỉ thấy Mi Nhi tay run run rẩy rẩy, trực tiếp dắt lấy Mi Nhi tay đem túi vải nhét trong tay nàng. Vừa chỉ chỉ một cái thích hợp tọa hạ tam giác chạc cây, ngươi ngồi chỗ này, vậy còn ngươi, ta đứng mi nhi cái này một cái chớp mắt lại cảm thấy thẩm chỉ cũng hẳn là không ghét mình có lẽ là liền kia tính tình ngồi vững vàng mi nhi liền thấy rõ sát vách viện tử viện kia không lớn liền một chỗ phòng ngủ thêm cái lều lớn tử lều bên trong bảy tám cái cái bàn đánh giá học sinh đọc sách ngay tại lều bên trong hai viện tường chịu được gần cũng may mà thẩm chỉ có thể tìm tới chỗ này học chữ chờ phu tử lúc đi ra mi nhi suy nghĩ người đọc sách đều dài không sai biệt lắm kia phu tử râu ria rủ xuống tới ngực xám trắng xám trắng, kẹp áo ống tay áo còn vô cùng bẩn dính dầu, cầm quyển sách, trên tay một thước, thời gian một chén trà công phu đi, lều bên trong người cũng ngồi đầy, người so với người là không thể so sánh, mi nhi trông thấy trong đó có cái nữ hoa, mặc màu hồng nhạt áo tử, mặt có chút béo, cách có chút xa, thấy không rõ bộ dáng. Trên cổ mang theo chuỗi ngọc đẹp mắt gấp, tuy là không đáng tiền đồng đánh, nhưng đây cũng là mi nhi không có khả năng có vật, nhà nàng là cơm đều không kịp ăn, càng không nói những vật này. Từ nhỏ đến lớn, Mi Nhi trên thân đáng tiền nhất đánh giá chính là khi còn bé mang ngân vòng tay, về sau đệ đệ xuất sinh, cho đánh thành trường mệnh khóa, lại về sau, tự nhiên là đổi lương thực, nửa lần buổi trưa, ngày còn rất tốt, Mi Nhi ngay từ đầu còn nghiêm túc nghe, nghe không hiểu cũng học thẩm chỉ ở trên tường họa. Họa liền chữ như là gà bới, chờ phu tử bắt đầu niệm cái gì thiên địa huyền hoàng thời điểm. Mi Nhi cảm thấy phu tử thanh âm kia liền cùng niệm kinh, thúc khốn vô cùng. Sáng sớm Nhi dậy sớm, Mi Nhi cứ như vậy dựa vào chạc cây tử cho ngủ thiếp đi. Chờ thẩm chỉ phát hiện Mi Nhi ngủ thời điểm, Mi Nhi bên miệng còn có chút nước bọt, hắn kéo khóe miệng, lại ngẩng đầu nhìn trên cây tuyết động, vẫn là quá lạnh, liền đem Mi Nhi đánh thức cùng nhau trở về. Ngày thứ hai liền không có lại mang theo Mi Nhi ra tới. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, cũng là như thế, chương không năm ăn tết phía sau mi nhi trừ sáng trưa tối lúc ăn cơm là không lớn gặp được thẩm con nghe chu thị có ý tứ là thẩm chỉ buổi sáng đi vương sư phụ chỗ giúp đỡ mang học phòng thân thuật buổi chiều thì đi tiền gia kia tấm ảnh mi nhi cũng là nghỉ học chữ nhìn xem thẩm chỉ không có lại mang mình đi ra ngoài ý tứ liền không có nhắc lại chẳng qua mi nhi bây giờ ăn nhờ ở đậu nàng tính tình cũng coi như mẫn cảm ngay từ đầu không có phẩm ra tới về sau mấy ngày nhìn thẩm chỉ đối với mình giống như vừa xa lạ rất nhiều, nghĩ đến chẳng lẽ là mình nơi nào gây hắn sinh khí, muốn tìm cơ hội hỏi một chút, kết quả thẳng đến giao thừa, thẩm chỉ mới ở nhà đợi không có đi ra ngoài, xế chiều hôm đó bắt đầu bay lên tuyết lông ngỗng, sắc trời sương mù nặng nề đặt ở trên đỉnh đầu, mi nhi đầu tiên là hầu hạ chu thị tắm rửa, lại đi trong phòng bếp vội vàng ăn uống, chờ ăn uống làm không sai biệt lắm, lại chuẩn bị mang theo thùng gỗ đi soát nhà xí vừa ra phòng bếp đánh nước giếng, liền gặp thẩm chỉ muộn muộn rời khỏi giường. Trên người hắn mang theo nhiệt khí, từ trong nhà đầu vừa ra tới, trên đỉnh đầu còn bốc lên khói trắng. Lại thêm đỉnh đầu hắn mấy sợi nhếch lên đến tóc rối, mi nhi nhất thời cười, nụ cười này, trong lòng điểm kia ngượng ngùng cùng thấp thỏm cũng liền phóng đi không ít, liền gác lại trong tay đầu đồ vật tiến lên, Thẩm chỉ duỗi lưng một cái, nhìn xem bậc thang hạ mi nhi, thanh âm rất là buồn bã yếu xìu, bao lâu lên, làm sao còn lên mồ hôi, ngày mới sáng liền lên, làm việc làm đến hiện tại. Mẹ ta đâu, thẩm thẩm trong phòng cho ngươi khâu bộ đồ mới đâu, thẩm chỉ chọn gật đầu, ngươi nghĩ một lát đi thôi, nhà xí đặt vào ta soát chính là, không được, nhà xí như vậy bẩn, sao có thể cho ngươi đi, thẩm chỉ khóe miệng dương lên, chính là cái này thần sắc làm sao cũng không tính được cười ý tứ, cô nương gia nhà liền càng không thể đi, mi nhi ngửa đầu nhìn xem hắn, vẫn là hỏi, mấy ngày nay xế chiều đi chỗ kia phá viện tử ngươi vì sao đều không mang ta thế nhưng là ngày ấy ta ngủ ngươi buồn bực ta sao thẩm chỉ mò sờ ngủ cứng trái cổ xuống bậc thang mắt nhìn đầu đội trời sắt rất là tùy ý nói chớ suy nghĩ quá nhiều không đến mức dứt lời liền mang theo thùng gỗ đi nơi hậu viện mi nhi đứng vững tại chỗ nhất thời cũng không biết có phải là mình quá cẩn thận chặt chẽ chút liền lại đi phòng bếp đốt nước nóng dự định để thẩm chỉ tắm rửa lại nhiều đốt chút, đem tóc kia cũng tẩy. Mi Nhi thích sạch sẽ là theo mẹ nàng, xuân hạ thu là mỗi ngày đều tẩy, đến vào đông cũng là mỗi đêm đều muốn sát bên người, ba ngày hai đầu liền cũng phải tắm rửa một lần. Về phần tóc kia, dài như vậy cũng không chê phiền phức, cách cái hai ngày cũng là muốn tẩy. Mi Nhi không thấy thẩm chỉ ở nhà tắm rửa qua, tự nhiên cũng liền coi là thẩm chỉ không yêu lắm sạch sẽ, cái này quả thực quan uổng người ta thậm chí mỗi ngày buổi sáng tại vương sư phụ chỗ học võ cho tới trưa xuống tới cơ bản đầy người đều là mồ hôi liền tại vương sư phụ chỗ trực tiếp tẩy trước đó mi nhi không đến thời điểm thậm chỉ cũng là mỗi ngày tắm rửa chiếu chu thị nói chính là tiểu tử mau bệnh không ít cũng không phải ngã xuống hố phân bên trong mỗi ngày xoa kia thân da cũng không sợ xoa nát còn nữa thậm chỉ ngủ muộn cùng mi nhi buổi chiều góp không lên mặt mi nhi tự nhiên cũng liền không biết hắn thói quen này lần trước kia nước rửa chân cũng không có lãng phí, mà là thành nước tắm, là lấy xoát xong nhà xí thẩm chỉ có chút gấp, cũng mặc kệ bếp lò bên trong nước đốt có đủ hay không nóng, trực tiếp đánh đi tắm rửa. Vừa vặn chu thị trông thấy, liền gọi mi Nhi đem cho thẩm con bộ đồ mới cho đưa qua, mi Nhi là không nghĩ quá nhiều, trực tiếp cầm y phục vén rèm liền đi vào, đúng lúc gặp thẩm chỉ thoát chỉ còn quần áo trong, thấy mi Nhi tiến đến lại khá là buồn bực, ra ngoài, mi Nhi bị hung sững sờ, đem y phục trực tiếp đặt ở giá gỗ nhỏ bên trên, liền vội vàng lui ra ngoài, đợi ra tới bị gió lạnh thổi, mới hậu tri hậu giác có chút đỏ mặt, cũng thế, thậm chí vượt qua năm đều 10 tuổi, mình cũng 9 tuổi, làm sao liền quên trai gái khác nhau đâu, mi nhi nghĩ như thế, chu thị đánh nhà chính bên trong nhìn thấy, vui, lẩm bẩm, cái rắm lớn một chút qua tử còn rất giảng cứu, trang cái gì đại nhân. Cái này nói dĩ nhiên chính là con trai mình, giữa trưa đơn giản dùng chút, buổi chiều chu thị mi nhi Thẩm chỉ ba người liền cũng bắt đầu bận rộn chu thị đi chưng chút bánh mật mi nhi thì giúp đỡ thẩm chỉ cùng một chỗ dán câu đối xuân thẩm bá bốt a thời điểm trở về không biết cha ta giao thừa thời điểm bận rộn nhất đánh giá trời tối mới có thể đến nhà nhà thẩm chỉ dán cuối cùng một đạo câu đối xuân nhi thời điểm hỏi ngươi lúc trước hỏi ta vì sao không mang ngươi đi phá viện tử thế nhưng là muốn học chữ sao ừm muốn học vậy ta dạy ngươi đi lão phu tử chỗ kia giáo hồi lâu ngươi bây giờ cùng đi cũng theo không kịp mi nhi trong mắt nhất thời nhiều bôi ánh sáng nhìn xem thẩm chỉ tiểu hoàng khuôn mặt giống như đều sáng chút thẩm chỉ cười cười ngươi mặt mũi này là đủ hoàng ăn nhiều chút đi gầy đến cùng khỉ con giống như mi nhi liền cảm giác thẩm chỉ đây là ghét bỏ mình không đủ trắng nàng nhìn thẩm chỉ gương mặt kia bạch phát sáng đúng lúc gặp một mảnh bông tuyết rơi vào thẩm con mắt tiệp chỗ xuống dốc tới đất bên trên khi một mảnh bông tuyết đụng nhiệt khí, hóa thành tuyết nước, để thẩm con mắt trái mờ mịt thủy quang, cũng sinh một điểm hàng ý, không biết sao, mi nhi liền có chút không sai mở mắt, choi choi không lớn hài tử đối đẹp mắt có chút nhận biết, nhưng lại mơ hồ, đối kinh diễm hai chữ thì càng là lạ lẫm. Giờ khắc này, mi nhi trong đầu lại sinh ra một cái tưởng niệm, mình ngày sau coi là thật sẽ trở thành thê tử của hắn sao, ý niệm này chẳng qua chợt lóe lên, không có lại kéo dài tiếp, bởi vì thẩm chỉ đã bắt đầu thu đồ vật, chuẩn bị đi cho chu thị hỗ trợ. Trên thực tế đến thẩm gia cũng có mấy ngày, mi nhi đối thẩm con tính tình vẫn là không hiểu nhiều lắm, cũng không biết đến cùng hẳn là làm sao cùng hắn ở chung. Lúc trước cho là hắn chán ghét mình, phía sau phát hiện hẳn không phải là, nhưng lại không xác định, quá xa cách, mi nhi thu suy nghĩ, đi phòng bếp giúp đỡ nhặt rau, nhặt rau thời điểm nhìn xem thẩm chỉ cùng chu thị cười cười nói nói, thì lại nghĩ tới cha mẹ mình, như thế đầu to một lần không tại cha mẹ bên người ăn tết nhặt rau thời điểm thỉnh thoảng nhìn xem trời trong lòng liền không cách nào ức chế bắt đầu khổ sở rì rào tự nhiên bông tuyết cùng trong phòng bếp bận rộn hai cái cũng không tính thân ảnh quen thuộc cũng làm cho mi nhi tâm không tự nhiên nghĩ gì thế không nghĩ cái gì thẩm thẩm chu thị là người từng trải nha đầu này lại trưởng thành sớm trong lòng rõ ràng minh bạch không nhiều lời cái gì liền để mi nhi đừng ở trong phòng bếp đầu hỗ trợ nhanh đi tắm rửa giá gỗ nhỏ bên trên là cho ngươi tân tác áo bông cùng giày chờ ăn làm xong ta tới cấp cho ngươi thật tốt chải cái tóc mi nhi sững sờ trên tay ngừng ngơ ngác nhìn xem chu thị nha đầu ngốc thất thần làm gì đi a à? người vừa đi chu thị liền đối với con trai mình nói như thế nào mẫu thân cho ngươi lấy cái này nàng dâu tốt a à? lại hiểu chuyện có thể làm việc dáng dấp còn tốt mẹ nàng kia là nhớ nhà đi đến thân thích đi nhà nàng một chuyến tốt ngươi tiểu tử này là không phải ngốc nha đầu này là vì nương mua về cái gì nhà nàng nhà ngươi cũng chỉ có nhà chúng ta chu thị nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng người tô gia có cái gì quá nhiều liên lụy tô gia nghèo là một chuyện nha đầu này còn có cái đệ đệ quá đứa bé hiểu chuyện không thiếu được vì chính mình nhà suy nghĩ chu thị nhưng một chút cũng không nghĩ tới muốn giúp sấn ai huống chi dưới mắt nhà ai thời gian tốt qua nếu là thiên hạ thái bình nhà ai đều có thể có cà lâm Chu Thị cũng sẽ không như thế mâu thuẫn chuyện này, mà nếu nếu là thời gian Thái Bình, Chu Thị cũng sẽ không nghĩ đến mua con dâu nuôi từ bé, có một số việc chính là như thế, vuốt đến vuốt đi vuốt không rõ ràng, ngươi nhưng yêu thích mi nhi. Làm mẹ tự nhiên cũng thích bác quái, nhất là mình cái này lãnh đạm tính tình nhi tử, có thế nhìn trộn nội tâm một hai, Chu Thị liền rất có cảm giác thành tựu, không có gì yêu thích không vui, mới nhận biết mấy ngày, vậy là ngươi không vui rồi, chưa nói tới, cảm giác chính là cái cùng ta không có gì muốn làm người đánh rắm nàng về sau là vợ ngươi cái gì không liên quan thẩm chỉ liền lười nhác cùng mình mẫu thân nói thêm cái gì bởi vì lấy phía sau tuyết càng rơi xuống càng lớn ngày mới gần đen thẩm tiết liền đến nhà ngồi vào trên bàn cơm nhìn xem mặt màu tím sậm kẹp áo mi nhi cùng tê dại cho kẹp áo thẩm chỉ diện mạo nhi đều chỉnh tề sạch sẽ vui lên a một người cho hai cái tiền đồng nhi làm tiền mừng tuổi đây là mi nhi lần đầu có lẽ dùng tiền nhà mình sinh hoạt một cái tiền đồng nhi hận không thể tách ra ba phần hoa, nơi nào có tiền dư thời điểm. Trong lòng bàn tay nắm chặt tiền đồng nhi thầm nhũ trong lòng nhà, thần sắc tự nhiên cũng coi như không lên nhiều cao hứng. Cơm nước xong xuôi chu thị liền để cho thẩm chỉ đem lấy mi nhi đi ra ngoài chơi, giao thừa thời điểm, có chút trôi qua cũng không tệ lắm người ta sẽ thả khói lửa pháo đốt, nhà mình hai cái này là quá nhỏ đại nhân, chu thị ước gì hai người nhiều tính trẻ con một chút, xuất viện tử bên ngoài chính náo nhiệt, xuyên hai cái hẻm mi nhi đã nhìn thấy ba tiểu tử còn có cái không khác mình là mấy lớn nha đầu thẩm chỉ ngươi có thể tính đến bé con này chính là ngươi con dâu nuôi từ bé a nói chuyện thì là ngô thị cùng lý ngó nhi tử lý dài tài không phải sao nhị thẩm không phải nói cô vợ hắn dáng dấp đẹp mắt không được đẹp mắt như vậy dĩ nhiên chính là cái này nói chuyện chính là lý tường nhà nhi tử lý tóc dài kia xong tóc dài vợ ngươi bị làm hạ thấp đi nhìn ngươi còn mỗi ngày khoe khoang. Mở miệng chính là đối diện hẻm Chu gia Nam Hoa, gọi là Tuần Học, Tuần Học thốt ra lời này xong, Mi Nhi đã nhìn thấy đứng lý tóc dài bên cạnh nữ hoa có chút sợ hãi, nàng gọi dì Hoa. Thẩm Chỉ nói, Mi Nhi nhẹ gật đầu, nói là cùng nhau chơi đùa, nhưng kỳ thật cũng chính là hai cái nữ hoa nhìn xem nam qua chơi, Mi Nhi là không dám đụng vào kia pháo đốt, hỏa tuyến còn ngắn như vậy, nổ đến mình nhưng làm sao tốt, nghiêng đầu nhìn dì Hoa nàng ngược lại là trên mặt khá là muốn thử xem ý tứ. Mi Nhi một sai mắt đã nhìn thấy trên tay nàng có tổn thương, liền hỏi, tay ngươi làm sao rồi? Dì Hoa ngượng ngùng nắm tay trở về rụt rụt, lúc làm việc không cẩn thận làm bị thương, lúc làm việc là dễ dàng làm bị thương. Mi Nhi không nghi ngờ gì, lại nói, ngươi đến lý tóc dài trong nhà bao lâu? Hơn một năm, nhớ nhà sao? Dì Hoa không nói chuyện, Mi Nhi cũng không phải yêu bắt chuyện người, liền lạnh trận, vừa vặn một cái pháo đốt bị nhen lửa phịch một tiếng, ánh sáng chui vào giữa không trung, tại mi nhi trong mắt nở rộ một đóa thoáng qua liền mất pháo hoa. Nàng nhìn xem thẩm chỉ khuôn mặt như ngọc, vừa vặn thiếu niên bên cạnh đầu, hai người đối mặt, pháo hoa ngầm xuống dưới, lại có nơi xa cái khác pháo hoa nở rộ, cái này pháo hoa vọt qua ba năm, đi vào vĩnh gia 12 năm xuân, năm này, mi nhi 12 tuổi, thẩm chỉ 13 tuổi, chương 06, ta cùng ngươi, vĩnh gia 9 năm, cuối năm, thừa tướng hoang trôi qua, chiến sự liên tiếp phát sinh, Vĩnh Gia 10 năm, tăng thêm thuế má, dân chúng lầm than, Vĩnh Gia 11 năm, biên cương góp sắt bước vào Trung Nguyên, thủy tai tràn lan, bách tính khổ không thể tả, Vĩnh Gia 12 năm xuân, Đông Sơn Trấn, hôm qua Nhật Nhi cái nghe nói bến tàu đến một nhóm khoảng 30 người lưu dân, là từ Hoàng Hà chỗ một đường lang thang tràn trọc nơi đây, bởi vì lấy Đông Sơn Trấn thời gian cũng không dễ chịu, nhà môn chỗ cũng không để ý tới, đám này người cũng chỉ có thể tại thị trấn bên trên ăn xin mà sống người đói bụng đại khái là cái gì cũng có thể làm được đến hai ngày này liền nghe nói có nhất lưu dân vì mấy cái bánh bao thịt đem một phụ nữ trẻ em đánh chết nha môn bổ khoái cũng chỉ bốn cái cao tuổi giữ thể diện làm qua loa chỉ phát cái phạm nhân bộ dáng bố cáo dáng ra đến cảnh cáo gặp phải lưu dân không muốn lên xung đột chuyện này liền lại không đoạn dưới lưu dân vẫn là không người quản đông sơn trấn nhưng có ít người tâm hoảng sợ Mi Nhi bây giờ đã có 12, thẩm gia đối nó coi như không tệ, trong 3 năm này Mi Nhi vóc dáng vọt nhiều nhanh, thẳng bức chu thị, gương mặt kia cũng rút đi cổ này hoàng, thấu bạch ra tới. Chỉ tiếc thân thể cốt cách nhìn xem càng phát ra đơn bạc gầy yếu, đây cũng là không có cách nào, tăng thêm thuế má về sau, lương thực những vật này giá dâng lên, cho dù hậu viện đưa ra một mảnh trồng trọt đồ ăn, cũng nuôi hai con gà dùng để sinh trứng gà, nhưng gạo, dầu, muối thịt heo chờ vật nhất định phải có lại là càng thêm quý để người tắt lưỡi nguyên bản thẩm gia thường thường còn có thế mua mấy lượng thịt trở về dưới mắt tính toán đúng là ba tháng không gặp thức ăn mặn mi nhi hầu hạ chu thị tắm rửa về sau đem trong thùng gỗ nước dội tới đất bên trên bắt đầu vẫy nước quét nhà mặt đất lông mày gấp đám hiển nhiên chính là một bộ tâm sự bộ dáng không khác thời gian khổ sở mong nhớ trong nhà cha mẹ trong thôn cũng không biết thế nào trong ba năm này đầu chỉ một lần tô phụ thừa dịp ngày tết cùng mi nhi gặp một lần chỉ nói trong nhà đều tốt liền lại phân mở lần kia vẫn là nhờ thẩm chỉ phúc khí mới thấy nghĩ đến thẩm chỉ mi nhi liền lo lắng hơn thời gian khổ sở về sau thẩm bá bá cùng thẩm chỉ thường xuyên lên núi đi săn ngày hôm trước xuất cửa đến bây giờ còn chưa trở về đã có hai ngày chưa về lại thêm thị trấn bên trên gần đây bởi vì lưu dân sự tình cũng sợ trở về đụng tới lưu dân gây không phải là tâm sự nặng nề, Mi Nhi chỉ có thể nhiều làm chút sống, tốt an ủi an ủi nội tâm nôn nóng. Cũng may buổi chiều, cổng sân tiếng vang lên, Chu thị khỏa áo tràn ra tới, vội vội vàng vàng chạy đến nhà chính cổng hô Mi Nhi tranh thủ thời gian mở cửa. Mi Nhi ài một tiếng, cũng là có chút không kịp chờ đợi, vừa mở cửa, thẩm tiết cùng thẩm chỉ liền xông vào cửa. Mi Nhi thấy hai người trên mặt sắc thái vui mừng, đến nhà chính xem xét, hai người lưng cái sọc bên trong thu hoạch tương đối khá săn được ba con con thỏ cũng một con gà rừng còn có rất nhiều núi nấm rau dại, những cái này lương thực liền tiết kiệm rất nhiều ngân lượng, lúc này nhưng phải chờ danh tiếng đi qua lại đi, hai ngày này ở nhà ta cái này tâm A, à, vẫn hốt hoảng đều thở không nổi. Chu Thị nói liền rơi lên nước mắt, Mi Nhi thấy thế, liền đem đồ vật cầm đi phòng bếp, tránh đi hai cái người lớn nói chuyện, thậm chí ở bên trong nói một lát lời nói cũng liền đến phòng bếp, 13 tuổi thiếu niên, vóc dáng là sau Mi Nhi cao nửa cái đầu, mới gặp hắn lúc trên mặt hài nhi mập tiêu không ít, khuôn mặt càng phát ra tuấn tú, cặp mắt kia sáng tỏ bên ngoài, lại sinh đạm mạc, để người cảm thấy hắn là đem cái gì cũng không để trong lòng, mi nhi bởi vì lấy đây, không thích lắm cùng hắn đối mặt. Theo niên kỹ tăng trưởng, mi nhi cảm thấy trên người hắn cổ này xa cách sức lực đều thấu lạnh ra tới, lại có cái mau bệnh càng phát ra nghiêm trọng, bây giờ là phòng của hắn, trong nhà ba người bình thường cũng là không cho phép tiếng, cần phải được hắn đáp ứng mới có thể đi vào. Cho dù là hắn thay giặt xuống tới y phục, cũng không cho phép Chu Thị hoặc là Mi Nhi giúp đỡ giặt hồ, không phải thẩm sẽ chỉ phát cáo, kỳ thật ở chung 3 năm, Mi Nhi tự nhận là vẫn là không tính cùng thẩm chỉ nhiều quen biết, chỉ nói là tự tại chút, cũng không còn giống vừa tới lúc ấy tổng cẩn thận từng ly từng tí sợ hắn chán ghét chính mình, Mi Nhi không hiểu rõ hắn, chẳng qua cái này hơn một ngàn thiên lý cũng sờ rõ ràng một chút thẩm chỉ tính nết, hắn là có chút lạnh lùng ở trên người, đối người đối sự tình đều là đạm mạc xa cách, kỳ thật cũng không khó ở chung, nhưng không khó ở chung không phải là tốt tiếp cận, khi cổ cự người tới gần vô hình tường chưa từng biến mất, cũng chưa từng hạ thấp, 15 trăng sáng 16 tròn, mi nhi ngẩng đầu nhìn đến thẩm một mình sau minh nguyệt, ánh trăng vẫy vào trên người hắn, cái góc độ này nhìn nhiều một tầng vần sáng, viện tử truyền đến chim quốc tiếng chim hót, nương theo gió đêm phơ phất, Nhất thời vào ban ngày nôn nóng rút đi hơn phân nửa mấy ngày nay thị trấn bên trên nhưng yên tĩnh. Thẩm chỉ nói, Mi Nhi lại cúi đầu chỉnh lý sọc bên trong đồ vật, trả lời, nghe nói lại có cái lưu dân giật đồ, chẳng qua lúc này bị cướp chính là người nam tử, chỉ gây chút ầm ĩ tuyệt không sinh đại sự, ừm, vậy là tốt rồi. Thẩm chỉ thoát bị ở trên người cung tiễn mũi tên, bưng ghế đẩu, từ giày bên trong rút chủy thủ an vị tại mi nhi bên người bắt đầu lột con thỏ da, khi máu từ thẩm chỉ giữa ngón tay chảy qua nhỏ xuống tới đất bên trên, đỏ đến biến đen máu cùng bạch đến như ngọc tay tại dưới ánh trăng so sánh làm nổi bật, mi nhi cười cười, ngươi nói thẩm bá bá mỗi đi ra ngoài đánh một lần săn liền đen hơn một chút, ngươi vì sao một mực như vậy trắng nõn, ao ước sao, ao ước. Mi nhi nói nghiêm túc, nhìn chầm chầm hắn bên mặt, ta và ngươi so ra vẫn là hoàng thật nhiều, không kịp ngươi đẹp mắt, cùng ta có gì có thể so. Thẩm chỉ kéo khóe miệng, giống như cười mà không phải cười quét mi nhi liếc mắt, 12 tuổi nữ hoa hoa, sau ba năm trước đây mặt khuôn mẫu nảy nở chút, chẳng qua vẫn là hài tử bộ dáng. Lại bởi vì lấy thân cao, nhưng lại quá gầy, nhìn yếu đuối cùng cái tê dại cán, sắc mặt đi hoàng thấu trắng, lại có chút điềm đạm đáng yêu, Thẩm chỉ lấy về ánh mắt, đem lực chú ý lại bỏ vào trong tay con thỏ bên trên, nhất thời riêng phần mình làm lấy công việc trong tay, lại không có lời nói, chỉ có thể nghe được trong viện đầu một chút tiếng vang, mi nhi quen thuộc cùng thẩm chỉ như vậy ở chung chậm chút đem những cái này thịt rừng đều thu thập sạch sẽ, mới cùng thẩm chỉ há hốc mồm, lời này tại thẩm gia, nàng là chỉ dám cùng thẩm chỉ là một cái người nói, nàng cũng không biết vì cái gì ngược lại chỉ dám cùng nhìn lạnh lùng nhất thẩm chỉ nói, có thể là lần trước thẩm chỉ làm cho tô phụ đến xem mình lại không có nói cho thẩm thẩm đi, ta nghĩ về trong thôn nhìn xem cha mẹ ta, dưới mắt thời gian càng ngày càng khó, không tận mắt nhìn ta thực sự không an tâm. Mi Nhi nói lời này là do dự thật lâu, có chút khẩn trương, sợ bị cự tuyệt móng ngón tay móc bắt đầu lưng cùng thẩm chỉ đối mặt một cái chớp mắt lại thấp đầu đi thẩm chỉ chú ý tới chi tiết thanh âm thả nhu hòa chút chỉ hỏi dự định lúc nào đi như thế nào đi theo ta được biết nhà ngươi cách thị trấn bên trên đi đường nói ít phải hai canh giờ đánh cái vừa đi vừa về chính là bốn canh giờ là như thế ta dự định một hồi liền xuất phát nghĩ đến ngươi có thể hay không giúp ta giấu giếm thẩm thẩm bá bá ta sẽ đuổi tại trước hừng đông sáng trở về mi nhi nghe hắn lời nói dường như không có ý định ngăn cản liền có chút nóng nảy thốt ra lời này xong nhìn thẩm chỉ không có phản ứng mi nhi sốt ruột phía dưới tiến lên một bước bắt thẩm chỉ tay áo lại mở miệng liền có chút khẩn cầu ý tứ cha ta quá thành thật mẫu thân cũng yếu đuối đệ đệ lại còn nhỏ thiên tai nhân họa đoán chừng trong đất đầu cũng không có gì thu hoạch ta liền đi nhìn trúng liếc mắt cam đoan không mang trong nhà ngươi một vật cứu tế ta chính là muốn tận mắt nhìn ta người trong nhà không có chuyện, thậm chỉ hơi không thể biết thở dài, rút ra bị bắt lại ống tay áo, thị trấn thượng lưu dân không ít, ngươi một cái tiểu cô nương trong đêm đi ra ngoài quá nguy hiểm, ta đưa ngươi đi. Nói xong dùng dây cỏ bao con thỏ, như mẫu thân hỏi, dạy nàng đến hỏi ta chính là, hết thảy liền ba con con thỏ, không cầm đi, này làm sao có ý tốt, hai tay trống trơn vấn an cha mẹ ngươi mới là không tốt lắm thẩm chỉ lại quay đầu nhìn mi nhi ngươi vừa tới nhà ta không phải nói ngươi là ta con dâu nuôi từ bé sao khi cho cha vợ cầm cái con thỏ đây tính toán là cái gì không nghĩ tới thẩm sẽ chỉ nói lời này kỳ thật tại vừa tới thẩm gia thời điểm hắn nói không có đem mình làm con dâu nuôi từ bé nhìn thời điểm mi nhi đối với mình định vị chính là thẩm gia một cái làm việc vặt làm việc thật đúng là không có đem mình làm lấy thẩm gia người trong nhà đến xem 12 tuổi, Nàng dâu hai chữ này lại cùng 9 tuổi thời điểm nhận biết khác biệt, nhất thời suy nghĩ nhiều đi, mặt liền đỏ, thậm chỉ không có chú ý tới nàng thần sắc, chỉ thúc giục Mi Nhi tẩy tay, vì để phòng vạn nhất, còn nhiều mang một cây chủy thủ để Mi Nhi cầm ở trong tay. Như thế, hai người liền lén lút ra cửa, nếu như nói trắng ra trong ngày đông sơn trấn là tiêu điều, trong đêm đông sơn trấn ngay tại tiêu điều phía trên nhiều một tầng rách nát. Ánh trăng trong sáng, nguyên ba tháng bên trong không tính lạnh. Nhưng ánh trăng này lại khiến người ta khoát trên người một tầng hàng ý. Từ lúc lưu dân đến thị trấn bên trên về sau. Trong đêm cấm đi lại ban đêm gõ mỏ cầm canh cũng không có. Đây coi như là thuận tiện hai người ra thị trấn. Chẳng qua trên đường đi không có gì nhân khí. Mi Nhi tuy có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là tráng lá gan. Vì vội vàng trước hừng đông sáng trở về. Theo sát lấy thẩm chỉ bước chân. Một lộ da rất nhanh. Không cho hắn cản trở. Sợ gặp gỡ lưu dân hai người một đường tránh đi lưu dân khả năng ở đại đạo, chết tiểu đạo rẽ ngang rẽ dọc rất nhanh liền đến thị trấn cổng chào dưới, đi đến tận đây, hai người không hẹn mà cùng quay đầu mắt nhìn sau lưng, toàn bộ thị trấn tại đêm tối bọc vào, giống như thành một đầu cao tuổi sụp nằm giả thú, sau lưng con đường, thì giống như là không răng nanh giả thú miệng, quá mức yên tĩnh giống như liêu không có người ở, chỉ nơi xa ba lượng nhà còn có ánh nến chiếu ra, thành giả thú còn sống biểu tượng, kéo dài hơi tàn hai người không nghĩ quá nhiều, lại sóng vai lên đường. Thẩm một tay bên trong dẫn theo đèn lồng, giống như đốt mi nhi hy vọng, để nàng kiên định đi tại thẩm chỉ đằng trước, dẫn đường mang thẩm chỉ đều cảm thấy nàng như cái sắp chịu chết chiến tướng. Lời này kỳ thật cũng không tính khoa trương, nếu là hai người có thể xem hiểu vài ngày tượng, liền có thể nhìn thấy minh nguyệt quanh thân còn cuốn chút màu đỏ vần sáng, ánh trăng son phấn đỏ, không mưa cũng là gió, như thế thiên tượng, không xác định phía sau đến cùng là cái gì chờ lấy hai người. Đợi đi qua một nghĩa địa, gió liền lên, mi nhi thân thể cốt cách đơn bạc, trên thân nổi da gà lên, rung khẽ run rẩy lạnh thật sao, mi nhi lắc đầu, bước chân không ngừng, đến khu này nghĩa địa cũng nhanh, hai ta lại nhanh chút đánh giá một canh giờ không đến liền có thể đến trong làng đầu, tiếng nói rơi, trên thân cũng nhiều một kiện thật mỏng kẹp áo, nương theo ấm áp đồng thời, là trên quần áo mát lạnh mùi dược thảo nói, Mi Nhi sững sờ đi xem thẩm chỉ, chương 07, Tô Nguyên, ta thân thể cốt cách so ngươi rắn chắc không ít, ngươi mặc đi. Mi Nhi bó lấy quần áo, thanh âm vẫn là tiết lộ một chút run rẩy, quần áo ngươi bên trên làm sao có xương mùi dược thảo. Lúc lên núi nhìn thấy trong sách đầu họa dược thảo, nói là có thế phòng trùng nâng cao tinh thần, liền hái chút đập nát thành nước, giặt quần áo dọc một điểm, thuận tiện lên núi đi săn lúc phòng côn trùng đốt, gọi là cái gì rồi, hoa trắng xà thiệt thảo chưa từng nghĩ ngươi đọc sách thời điểm sẽ còn chú ý những thứ này hữu dụng tự nhiên là ghi nhớ thẩm chỉ nói lên lời này ngược lại là nhiều một chút thị trấn bên trên làm lớn phu chẳng qua hai người đầu năm nay còn đi một cái nếu như không phải sách thuốc khó tìm lão phu tử thư khố bên trong cũng không có gì liên quan tới y thuật tàn thư ta ngược lại là suy nghĩ nhiều học một chút về sau có cái ốm đau cái gì cũng có thế tự cấp tự túc ngươi dường như làm cái gì đều tốt mi nhi là có hạng ao ước thẩm con ngươi cùng vương sư phụ học võ ta liền nghe bá bá nói vương sư phụ tán dương ngươi có chút thiên phú giáo mấy năm liền không có gì có thế dạy ngươi lão phu tử chỗ kia bây giờ học đường ngừng ngươi nhưng cũng học rất nhiều ăn tết thời điểm nhìn ngươi viết câu đối xuân liền chữ cũng là ra dáng ta nghĩ đến ngươi nếu là muốn học y nói chung cũng sẽ là một cái lợi hại đại phu chờ lớn lên thậm chí ngươi muốn làm cái gì chưa nghĩ ra, học võ là vì che chở người trong nhà tự vệ, học chữ là vì không bị người lừa gạt, học y cũng là không muốn bởi vì vạn nhất cho nhà thêm phiền phức, vậy ngươi thích cái nào đâu? Mi Nhi lại hỏi, thậm chí lắc đầu, trên mặt sinh ra một cổ cô đơn, chưa nói tới thích, đây cũng là có chút đáng tiếc. Nếu ngươi sinh ở công tôn gia đình vương hầu, tiếp xúc nhiều, hẳn là cũng sẽ tìm đến ngươi yêu thích sự tình, vậy cũng chưa chắc, vậy còn ngươi, Mi Nhi ta luôn luôn không có gì tiền đồ chỉ mong lấy bên cạnh ta như người đều bình an chính là về phần chính ta chưa từng nghĩ tới những thứ này mi nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thấy sao trời không nhiều thanh âm cũng liền có chút trống vắng thẩm chỉ ngươi nói ngươi nếu là tìm được chuyện muốn làm nhưng cùng ta nói một chút a à, nói không chừng ta từ trên người ngươi cũng có thể được manh mối gì ta cũng sẽ có chút cái khác cách sống được đây là nhận biết thẩm chỉ tới hiện tại hai người tính xong tốt nói đáp lời mi nhi đối thẩm chỉ lại có chút hiểu biết mới nguyên lai hai người có nhiều chỗ là đồng dạng đều là đòi hỏi không nhiều lại ngóng trong về sau có chút không giống thẳng đến trăng lên giữa trời rốt cục nhìn thấy thôn xóm cái bóng mi nhi trong nội tâm nhất thời kích động bước chân càng nhanh trong lòng lâu dài vắng vẻ địa phương tại lúc này lại bị tràn đầy như vậy nàng nghĩ nhanh lên nhìn thấy cha mẹ mình muốn nhìn một chút đệ, đệ vóc dáng nhưng dài đến đi đâu quen thuộc lại không tính quen thuộc địa phương cảm xúc bất ổn, còn để thẩm chỉ phát hiện mi nhi bước chân đều có chút dẫm không cho phép, tại đi đến một cái đồng ruộng bên trên thời điểm, không thấy rõ ràng đường, mi nhi chân đau một chút, hơi kém hãm đến trong bùn, cũng may thẩm chỉ túng mi nhi cánh tay một cái, từ phía sau đem mi nhi đỡ lên, không lo được trên chân nước bùn, mi nhi nói tiếng cảm ơn, ba tòa cũng làm hai bước, nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người cuối cùng là đêm khuya đến mi nhi nhà, đứng tại cổng, mi nhi hốc mắt doanh nước mắt, nàng sinh sống rất nhiều năm địa phương, trở về lại chỉ có thể lén lút. Có lẽ là cận hương tình khiếp, đi gõ cửa tay đều có chút phát rung, thậm chí thấy thế trước mi nhi một bước gõ cửa, liên tiếp gõ vài tiếng, mới có cửa mở động tĩnh. ai vậy, hơn nửa đêm, là đệ đệ tô nguyên thanh âm, cùng khi còn bé có chút giống, cũng thay đổi không ít, mi nhi xoa xoa nước mắt trả lời, nguyên nguyên, là ta, về sau liền nghe được bước chân kia có chút gấp rút, tiến lên mở cửa, nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ cùng cái lạ lẫm thiếu niên cùng một chỗ, Tô Nguyên liền biết là thẩm gia nhi tử, mình ngày sau anh rể, thời điểm ra đi, Tô Nguyên không đến 2 tuổi, bây giờ đã có 5 tuổi, choi choi ba tử, vừa mở cửa liền hung hăng đẩy thẩm chỉ một cái, ông lấy tỷ tỷ chân bắt đầu rơi nước mắt, mi nhi bị đệ đệ cử động làm có chút xấu hổ, quay đầu đối thẩm chỉ nói tiếng xin lỗi, thẩm chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu vô sự, điểm ấy tử động tỉnh kinh động Tô Phụ Tô Mẫu, song song khoác y phục đi ra ngoài sau đó tất nhiên là một phen vui vẻ xen lẫn nước mắt trò chuyện đợi ngồi xuống trong phòng đầu thậm chí dò xét phòng nhà bằng đất ngày xuân có chút ẩm ướt cũng may trong phòng nhìn xem nên có đều có chính là rất nhiều thứ đều rách rách rưới rưới tô phụ so với lần trước gặp một lần càng gầy cũng càng lão mí mắt đều gục xuống hiển nhiên là thời gian khổ sở để hắn lo lắng tô mẫu dáng vẻ thì càng kém chút giống như là có chút ốm đau đang khi nói chuyện thỉnh thoảng ho khang sắc mặt cũng có chút xám xịt trên thân hai người đều là bản sửa lỗi có nhiều chỗ nhìn xem giống như bổ không chỉ một lần một bổ lại bổ nói là keo kiệt cũng không đủ thậm chỉ dò xét đồng thời tự nhiên cũng chú ý tới một mực đối với mình có địch ý tô nguyên chỉ coi lấy là không nhìn thấy đứa bé này tử một nhà ba người chỉ tiểu tử này sinh long hoặc hổ chắc hẳn trong nhà ăn uống đều là tăng cường tiểu tử này đến tô nguyên cũng rất là không khách khí ngăn tại thẩm chỉ cùng mi nhi ở giữa dùng lực đem thẩm chỉ đẩy ra phía ngoài bất đắc dĩ còn nhỏ khí lực bị đẩy người tất nhiên là không nhúc nhích tí nào cô phụ quát bảo ngưng lại ngươi đang làm gì còn không ngừng tay cô nguyên lại không để ý tới nó cha chỉ hung ác nói ta mới không muốn tỉ tỉ gả cho cái này người trong mong ngôi sao trong mong mặt trăng trong mộng đều ngóng trong tỉ tỉ trở về bây giờ tỉ tỉ tiến gia môn ta liền không để tỉ tỉ cùng cái này người đi ngươi từ nhà ta ra ngoài khi một lượng bạc ta lớn lên gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả, Mi Nhi bị Tô Nguyên nói mặt đều đỏ, mau tới đến đây lạp Tô Nguyên, lại không nghĩ đệ đệ mình khí lực lớn vô cùng, dùng lực hướng về sau đẩy, Mi Nhi ngược lại bị đẩy phải về sau một lão đảo, cái óc trực tiếp đập đến trên ghế đẩu Tô Nguyên thấy thế tranh thủ thời gian quay đầu lại đi đỡ Mi Nhi, cũng một bàn tay trực tiếp đánh rụng thẩm chỉ không người muốn đỡ tay, đừng bắt ngươi tay bẩn đụng tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta trước kia nhưng có sức lực bây giờ bị ta đụng một cái liền ngã, tất nhiên là nhà ngươi đối tỷ tỷ của ta không được. Tỷ tỷ của ta như vậy gầy yếu nhất định là nhà ngươi chỉ làm cho tỷ tỷ của ta làm việc, không để tỷ tỷ của ta ăn cơm, thậm chí không để ý hài tử ngôn ngữ, chỉ tiếp tục duỗi tay nghĩ kéo mi nhi lên, không nghĩ tô nguyên trực tiếp cắn một cái đi lên, lần này là gấp sát còn lại ba người, tô mẫu tôn thị tức giận đến tiếng ho khan càng lớn, cả giận nói, ngươi tiểu tử thúi này còn không cho ta phun miệng tô phụ càng là trực tiếp một bàn tay liền đánh tới tô nguyên phía sau lưng. Mi Nhi dắt lấy tô nguyên thân thể vô dụng, lại lấy tay đi bóp, hiển nhiên là gấp, đều mang giọng nghẹn ngào, hắn tốt với ta, không đối ta tốt, nơi nào sẽ theo giúp ta về nhà tới thăm đám các người. Tô nguyên lại là không nghe, bị tô phụ đánh hung ác ngược lại trong mắt lộ ra một cổ chơi liều, hạ miệng liền ác hơn, thậm chỉ bị tiểu tử này cắn phát đau nhất, lông mày cau lại, ngược lại là không có xuống tay khi dễ đứa bé chỉ thanh âm có chút phát lạnh giống như cũng tức giận, ngươi như nghĩ ngươi tỷ tỷ tốt, nên tốt với ta chút, bởi vì tỷ tỷ ngươi chốc lát nữa tóm lại vẫn là muốn cùng ta về nhà, ngươi bảo hộ không được nàng, phát hung ác, cũng chỉ ỷ vào ta sẽ không đem ngươi như thế nào, nam tử hán đại trượng phu, ỷ vào niên kỷ ở đây khóc lóc om sòm a, à. một tiếng này nói xong, tô phụ một bàn tay đánh tới tô nguyên phía sau lưng, tiểu tử không thể chịu được một tác này khí lực, có lẽ là bị thẩm chỉ lại nói động, mới buông ra miệng. Mi Nhi tranh thủ thời gian bắt thẩm con tay đến xem, phát hiện dấu răng tử rất sâu, lưu không ít máu, có thể thấy được đệ đệ mình dùng đại lực khí, nếu là không có kịp thời buông ra, khối này thịt có thể hay không bị cắn rơi cũng chưa biết chừng. Tô Nguyên là Mi Nhi từ nhỏ nuôi lớn, đệ đệ tính tình lớn tái bút nó bao che khuyết điểm, lại không nghĩ năm tuổi niên kỷ liền có cổ này chơi liều, Mi Nhi tức giận, không lo được đứng dậy, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Tô Nguyên không có bị Tô Phụ đánh khóc, ngược lại là bị Mi Nhi một tác này tác đến rất là ủy khuất, lập tức gào khóc lên, từ bản thân là như vậy dạy ngươi a. À. Mi Nhi khó thở, kéo Tô Nguyên đến trước người, chỉ vào thẩm chỉ, nói xin lỗi ta, Tô Phụ Tô Mẫu cũng là ý tứ này, cũng liền không có cản, mặc dù Tô Mẫu đau lòng Nhi tử bị phiến, chẳng qua phiến Tô Nguyên chính là hắn tỷ tỷ, đau lòng quy tâm đau, cũng không nói chuyện, không ngờ Tô Nguyên chẳng những không xin lỗi, Ngửa đầu duỗi ngón tay nhỏ lấy thẩm chỉ, ta cho ngươi biết, bây giờ ta tuổi tác nhỏ, không có bản lĩnh đem tỷ tỷ của ta mang về. Chỉ đợi ta lớn lên, tất nhiên sẽ không để cho tỷ tỷ của ta tại nhà ngươi chịu khổ, tỷ tỷ của ta che chở ngươi, chẳng qua là còn muốn tại nhà ngươi kiếm ăn, nếu như nhà ngươi coi là thật đem tỷ tỷ của ta làm người trong nhà nhìn, cũng sẽ không trong 3 năm đầu tỷ tỷ của ta mới về một lần nhà. Lại cái này đêm hôm khuya khoắt, coi ta ngốc sao? Tô Nguyên Thanh âm nói đến càng lớn, ta cho ngươi biết họ thẩm. Lời này chưa nói xong nguyên do chính là mi nhi một bàn tay lại quạt tới, một tác này so sánh với một bàn tay ác hơn, trực tiếp đem Tô Nguyên nước mắt cho đánh ra. Tiểu tử này khóc cũng không phải là bởi vì nhiều đau, mà là khóc nhà mình tỷ tỷ là cho tới bây giờ không nỡ đánh mình, là ủy khuất, cực độ ủy khuất, Tô Nguyên vừa khóc, làm cha mẹ tự nhiên đau lòng, Tôn Thị vội vàng ôm Tô Nguyên, nói mi nhi liền mang oán trách, đệ đệ ngươi thường xuyên ngóng trong ngươi trở về chính là không đúng một bàn tay cũng đủ sao lại động thủ hắn nhưng là trong mộng có đôi khi đều hô tỉ tỉ đúng vậy a à. tô phụ thở dài sắc mặt càng là sầu khổ cha mẹ ngươi ngay trước ta nguyện ý đánh hắn a à. thật vất vả trở về một lần như thế nào cứ như vậy mi nhi liền cũng rơi nước mắt kỳ thật cái này ở chung trong ba năm đầu thậm chí là không gặp mi nhi từng có cái gì lớn cảm xúc Hôm nay cái này hai bàn tay xem như để thẩm chỉ lăn chỉ chốc lát, đợi cái này toàn da đều khóc, thẩm chỉ từ đi bên ngoài đợi đi, đứng tại cổng lắc lắc tay, cũng không để ý trên tay máu còn tại lưu, ngược lại là kéo khóe miệng, nhắc tới câu tiểu tử này đủ hung ác, thẩm chỉ vừa đi ra ngoài, người một nhà nói chuyện liền rộng mở chút. Mi Nhi tinh tế nói trong ba năm này đầu như thế nào qua, lại sẽ thẩm chỉ để dưới đất bị cỏ khỏa cái chặt chẻ con thỏ cầm tới trên mặt bàn chu thị thẩm thẩm ngày bình thường chỉ làm cho ta làm việc thôi còn thường xuyên để ta đi ra ngoài chơi cũng không từng khắc khe khe khắc thẩm bá bá cũng thế ăn tết cũng sẽ cho ta chút tiền đồng nhi làm ép tuổi mi nhi nói từ trong ví đầu móc ra bảy cái tiền đồng nhi nhét vào tôn thị trên tay ba năm này hết thảy bảy cái tiền đồng mẫu thân ngươi thu còn có thẩm chỉ lần trước ta có thể cùng cha thấy cũng là hắn thu xếp cũng không phải ta chủ động sách thời gian khổ sở rất nhiều người ta không có cơm ăn, thẩm thẩm có lo lắng cũng là bình thường, là lấy đệ đệ ngươi cũng không cần đem thẩm gia nghĩ như rồng đầm hang hổ, ta đi theo thẩm vẫn còn học xong đọc sách viết chữ. Mi Nhi sợ đệ đệ không tin, liền dính chút trong ấm đầu nước lạnh, trên bàn viết tô nguyên danh tự, tô nguyên lần này tin tám thành, thu nước mắt, nhưng vẫn là nói, ta lớn lên nhất định phải đem tỷ tỷ tiếp trở về, mắt thấy canh giờ muộn, Mi Nhi liền dự định trở về, thấy người trong nhà coi như tinh thần, nàng cũng yên lòng trước khi đi tô phụ hướng mi nhi trong tay nhét hai cái trứng gà để hai người trên đường lót dạ một chút tô nguyên bởi vì lấy thẩm chỉ không muốn đưa tiễn chỉ tô phụ tô mẫu đưa đến cổng mi nhi lại cẩn thận căn dặn mẫu thân thật tốt chú ý thân thể liền vội vàng đêm khuya cùng thẩm chỉ hướng nhà đuổi một đường đều tính thuận lợi thẳng đến đến thị trấn cổng chào dưới bắt đầu hạ lên mưa rào tầm tã mưa to mơ hồ ánh mắt giống như nhìn thấy một hai người ảnh, Mi Nhi cũng chỉ ngay trước hoa mắt, chương không tám, nổi trận lôi đình, mưa to một chút, trên thân điểm kia quần áo liền không đáng chú ý, hai người đầu tiên là chạy đến một cửa hàng dưới đáy tránh mưa, muốn chờ mưa nhỏ chút lại trở về. Ba tháng đêm nguyên còn không có cái gì, có mưa liền lạnh, thậm chí đánh hắt xì, Mi Nhi cũng liền ảo não lên, nghĩ đến trên người mình còn một mực hất lên thẩm chích y phục. Trong tay nắm chặt hai cái trứng gà, liền đưa cho hắn, ngươi đem trứng gà ăn, bụng no bụng, có lẽ là cũng liền không có lạnh như vậy, vẫn được, không đói, ngươi đói chính ngươi ăn chính là, ta cũng không đói. Mi Nhi lại nghĩ tới thẩm chích trên tay tổn thương, tay ngươi dính mưa, vẫn khỏe chứ, nước mưa không sạch sẽ, cũng đừng làm cho vết thương nghiêm trọng hơn, thẩm chích sắc mặt coi như nhẹ nhõm, ngồi tại trên thềm đá, duỗi tay cho Mi Nhi nhìn, vô sự, vết thương không tính sâu xem xét trên tay máu đều bị mưa sông sạch sẽ, chỉ còn lại chút nguyệt nha ấn, dù nhìn vẫn là sâu, nhưng nghĩ đến nuôi cái hai ngày cũng liền vô sự, Mi Nhi yên lòng nói, vậy là tốt rồi, cái này lại không nói chuyện, nhắc tới cũng là có chút buồn cười, hai người tại cùng một dưới mái hiên qua ba năm thời gian, thường xuyên không tại một chỗ, cũng là không đến mức như thế xa lạ, nhưng hết lần này tới lần khác hai người chính là như vậy xa lạ lại không quen, chưa quen thuộc đến về hai chuyến cũng không nói bên trên mấy câu. Tiếng mưa rơi róc rách, mái hiên chi mưa hình thành màn mưa, giọt mưa thỉnh thoảng rơi xuống nước đến tay, lạnh buốt lại khiến người ta thanh tĩnh. Mi Nhi là không khốn, liền bám lấy đầu nhìn chầm chầm mưa, trong đầu nghĩ chút có không có, lại nhìn thấy có một người đến như vậy, sợ mình hoa mắt, liền vỗ nhẹ thẩm chíp thẩm chíp nhíu mày, nên lưu dân. Quả nhiên, người tới thân hình cao lớn, quần áo tả tơi, cánh tay cùng chân cũng còn có nhiều chỗ lộ ra, nhanh là áo rách quần manh. Lại nhìn gương mặt kia, mi nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nàng nắm chặt thẩm chích ống tay áo, bố cáo người kia chính là hắn, đừng hoảng hốt, lại nhìn hắn muốn làm gì, khi lưu dân đến mái hiên dưới đấy, đứng cùng một bên tránh mưa, liếc mắt nhìn hai người lại là không có động tác gì. Thẩm chích không chút biến sắc có chút nghiêng thân thể, đem mi nhi bảo hộ ở sau lưng, có ăn sao. Cái này lưu dân tiếng nói phi thường câm, trong cổ họng đầu hình như có đồ vật nói chuyện đều đau như cắt, nghe để người cực độ không thoải mái. Mi Nhi giật giật thẩm chích tay áo, ống tay áo hạ tướng hai cái trứng gà nhét đến thẩm chích trong tay, có hai cái trứng gà. Thẩm chích dứt lời duỗi tay ra ngoài, lưu dân liền có chút điên cuồng, bỗng nhiên một đoạt, hai cái trứng gà rất nhanh nguyên lành vào trong bụng, hai người là thị trấn bên trên sao, không phải. Thẩm chích dừng lại một hơi, lại nói, cha mẹ ở nhà không có gì ăn uống, đến thị trấn bên trên tìm thân thích mượn điểm gạo, lưu dân gật gật đầu, thấy này trạng mi nhi nắm chặt thẩm chích tay áo tay có chút nhẹ nhàng thở ra, không ngờ lưu dân đột nhiên lại nói, bên cạnh ngươi tiểu cô nương kia ta giống như gặp qua, mi nhi tâm lập tức thì lại nâng lên cổ họng, ngươi đang gạt ta sao? Khi lưu dân nói chuyện bên cạnh thân thể hướng phía trước hai bước, hình như có chút điên cuồng, cũng bởi vì ta là lưu dân lời nói thật cũng không dám nói sao thẩm chíp giống như không thèm để ý giật giật khóe miệng, thân thể dựa vào sau vỗ nhẹ nắm chặt mình tay, ra hiệu nàng đừng sợ, ngoài miệng đồng thời nói, vị đại ca này có lẽ là nhận lầm, muội muội ta rất ít ra làng, ngươi dạy nàng đưa đầu ra ngoài, ta xem một chút, mi nhi đợi thò đầu ra, thẩm chíp nghiêng đầu một cái chớp mắt đã thấy hàng quan lóe lên, trên mặt không có hiển cái gì, chỉ lui về sau lui, thật có lỗi đại ca, muội tử ta da mặt mỏng, dứt lời, Thẩm Chích bỗng nhiên một quyền đánh ra ngoài, chạy mau. Trong tay hắn có đao, lưu dân bị đánh thân thể đụng vào trên tường, lập tức lại kịp phản ứng, đuổi theo kia hai tiểu nhân mà đi. Mưa rơi quá lớn, cũng may thẩm chích từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, tất nhiên là không nhìn đường cũng có thể phân biệt phương hướng. Đầu tiên là đuổi kịp tán loạn Mi Nhi, ngay sau đó liền lôi kéo Mi Nhi tay xông vào một hẻm, về sau rẽ ngang rẽ dọc, Mi Nhi mới có điểm phân biệt ra được phương hướng cách đó không xa kêu to thanh âm để mi nhi trong lòng hốt hoảng gấp sợ chỉ muốn tranh thủ thời gian nhà đi đóng chặt đại môn liền nên là vô sự làm sao càng chạy càng xa mau về nhà nha không thể cho cái này người biết hai ta gia trụ nơi nào không chừng hắn sẽ làm cái gì vậy đi đây không biết tùy cơ ứng biến đi không cẩn thận xông vào vừa chết hẻm thậm chí trong lòng lập tức nói câu không tốt nếu như là chính hắn một người tự nhiên kẻ đảo tường liền đi qua mang theo mi nhi lại là không tiện quả nhiên lại quay đầu còn không có ra hẻm thời điểm đã nhìn thấy kia lưu dân đã ngăn ở đầu hẻm lưu dân nhiều ngày chưa ăn chỉ hai cái trứng gà cũng không thể chống đỡ cái tác dụng gì chạy xa như vậy cũng đã là tình trạng kiệt sức hắn hai mắt tỏa ánh sáng nước mưa cọ rửa đầu tóc rối bời phân bố ở trên mặt một tiếng sấm sét qua sau đó nương theo tiếng sấm liền để gương mặt kia càng thêm đáng sợ đêm tối cùng nước mưa đem lộn xộn bao bọc cũng đem ác niệm phóng đại giờ phút này Tại cái này Lưu Dân trong đầu thăng ra một đáng sợ suy nghĩ, có lẽ người cũng là có thể ăn. Ý niệm này không sinh thì đã, cả đời đứng tại cái này mặt người trước mi nhi cùng thẩm chích liền không còn là người, mà là một phần lương thực, không nên hỏi vì cái gì Lưu Dân không tại xung quanh tìm ăn, nạn đói thời gian, quanh mình tự nhiên là có thể ăn có thể ăn, trong sông du lịch đều bị người đào sạch sẽ. Còn lại, chỉ còn lại người ta trong viện đầu mình kiếm sống, vào ban ngày trực tiếp đoạt sẽ bị người đánh cái gần chết, người này đã nếm qua dạng này đau khổ, sẽ không lại phạm. Hắn lại nhìn xem thiếu niên thân thủ cũng tạm được, liền mở miệng nói, đem tiểu cô nương giao ra, ta thả ngươi đi. Thẩm chích tự nhiên không chịu, kỳ thật giờ phút này thẩm chích đã không tính quá hoảng, hắn vốn không muốn xung đột chính diện, có thế tránh thì tránh, nhưng dưới mắt rõ ràng chính là không tránh thoát. Cái này người đói hồi lâu, dù là vóc người cao, thật động tay đến, phần thắng hẳn là cũng không thấp nhìn thấy cơ hội có thế chạy liền chạy, chỗ này cách hà hoa nhà không xa, thật chạy liền đi tìm lý dài tài. Mi Nhi còn chưa kịp đáp ứng, thẩm chích liền một cái đi nhanh liền xông tới, thẩm chích là có chút thân thủ ở trên người, rút giày bên trong chủy thủ trực tiếp cận chiến vật lộn. Lưu dân tốc độ không có thẩm chích nhanh, bắt đầu xuống dốc tiện nghi, trên chân liền trực tiếp bị đâm một đao, thấy tiểu tử này xuống tay nhanh chuẩn hung ác, lưu dân lại động thủ liền có chút không muốn sống tư thế, một tới hai đi, lưu dân thân cao bên trên áp chế thậm chí cũng có chút không thể chịu được một đao nửa vạch phá lưu dân bắp chân thời điểm cái này người trực tiếp toàn bộ thân thể hướng phía thẩm chích nhào tới hai người lập tức trên mặt đất xoay đánh lên còn không mau chạy mi nhi không nghĩ ngợi nhiều được lập tức liền liền xông ra ngoài ra hẻm liền lập tức hướng hà hoa nhà chạy vừa chạy không có mấy bước đã nhìn thấy ven đường nhi có cái gãy chân ghế mi nhi cũng không biết mình nghĩ như thế nào nàng sợ chờ mình lúc trở về thẩm chích liền không có mệnh, lập tức cầm lên ghế trực tiếp lại chạy về. Giờ phút này kia lưu dân đã đánh đỏ mắt, nửa người dưới quấn chặt thẩm chích, một cái tay khác thì gắt gao án lấy thẩm chích cổ, thẩm chích bị siết đến thấu không đi qua, gần như bản năng phản ứng kia chủy thủ trong tay đánh một vòng, liền phải cắm vào cái này người cổ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một luồng sấm sét xẹt qua, một tiếng ầm vang, lưu dân ứng thanh ngã xuống đất, mi nhi tranh thủ thời gian kéo thẩm chích, hai người cũng mặc kệ kia lưu dân như thế nào, tại thị trấn bên trên tha rất nhiều vòng, xác định không ai theo sau lưng, mới trở về nhà, vốn cho rằng tốt về sau có thể khoan khoái, không nghĩ tới chờ đến lại là một cái khác trận chỉ trích, lúc này ngày mới sáng, chu thị trước một hồi bị tiếng sấm đánh thức, sợ hai hài tử đi ngủ lạnh, liền khuyến khích lấy thẩm cha cho mình bung dù, cho hai hài tử thêm giường chăn mền, kết quả vừa mở cửa nhưng không thấy người, hai người lập tức một cổ lửa lẻn đến đỉnh đầu, trời mưa như thế lớn, hai hài tử có thể làm cái gì đi, Chu thị cùng thẩm cha tự nhiên lo lắng, vừa mặc y phục chuẩn bị đi ra ngoài, đã nhìn thấy mi nhi cùng thẩm chích sốt ruột bận bịu hoảng tiếng viện tử, đợi nhìn thấy trên thân hai người vết máu, Chu thị hơi kém không có cổng qua khí mà đi, giờ phút này, mi nhi cùng thẩm chích liền quỳ gối nhà chính bên trong đáp lời, đi đâu rồi, đã làm gì, thẩm chích trước một bước mở miệng, không làm cái gì, chính là đi bên ngoài nhìn một cái, Nhìn xem trong đêm có thể hay không bắt được cá, ngươi đánh rắm, ngươi khi ngươi lão nương là ngốc chính là sao? Chu thị lại quay đầu hỏi Mi Nhi, ngươi nói. Hai ngươi đi làm cái gì? Mẹ, thật không có cái gì, ngươi hỏi Mi Nhi nàng cũng chính là câu trả lời này, Mi Nhi mím chặt môi, nghĩ đến thẩm chích trên thân còn có tổn thương, liền toàn bộ cho hết nói, một câu cuối cùng là, thẩm thẩm ngươi mau nhìn xem thẩm chích vết thương trên người có nghiêm trọng không? nghiêm trọng được tranh thủ thời gian mang theo hắn đi xem. Đại phu, đại phu hai chữ còn chưa nói xong, bột một tiếng mi nhi mặt liền bị đánh trật, mẹ. Ngươi làm cái gì động thủ, mi nhi nhất thời không có kịp phản ứng, lại một cái tác, nương ngươi điên sao, thẩm cha thấy thế không đúng, liền lên trước lôi kéo chu thị, chu thị khí hung ác, lại một chân hướng thẳng đến mi nhi trái tim đạp tới, không có đạp thành, bởi vì thẩm chích chạy tới, một chân này liền đạp đến thẩm chích trái tim đi. Chu thị tức giận đến chỉ vào thẩm chích tay đều đang phát run, ta điên rồi. Ta nhìn ngươi mới là điên. Con bé này chính là nuôi không quen bạch nhãn lan, trong mong trong đêm khuyến khích lấy ngươi hướng nàng nhà mình đi, bên ngoài lưu dân không biết a. À. kia Khi là sẽ chết người, mi nhi khóc nói leo đến chu thị trước người, thẩm thẩm thật xin lỗi. Đừng tức giận, tranh thủ thời gian nhìn xem thẩm chích trên thân tổn thương đi, hắn có thế có cái rắm sự tình lời này chu thị cũng không phải nói nhảm vào phòng đã nhìn thấy con trai mình không có việc gì không phải mi nhi đừng nói hai bàn tay chính là năm bàn tay mười bàn tay đều không đủ chu thị hả giận là ta sai ngươi sai phàm là ngươi có thể biết sai ngươi đều không nên vào lúc này chỉ vào người của ta nhi tử mang ngươi về nhà chu thị thấy thẩm chích che chở nói chuyện liền càng là khó nghe ngươi có hay không liêm sĩ mới bao nhiêu lớn bé con liền giả bộ điềm đạm đáng yêu dù phải nhi tử ta giúp đỡ ngươi cùng ta mạnh miệng hơi kém mạng nhỏ đều mất đi khá lắm tô gia nữ khá lắm tô gia nữ a à. cha mẹ ngươi quả nhiên là giáo dưỡng nữ nhi tốt ra tới ăn nhà ta dùng nhà ta thật sinh đợi ngươi dưới mắt ngày gì không biết a à. còn đi giúp sấn ngươi tô gia xin cái gì bẩn thiểu tâm thậm chí thấy mình mẫu thân càng nói càng thái quá mình cha cũng không có phản ứng trực tiếp đứng lên cũng không có quay đầu nhìn mi nhi, trực tiếp cho người ta kéo lên Mi Nhi không sai, thẩm chíp nói ra âm vang hữu lực, Mi Nhi rưng rưng nhìn xem gò má của hắn, tại lúc này, bị hắn che chở, nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Lại trừ rơi lệ lại không có thể làm cái khác phản ứng, chương không chính, biến âm thanh kỳ, nàng họ Tô, gọi là Tô Mi Nhi, là mẫu thân ngươi cho ta lấy con dâu nuôi từ bé. Dưới mắt thiên tai nhân họa, mỗi nhà thời gian cũng khó khăn qua, nàng lúc này đọc lấy nhà mình, muốn trở về nhìn xem có lỗi gì coi là thật không niệm không muốn chính là trong lòng ngươi đầu con dâu tốt sao đều quên mình thân sinh cha mẹ người ngươi có thế trông cậy vào người như vậy ngày sau có thế hiếu kính ngươi sao chu thị chỉ chỉ vào thẩm chích ngón tay phát run nói không ra lời còn nữa nàng là mẫu thân chính ngươi nhìn nhau đòi lại nhân phẩm bộ dáng là tự ngươi nói tốt kết quả đây mẫu thân các ngươi tự vấn lòng nhưng có xem nàng như người trong nhà từ lúc mi nhi đến nhà ta ta liền không nhìn mẫu thân trừ ngày lễ ngày tết xuống một lần phòng bếp một lần tự mình động thủ tẩy qua y phục mi nhi như vậy gầy yếu chẳng lẽ mỗi ngày ăn cái gì đều trước tăng cường chúng ta người thẩm gia đến các ngươi cũng làm nhìn không thấy chẳng qua về nhà thăm cha mẹ còn chỉ dám trong đêm đi về đường cũ bên trên nàng ngược lại là lẩm bẩm sáng sớm nhi cho các ngươi làm ăn uống ta nhìn cha mẹ là bị mi nhi phục vụ quá mức hài lòng coi là thật đem mình làm cái gì phu nhân viên ngoại lời nói này phải không thể bảo là không tru tâm, thẩm cha giáo huấn nhi tử không khách khí, một chân trực tiếp đạp tới, bằng không nói thế nào con dâu nuôi từ bé con dâu nuôi từ bé đâu, tất nhiên là có dạng này duyên phận, một chân này, mi nhi thay thẩm chích cản, chuyện này triệt để vạch trần quá khứ là tại mấy ngày sau, khi lưu dân bị người phát hiện tại góc đường ôm lấy cái cao tuổi lão thái thái tại ven đường chết đói, nhất thời thổn thức, mới hiểu vậy được vì cử chỉ điên cùng lưu dân đoạt đồ vật là vì nhà mình lão nhân thị trấn bên trên người bởi vậy ngược lại là đối lưu dân có chút bố thí, tiền gia làm thị trấn bên trên thời gian trôi qua tốt nhất, cũng thu xếp cho mấy cái tráng niên lưu dân một điểm kiếm sống. Lão phu tử bên cạnh chỗ kia phá viện tử, cũng bị nha môn tu sửa về sau, thành lưu dân trụ sở. Tuy nói rất là chen chúc, sinh tồn cũng rất là co quách, nhưng tốt xấu là sống xuống dưới. Mi Nhi biết được tin tức này thời điểm, ngay tại cổng sát cửa sân, nhất thời nghe nói cũng không cao hứng trở lại nếu như ngay từ đầu nha môn liền có thành tựu thị trấn bên trên bởi vì kia lưu dân mà chết sẽ không phải chết điên cùng người kia có lẽ là cũng có thế tại ngày sau thật tốt sinh hoạt phụng dưỡng nhà mình lão nhân mình cùng thẩm chí cũng sẽ không bởi vì kia lưu dân thụ đại tội xoắn suýt về căn bản vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở lưu dân bản thân trên thân chu thị là tại đầu hẻm cùng ngô thị nói chút có không có lại nghe ngô thị nói trong nhà ngươi người là làm việc một tay hảo thủ a à, nghe người ta nói a à, Lúc này tu sửa chỗ kia phá viện tử, nha môn mấy cái lão bổ khoái căn bản phái không lên cái gì công dụng, là chồng của ngươi cùng Nhi Tử Thu xếp lên, khả năng nhanh như vậy liền cho thu thập xong. Vì thế nha môn bên trên suy nghĩ muốn hay không cho nhà ngươi nam nhân thu xếp cái việc phải làm đâu, chuyện này Chu thị tự nhiên là biết đến, lại thu xếp việc phải làm chuyện này căn bản là định ra đến, cũng không phải cái gì kiếm tiền kiếm sống, chính là tại trong nha môn làm cái tiểu lại, trưởng trấn cho viết thư tiến cử đã đóng đâm trong nhà đầu đặt vào chỉ còn chờ phần sau nguyệt dọn dẹp một chút mùng một tháng tư liền đi đưa tin kỳ thật chuyện này xem như kiện nhi đại hảo sự cốt xấu nha môn mỗi tháng tiền tháng là như thường lệ phát dù là không nhiều nhưng còn có ngày lễ ngày lễ còn có thế như thường lệ đi trên núi đi săn hoặc là tìm một chút việc làm chu thị mình theo thùa cũng có thế trợ cấp điểm kiếm sống có thể nói đây là gần đây tin tức tốt nhất chu thị trong lòng đắc ý trên mặt nhi cười ha hả hại nhà ta chiếc kia tử ngươi không biết sao, chính là chỉ có một cổ mang lực, có thể cho thị trấn bên trên giúp điểm bận biệu, trong nha môn đầu có thế coi trọng hắn cũng là trùng hợp. Lời nói này, ta nhìn thẩm tướng công cũng không phải chỉ có mang lực, chỉ là không nghĩ tới con của ngươi bình thường nhìn xem không tốt sống chung, nguyên là cái lòng nhiệt tình a. À. Lúc này ta cũng không có suy nghĩ ta đây nhà tiểu tử này như thế đáng tin cậy. Chu thị như thế lời nói thật, Ngô thị nhìn xem tại Chu thị cổng làm việc mi nhi, đem kia cửa gỗ sát trừng sáng trừng sáng, nghe nói chuyện cũng không xen vào, nhu thuận làm xong liền tiếng viện tử, ngô thị trong lòng liền có chút tử ao ước, sớm biết mấy năm trước ngươi đi nói mua con dâu nuôi từ bé, ta cùng ngươi cùng một chỗ liền tốt, nhìn xem nhà ngươi mua cái này, lại nghe lời lại nhu thuận, ba năm này nhìn xuống tới, ta nhìn ngươi khoan khoái ngược lại nhìn xem đều sau ba năm trước đây trẻ tuổi, nữ tử này bất luận thời điểm nào, đều là yêu thích nói nàng trẻ tuổi, ngô thị như vậy nói chuyện, Chu thị tự nhiên đắc ý, ngoài miệng cũng không nói cái khác, nha đầu này chính là quá buồn bực, chẳng qua có một chút thật là không sai, nàng rất là che chở nhà ta tiểu tử, dạng này chờ lớn, có như thế cái che chở nhi tử ta nàng dâu, cũng bớt lo. Ngô thị thấy Chu thị nói lời này bộ dáng, hình như có chuyện gì phát sinh qua, cố ý nghe ngóng, quanh co lòng vòng nói, thậm chí bây giờ nhìn là dáng dấp càng phát ra tốt, ta nhìn nha đầu này ba năm này cũng là bộ dáng biến không ít, mới gặp thời điểm chỉ coi lấy dáng dấp không tệ, bây giờ lại nhìn, bộ dáng này so với thẩm chích cũng không kém, lại muốn điểm trắng không chừng nhiều thủy linh. Có thể thấy được ngươi là có ánh mắt, hai bé con như vậy xứng, tự nhiên là che chở, cũng không phải hài tử trong đầu nhiều yêu thích đâu, như thế không có, Chu thị cẩn thận nghĩ nghĩ cái này hai hài tử ở chung, ngày bình thường thấy không được nói mấy câu, nếu không phải hai ngày trước tình cảnh như vậy, Chu thị còn không biết hai hài tử hay là có chút tình cảm lại nghĩ tới con trai mình như thế đầu to một lần như vậy chống đối mình trong đầu khí lại lên ngô thị chú ý tới chu thị thần sắc biến ảo cười cười làm sao đây là thế nào nói hai oa tử tốt ngươi cũng không cao hứng chu thị biết được ngô thị yêu nói huyên thuyên đây là hướng phía mình nghe ngóng đâu ngươi nếu không nói không chừng nàng cho ngươi bố trí cái thứ gì ra tới chu thị liền nhặt một chút nhi không trọng yếu nói còn có thế có cái gì mấy ngày trước đây ta phát thông lửa tiểu nha đầu này chỉ biết khóc đổ nhi tử ta hộ nàng bảo vệ gấp. Kết quả đem hắn lão tử cũng cho chọc tức lấy, tiểu nha đầu này lại che chở nhi tử ta, ngươi ngay trước là cái này hai bình thường nhiều muốn tốt đâu, thật đúng là không có, ngày bình thường đều không thể nói mấy câu, nhi tử ta tính tình ngươi từ xem thường lấy, đừng nhìn không thích nói chuyện, thực tế là cái không quản được tính bướng bỉnh, ta còn sợ ngày nào che chở nha đầu này trèo lên đầu ta đi, ngô thị thăm dò được một chút nhi chu thị không thoải mái, trong lòng cũng liền thoải mái nàng ít nhiều có chút không nhìn nổi tuần này thị trong nhà tướng công so nhà mình cố gia, nhi tử lại so nhà mình dáng dấp tốt thông minh, liền cái này nàng dâu lấy cũng không tệ, nghe chu thị sợ tiểu nha đầu bị che chở cưỡi đến trên đầu nàng, ngô thị ngược lại là vui vẻ mà xem, mặt bên trên cười, còn đập chu thị lập tức, ngô thị đàm tiếu, cái này không thể, ngươi cứ yên tâm lấy đi, còn nói một lát ăn uống khó xử, nói thèm thức ăn mặn, hai bà nương nhìn cơm trưa điểm nhanh đến, từ lại nhà đi chu thị cái này một đợt bực tức phát xong lại bị ngô thị nịnh nọt trong nhà cũng coi như thời gian ngắn đợi không lo ăn uống lòng dạ nhi cũng liền thuận một lần viện tử nhìn tiểu nha đầu tại phòng bếp bận rộn cánh tay tay áo lột lên cũng có chút máu ứ động nghĩ đến đoán chừng đêm đó nha đầu này cũng ăn khổ chu thị tuyệt đối không phải cái người xấu dù chợ bố khí trọng chút tâm địa vẫn là tốt lại không mang thù nghĩ đến con trai mình nói mình chu thị không phải như vậy cố chấp dù không có giúp đỡ làm việc nhưng giờ ngọ lúc ăn cơm chu thị nghiêm mặt cho mi nhi trong chén kẹp về đồ ăn mi nhi trong lòng khẽ động hướng phía chu thị kêu lên thẩm thẩm lại nhìn một chút thẩm cha cùng thẩm chích cái trước gật gật đầu cái sau đổ không quá mức phản ứng nửa đêm về nhà chuyện này liền xem như triệt để vạch trần quá khứ chờ xuống buổi trưa lúc ra cửa thẩm chích liền nói muốn dẫn lấy mi nhi cùng nhau ra ngoài chúng ta mấy cái dự định đi trên núi tìm chút củi lửa thuận tiện đào đào có cái gì rau dại cây loại hình, cầm đi cho các lưu dân trồng dùng. Chu thị khoát khoát tay, đi thôi đi thôi, đem ngươi cung tiễn cái gì mang theo, cẩn thận một chút chia ra ngoài ý muốn, cái này ra cửa, sáu cái choai choai không lớn hoa tử, liên tiếp hà hoa cũng tại. Mi Nhi nổi lòng có lẽ là bởi vì lấy Chu thị duyên cớ, liền khoáng đạt, nhất thời nghĩ đến đêm đó mình cùng thẩm chích nói ngươi thẩm gia thẩm gia như thế nào, lại liên tưởng đến thẩm chích vì mình chống đối Chu thị ngôn ngữ, Mi Nhi nghĩ cùng bản thân, có lẽ là mình cũng chưa từng đem thẩm gia coi là mình nhà, có mấy lời không cần phải nói, thân cận không thân cận nhìn ngày bình thường bộ dáng cũng biết được, là lấy chuyện này thoáng qua một cái, Mi Nhi trong lòng tâm kết đổ xuống không ít. Nghĩ đến lần sau lại không yên tâm muốn về nhà, mình hẳn là cùng chu thẩm thẩm trực tiếp sách, chỉ cần không phải ba ngày hai đầu hướng nhà chạy, thẩm thẩm hẳn là sẽ không không cho phép, Mi Nhi nghĩ như vậy, nhìn xem đi ở phía trước dẫn đầu thẩm chích, liền chạy chậm đến đi lên đem mình lời nói này cùng hắn nghe thậm chí gật gật đầu là đạo lý này lý dài tài lý trường phát hai đường huynh đệ thì ở phía sau xì xào bàn tán chu học há miệng ra liền cùng con vịt giống như hai người lén lén lúc lúc nói gì thế mi nhi bởi vì cùng chu học gặp nhiều chút cùng lý gia đường huynh đệ gặp không nhiều là lấy chưa từng gặp qua nam qua biến âm thanh cái này nói chuyện cái này bỗng nhiên nghe xong chu học nói chuyện mi nhi trực tiếp liền vui thậm chí hắn đây là làm sao rồi thẩm chíp quay đầu liếc mắt nhìn chu học mặt mũi tràn đầy u cục nhíu mày chu học lớn hơn ta nửa tuổi đây là biến âm thanh biến âm thanh là có ý gì thẩm chíp nghĩ nghĩ cho mi nhi giải thích nói con vịt nhỏ là màu vàng biến thành con vịt lớn phải nhổ lông nhổ lông thời điểm khó coi cỡ xong liền tốt nam hài tử cái này ra nhi biến âm thanh không kém bao nhiêu đâu chính là thanh âm đầu tiên là biến kỳ quái chờ thêm một đoạn thời điểm liền tốt đây chẳng phải là biến âm thanh xong chính là đại nhân không sai biệt lắm. Mi Nhi lại hỏi, nữ hoa kia cũng thay đổi âm thanh sao? Hà hoa đổ cười, chen lời miệng, ngươi nhưng nói là cái gì đâu? Lý gia đường huynh đệ là cái hỗn bất lận quê mùa, vừa vặn nhanh đến chân núi cũng không có người nào, trực tiếp hô câu, còn có thể là cái gì? Nguyệt sự chứ sao? Này cũng gây thẩm chích không vui vẻ. Trên tay trường cung hướng thẳng đến Lý Trường Phát đánh qua, ngay trước cô nương gia nói cái gì chuyện ma quỷ, mấy người tất nhiên là đùa giỡn. Đông đê núi liên miên vài tòa, ngày xuân nhìn xanh nhạt bắn ra, khá là đẹp mắt, mấy người leo đến giữa sườn núi, liền có thể quan sát thị trấn toàn cảnh. Đây là mi nhi lần thứ nhất đến đông đê trên núi, nhìn thấy thị trấn bến tàu chỗ có người bận rộn, vượt qua bến tàu mới thấy cuồn cuộn hoàng hà nước, chờ xuống núi thời điểm, nhìn hoàng hôn mặt trời lặng, mi nhi theo thẩm chích cũng là đọc chút sách, trong đầu liền tung ra câu kia, ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển lưu, câu thơ đến nàng là chưa thấy qua biển, cũng tưởng tượng không ra cái này biển là cái dạng gì. Nhất thời bị hoàng hôn chi sắc thấp sáng con mắt, Mi Nhi quay đầu cười nói tự nhiên hỏi thẩm chích, người nói chúng ta về sau có thể hay không cũng nhìn thấy biển bộ dáng, thẩm chích đổ không phản ứng, còn lại ba tiểu tử ngược lại là bị Mi Nhi thời khắc này bộ dáng chấn động, nguyên chỉ biết Mi Nhi đẹp mắt, lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng cười lên sẽ tốt hơn nhìn, chẳng qua cái này nhất thời chấn động rất nhanh liền bị một thanh âm đánh vỡ nghĩ đến cũng là, không khó. Thẩm chíp cái này nửa câu dừng lại cũng không phải cố ý hành động, mà là thanh âm chợt từ trước đó non nớt đi điều, cũng phát ra một quá dị ngữ điệu, quả thực là không được tốt nghe. Mi Nhi mới hiểu được nguyên lai like cái này nam qua biến âm thanh đều là lập tức đến, không có báo hiệu, chương 10, tiểu nữ Nhi tình vận, từ lúc thẩm chích bắt đầu biến âm thanh về sau, mắt thấy tính tình đều kém chút. Trước đó nói là tính nhẫn nại không sai, biến âm thanh về sau mi nhi mới phát hiện nguyên lai like thẩm chích là không có gì kiên nhẫn càng phát hiện thẩm chích cái miệng đó cũng là thật là lợi hại có mấy chuyện nói ra đều để người cảm thấy không giống như là thẩm chích có thể làm ra đến ví dụ như đầu một kiện nhi chính là chu học chế dẻo thẩm chích thanh âm này còn không bằng mình êm tai lúc ấy mấy người đang từ trên núi hướng thị trấn lần trước đi chu học thao lấy một cuốn họng một mực đang thẩm chích lỗ tai bên cạnh cạc 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 mi nhi đều có chút nhàn chu học ồn ào chu học Ngươi nói chuyện a, à, ngươi sao không nói lời nào? Cái này biến âm thanh còn không biết biến nhiều lâu đâu, ngươi còn có thế nãy giờ không nói gì a? À. Chu Học, ngươi là sợ xấu vẫn là xấu hổ. Ta trước đó nhìn tóc dài dài tài biến âm thanh cũng không có ngươi như thế già mồm a. À. Thậm chí lời ít mà ý nhiều, thanh âm không dễ nghe liền thiếu đi nói chuyện ô người lỗ tai, mặt mũi tràn đầy u cục liền thiếu đi lắc lư cây mắt người. Thậm chí lúc ấy lời này mới ra, mấy người khác nhịn không được cười ra tiếng. Mi Nhi cảm thấy lời này có chút quá, không có cười, nhưng cũng không biết nói cái gì giảng hòa, quả thực cũng là Chu Học kia mặt mũi tràn đầy tử u cục nhìn xem là đủ khiếp người, Chu Học tức giận, đánh a là đánh không lại thẩm chích, thật mắng lên, giống như cũng mắng chẳng qua hắn dứt khoát coi như thôi, những người khác tự nhiên cũng liền không đi sờ thẩm chích rủi ro, Mi Nhi hiếu kỳ đâu, trở về trên đường chỉ còn hai bọn họ lúc, hỏi hắn, làm sao mấy người bọn hắn giống như đều sợ ngươi giống như, thẩm chích lắc đầu, không nói lời nào kỳ thật cũng không có chu học nói khó nghe như vậy thậm chí thì nhìn mi nhi liếc mắt ta cảm thấy khó nghe năm chữ vừa nói xong lại là lại không chịu mở miệng trở về chu thị biết được chuyện này rất là vui vẻ xưa nay chưa thấy hạ sẽ phòng bếp làm về sủi cảo trên bàn cơm cũng là cười tủng tỉm mi nhi là không biết được cái này có cái gì tốt cao hứng như vậy chính là biến âm thanh về sau liền trưởng thành cũng không đến nỗi như thế chuyện thứ hai này a à thì là chu thị gặp người liền nói thẩm chích lớn lên có một ngày thẩm chích trở về đụng tới ngô thị ngô thị liền ngăn lại thẩm chích hỏi vài câu vốn cũng nên không có việc gì đáng tiếc cái này ngô thị lắm miệng không biết nói câu gì mi nhi tại nhà mình viện tử đều nghe được thẩm chích nổi giận thanh âm còn một chân hung hăng đạp ngô gia cửa một cước kia khí lực lớn a trực tiếp tướng môn đạp lệch ra vừa muốn ngã thẩm cha biết hỏi thẩm chích vì sao nổi giận cái sau không nói Đến nhà Tạ lỗi liền càng không phải là không có khả năng, chẳng qua ngày thứ hai vẫn là ngoan ngoãn đi cho người ta sửa cửa. Chuyện này Mi Nhi sau đó khó nén ý cười, chỉ cảm thấy buồn cười, liền thừa dịp cơm tối về sau đi gõ thẩm chích cửa. Liền gõ mấy lần, thẩm chích mới mở cửa, "Làm gì?" Mi Nhi cười một tiếng, từ thẩm chích cánh tay dưới đáy tiến vào phòng, trực tiếp bưng băng ghế nghi ngồi tại cạnh cửa, hỏi hắn, "Ngươi cùng ta nói một chút, Ngô Thẩm Thẩm cùng ngươi nói cái gì?" Ngươi phát lớn như vậy lửa, không có gì, thẩm chíp mặt lạnh, không nghĩ sách việc này, đứng cùng Mi Nhi trước người, cúi đầu nhìn xem nàng, hồi phòng đi. Mi Nhi lại cười, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi một câu biến thành hai ba chữ, có như vậy chán ghét mình thanh âm này sao? Mất mặt, ngươi khi nào như thế sợ mất mặt rồi, dáng vẻ như vậy thẩm chíp là hiếm thấy, so với bình thường càng giống đứa bé. Mi Nhi cố ý trêu đùa, cũng là không nghĩ gây hắn không vui vẻ chỉ trước khi đi vỗ nhẹ thẩm chíp cánh tay thẩm chíp lông mày khẽ động nhớ tới ngô thị nói câu kia biến âm thanh có phải là liền tốt hưởng dụng ngươi kia con dâu nuôi từ bé câu nói này lại là giận không chỗ phát tiết ngô thị kia bà nương thật sự là lắm mồm không có giữ cửa căn bản cũng không biết cái gì gọi là liêm sĩ thẩm chíp không thích người khác như vậy phỏng đoán vô luận là hướng về phía mình vẫn là đối mi nhi trong cơn giận dữ mới đạp xấu lý gia đại môn kia ngô thị cũng là tự biết miệng quá nhanh chọc giận mình, thật cũng không dám lại sắc, chẳng qua bực này ô hỏng bét lời nói, tự nhiên là không thể nói ra được cho người ta nghe, tỉnh nhiều người khác trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, xuân đi thu đến, thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng chớp mắt lại là hai năm sau, thị trấn bên trên huyện lệnh đều đổi người làm, thế đạo này nhưng cũng không gặp phải trở nên tốt, lung lay sắp đổ, lầu cao sắp đổ, lại có gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác, có này nói chuyện chính là bởi vì ngày xuân bên trong ngày không tốt, mưa xuân quý như mở là không giả, liên miên mưa dầm liền khó tránh khỏi để người nhọc lòng sông kia đê. Mi Nhi đánh nước giếng, trong sân đầu giặt hồ y phục, thấy thẩm chích nửa lần buổi trưa mới đứng lên, xoa xoa tay, đi phòng bếp bưng bát nước nóng đi qua, 14 tuổi cô nương, càng phát ra thước tha, vóc dáng vốn cũng không thấp, thân thể cũng nhiều chút đường cong. Vải thô áo gai váy ngắn, đem ngực tuyến chăm chú kìm, chập trùng chẳng qua điểm điểm, bởi vì lấy khuôn mặt cũng dễ dàng dạy người miên man bất định, hai năm trước mặt còn hoàng, hai năm này mi nhi gương mặt này liền cùng lột xác trứng gà đồng dạng, chỉ còn trắng muốt, chỉ tiếc làm việc quá nhiều, tay nhìn cũng không bằng khuôn mặt quánh nhuận, nguyên cực kỳ rõ ràng mắt hai mí, hai năm này góp lý trưởng dài, không có khi còn bé như vậy thẳng thắn thoải mái, đuôi mắt cũng thật dài chút, đi đáng yêu thái độ, nhiều phong tình, miệng cũng thế, mỏng chút, khi còn bé cảm thấy khả nhân, 14 tuổi liền có chút tình vận, như vậy phổ thông y phục, xuyên tại mi nhi trên thân lại là nhược phong bồ liễu thái độ, có chút sở sở động lòng người, liền chi bên mặt tóc rối đều có tiểu nữ nhi da hứng thú, thậm chí tiếp nhận mi nhi bưng tới nước, mắt nhìn trong chậu y phục, phía sau cha ta y phục ta đến tẩy đi, ngươi chỉ tẩy mẹ ta là được, mi nhi lắc đầu, trong nhà củi lửa, đi săn, đều là ngươi đến, tẩy hai kiện quần áo thôi, ta hỗ trợ cũng không có gì. Cô nương da lớn, khi còn bé chỉ coi lấy thẩm chích đẹp mắt, bây giờ thẩm chích đã có 15, biến âm thanh kỳ qua về sau, trước kia thiếu niên thanh âm liền dày rất nhiều, còn có chút thanh câm, như xích lại gần chút, thanh âm này cũng thẳng dậy người xấu hổ, vóc dáng cũng thế, thẩm chích so xung quanh một đám tiểu tử đều cao, rất là hạt giữa bầy gà. Mi Nhi bây giờ là có chút sùng bái thẩm chích, trước mấy ngày hắn lên núi còn săn được một con sói trở về, lúc ấy thiếu niên thủ đoạn đều là máu, cao đuôi ngựa buộc ở sau lưng, cái trán một vòng xanh đậm bôi trán, nguyên nhìn làn da bạch là như núi cao chi tuyết, kia một cái chớp mắt không biết sao, tựa như là trong vũng máu mai trắng, để người rất là muốn nhìn đến nó nhiễm cảm xúc ra sao bộ dáng. Giờ phút này, Mi Nhi ngẩng đầu nhìn một chút thẩm chích cái cổ, hầu kết chỗ bởi vì lấy uống nước động tác giật giật, hắn cầm đường cong lại rõ ràng chút, bây giờ kia hài nhi mập là nhanh hoàn toàn không gặp, cánh tay chỗ giống như cũng dài cơ bắp, nhìn xem cực kỳ có sức mạnh. Kỳ thật từ lúc về nhà một chuyện về sau, hai người nên thân cận chút, Mi Nhi lại như cũ thường xuyên thật không dám quá vượt khuôn. Hai người trong hai năm qua, nói cách khác nhiều, cái khác đổ không có gì, Mi Nhi cảm thấy mình tại hắn dựng thẳng lên tường cao bên ngoài, bồi hồi hồi lâu, vẫn là không được gần phía trước. Nhất thời suy nghĩ nhiều, ánh mắt mất tiêu, liền thẩm chích uống xong nước nhìn nàng chầm chầm đều không có phát giác, thẩm chí cười khẽ, xuống bậc thang, đưa tay tại mi nhi trước mắt lung lay liền mình đem bác thả lại phòng bếp buổi chiều thấy thẩm chích lại muốn đi ra ngoài mi nhi ngủ trưa đều không ngủ dẫn theo váy đi theo thẩm chích đến tường xây làm bình phong ở cổng chỗ người muốn đi đâu a à? mang ta cùng một chỗ có được hay không có được hay không ba chữ liền khách khí thiếu nữ thanh âm cũng lanh lảnh chút mang theo cầu khẩn thời điểm cảm giác mi nhi trong mồm cùng kề cận một cái viên kẹo dinh dính để người rất khó cự tuyệt thẩm chích liền cũng liền gật gật đầu Hôm nay buổi chiều là muốn đi Lý Trường Phát nhà, Lý Trường Phát năm nay đã có 17, trong nhà tính toán đánh một tấm giường mới cũng một cái ngăn tủ thêm cái bàn trang điểm. Chuyện này vốn cũng không tới phiên thẩm chích hỗ trợ, Lý Trường Phát ngược lại là cảm thấy thẩm chích tay nghề cùng ánh mắt so người khác thật nhiều, nói hết lời, cuối cùng là cầm một con con thỏ hống mới khiến cho thẩm chích không thời gian ra tới. Khi hà hoa tỷ tỷ cùng tóc dài ca ca là dự định lúc nào thành thân, bây giờ là tháng 5, nói là trung thu thẩm chích dứt lời liếc xéo liếc mắt mi nhi chẳng qua quê nhà tính cái gì ca ca tỷ tỷ hà hoa cũng liền thôi tốt xấu là nữ tử tiếng kêu tỷ tỷ cũng được lý trường phát cũng đừng gọi hắn cái gì ca ca tiểu tử kia lập tức chính là hừ lạnh một tiếng mi nhi trong lòng ít nhiều biết thẩm chích là không nhìn trúng lý gia đây đối với đường huynh đệ giống trước mắt như vậy rõ ràng ngược lại là đầu một lần nghĩ đến chẳng lẽ có chuyện gì nàng không biết như vậy nghĩ liền cũng liền như vậy hỏi ai ngờ thẩm chích nhíu mày lại là không có trả lời thật là có chuyện gì sao mi nhi tiến lên một bước nói cùng ta nghe một chút dù sao không phải chuyện gì tốt ngươi vẫn còn không biết rõ tốt hiếu kỳ hại chết mèo có chút sự tình thẩm chích nói thẳng còn tốt mi nhi còn không có hiếu kỳ như vậy cái này mở cái câu chuyện phía sau không nói mi nhi trong lòng liền cùng mèo bắt giống như cũng là hai năm này tại thị trấn bên trên người quen biết nhiều chút mi nhi tính tình linh hoạt một chút nghĩ đến đã thẩm chích không nói khi nàng chờ đến lúc lý gia hỏi một chút hà hoa là được đợi lại đi phải hai cái hẻm liền đến lý trường phát cửa nhà lý trường phát ngay tại cổng hì hục hì hục đào lấy đầu gỗ tháng năm buổi chiều ngày có thể tính không lên ôn hòa kia thái dương mồ hôi mi nhi tại cửa ra vào cách xa như vậy đều thấy được hà hoa ngay tại một bên đánh lấy xuống tay cô nương gia nhà lại không giúp đỡ được cái gì cũng không biết lý trường phát không phải để hà hoa bồi tiếp làm gì vừa nhìn thấy thẩm chích đến, Lý Trường Phát liền gác lại trong tay sống, thấy Mi Nhi cũng tới, Lý Trường Phát tròng mắt khẽ động, không biết nghĩ cái gì. Trên miệng chỉ nói, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ đi, làm một chút cái này đầu gỗ, nhưng mau đưa ta mệt chết, thẩm chích không nói chuyện, thoát áo ngoài đưa cho Mi Nhi, gọi Mi Nhi cùng Hà Hoa đi râm mát dưới đáy nhìn xem chính là, Mi Nhi cùng Hà Hoa ngồi tại dưới thềm đá, câu được câu không trò chuyện, thẩm chích cũng 15, chừng hai năm nữa liền nên đến phi ngươi thành thân. Mi Nhi mặt đỏ lên, nghiêng đầu nhìn Hà Hoa si ngốc nhìn chầm chầm làm việc hai người, thuận nàng ánh mắt đi xem, nhìn chầm chầm lại không giống như là Lý Trường Phát. Trong lòng một ngạnh, nói không ra là tư vị gì, nhân tiện nói, ngươi không cao hứng sao, không thể nói cái này, chỉ là có chút ao ước Mi Nhi ngươi. Hà Hoa đưa tay vuốt vuốt bên tai tóc rối, theo động tác, vạt áo chỗ liền lỏng chút, Mi Nhi mắt sắc, nhìn thấy hà hoa trên ngực có vài chỗ chấm đỏ, ngay trước là bị con mũi cắn, cũng không có hỏi. Mi Nhi trong lòng nhất thời không lớn thống khoái, liền không có lại cùng hà hoa trò chuyện, vừa vặn Nhi nhìn thẩm chích tại cửa gỗ trên có khắc cái gì, liền nghĩ ương lấy thẩm chích để nàng cũng thử xem, để ta cũng thử xem, liền ngay trước là ta cho hà hoa tỉ tỉ một phần nhỏ tâm ý, mới mở miệng, thanh âm lại dinh dính, câu lý trường phát trong lòng khẽ động quay đầu nhìn hà hoa chỗ, chương 11, lời ra tiếng vào. Cái này cửa gỗ là muốn gắn ở tủ quần áo bên trên, phòng ngủ cửa tủ quần áo bên trên làm nhiều mai lan trúc cúc loại hình đồ, thậm chí lại là không có khắc những cái này, mà là khắc một đống cỏ, trên cỏ còn có châu chấu. Mi Nhi biết hắn là sẽ họa vài thứ, chẳng qua cũng chưa từng thấy qua hắn đường đường chính chính trên giấy vẽ tranh, nguyên do bất đắc dĩ, chẳng qua là bởi vì bút mực giấy nghiêng nhà nghèo hài tử mua không nổi. Mi Nhi chuyên chú nhìn xem cửa gỗ bên trên đồ, đỗ không có phát hiện lý trường phát hô hà hoa đi hậu viện, vừa nghiêng đầu gặp người không gặp, mới nghiêng đầu hỏi Thẩm Chích, hai nàng đi đâu rồi? Không biết, Mi Nhi gật gật đầu, cũng thế, nhà mình viện tử đi đâu không được, Hà Hoa tỷ tỷ danh tự chính là một đóa hoa, không bằng tại một cái khác phiến bên trên khắc bên trên hoa sen như thế nào, muốn thử xem sao. Thẩm Chích hỏi, không được, ta vẫn là nhìn xem ngươi khắc đi, vốn là muốn thử xem, chẳng qua ta đoán chừng ta không đại sự cái này cũng không khó, ngươi điêu khắc thử xem, nếu là điêu không đúng, ta lại đến tu cũng không có gì, nhưng không sửa được làm sao bây giờ, thẩm chíp nhìn xem mi nhi con mắt, tại ngày phía dưới hơi có liễm diễm chi quan, nháy một chút con mắt, mi mắt khẽ nhúc nhích, cũng là thật sợ khắc họa, nhưng lại có chút kích động, kéo khóe miệng, trực tiếp đem trong tay mình đao khắc đưa cho nàng, như thế, mi nhi cũng liền vào tay thử một chút. Đầu gỗ cứng rắn, khí lực của mình kỳ thật không tính nhỏ, nhưng thật muốn thời khắc đó đau theo mình tâm ý đi, liền khó, Mi Nhi vuốt tay áo, lộ ra một đoạn thủ đoạn, kia thủ đoạn gầy yếu, có thể nhìn ra dùng sức, nhưng lại không chống đỡ đầu gỗ cẩu thả, tay nghiêng một cái, thời khắc đó đau liền bay ra ngoài, liên tiếp trong lòng bàn tay đều bị vạch phá cái lỗ hổng nhỏ, nhất thời huyết châu từ trong lòng bàn tay toát ra, không nhiều đau, thấy thẩm chíp nhíu mày, Mi Nhi bận bịu nắm tay về sau một dấu, ta đi chuẩn bị nước giếng tẩy một chút làm trên quần áo liền còn phải nhiều tẩy một kiện y phục, nói xong cũng không dám lại nhìn thẩm chích con mắt, lòng bàn chân một giải, mi nhi liền đến hậu viện, lại tại viện bên cạnh hành lang một góc sinh sôi thắng xe lại, một hơi ở giữa, mặt đều nghẹn đỏ, mi nhi là chưa thấy qua cảnh tượng này, nhất thời trừ ngây người lại cũng là không biết làm cái gì, tim phanh phanh trực nhảy, lại có càng nhảy càng nhanh xu thế, trước mắt này tấm tràn cảnh, hà hoa bị chống đỡ tại tường viện nơi hẻo lánh, yếu đuối không kềm chế được, váy ngắn tại động tác bên trong có chút động tĩnh lý trường phát cứ như vậy cuốn lấy nàng tại bờ môi chỗ trằn trọc hà hoa nhắm mắt lại tiếp nhận không ngừng lực đạo mi nhi đều có thể thấy được nàng hơi phát trung thân thể cũng không tính nhiều hương diễm cũng cho mi nhi to lớn xung kích trên chân tê rần khi nhìn đến lý trường phát chui đến hà hoa cái cổ thời điểm mi nhi không biết sao sinh ra một cổ sợ hãi nàng cũng không biết mình đang sợ cái gì không cách nào ngăn cản cổ này sợ hãi liền có chút chân nhũng ra, mắt thấy Lý Trường phát tay dơ lên, lúc này dơ tay lên là muốn làm cái gì? Mi Nhi cảm giác lòng của mình gần như muốn từ lòng ngực chỗ phá xác mà ra, hai mắt bị một cái tay bao trùng, đem trước mắt này tấm không đúng lúc toàn bộ che cản đi, đôi tay này ấm áp, cũng thô ráp, lòng bàn tay chỗ kén mài Mi Nhi khóe mắt có chút ngứa, nàng thân thể mềm hơn, nhất thời hắc ám để nàng có chút hiểu sai đến trên tường, lại bị một cái tay khác bóp lấy cánh tay của nàng. Mi Nhi nghĩ quay người, lại không dám động, chỉ lặng lặng đứng. Nàng biết phía sau là ai, chính là vì biết là ai, mới không dám động. Chẳng qua một lát, cũng giống như lâu đến phát sinh rất nhiều. Thẩm chích dắt Mi Nhi quay người, Mi Nhi mới phát hiện thẩm chích dựa vào mình rất gần. ngẩng đầu mới nhìn đến hắn có chút tức giận, muốn nói chuyện, lại lúng túng. Có chút ngốc lăng lấy không biết làm cái gì tốt, mà tại thẩm chích trong mắt, Mi Nhi sắc mặt như cùng hoa đào tháng 3, đỏ thấu khoảng cách nên quá gần, gần đến hắn đều có thể nghe được mi nhi nhịp tim. Ngón trỏ tại mi tâm sờ sờ, thẩm chí cũng có chút xấu hổ, lôi kéo mi nhi lui ra ngoài cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhất thời trong viện đầu chỉ còn lại thẩm chích điêu khắc, Mi Nhi ngồi tại một chỗ thần sắc bất ổn, ngươi trước nhà đi thôi, Mi Nhi không nói hai lời sách váy liền chạy, chờ Lý Trường Phát trở về không nhìn thấy Mi Nhi người, hỏi đầy miệng, kết quả thẩm chích không có về hắn lời nói, ngược lại là một bàn tay hung hăng cho Lý Trường Phát phía sau lưng một chút, Lý Trường Phát bị đánh mộng, trực tiếp đầy miệng mắng trở về, ngươi đánh ta làm gì, để ngươi không chọn địa phương, lời này mới ra, còn có cái gì không rõ, Lý Trường Phát có chút hỗn bất lận, gãi cái ót cười, Hà Hoa lại lập tức cảm giác xấu hổ đem nàng bao vây, nàng có chút muốn rơi lệ, muốn nhìn liếc mắt thẩm chích, thẩm chích lại liếc mắt đều không có hướng phía nàng quét tới, trong lòng liền cùng bị người đánh một ám côn trốn vào phòng bếp thẳng đến thẩm chích đi đều không có trở ra chuyện này di chứng không thể bảo là không lớn một lúc lâu liên tiếp chu thị đều cảm thấy hai đứa bé không thích hợp bởi vì chuyện này còn chạy tới cùng ngô thị nói đầy miệng tử người ngoài phỏng đoán lên nhà khắc sự tình lên là không có gì kiên kỵ và thiện ý ngô thị miệng từ trước đến nay cũng nát cũng mặc kệ chính mình nhi tử lý dài tài còn tại một bên thanh âm cũng không biết thu liễm nói thẳng ta nhìn hai đứa bé nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ chẳng lẽ cùng ta chị dâu nhà cũng có cái gì. Ngươi nhìn Mi Nhi hai năm này dáng dấp khá nhanh, con của ngươi cũng mọc khá nhanh, nói liền nói thôi, vẫn không quên hướng về phía Chu thị nháy mắt ra hiệu, Ngô thị lại thêm mắm thêm muối, ngươi nhớ, không có việc gì làm mà trốn tránh a à, có phải là ngươi không phải nói Mi Nhi vừa nhìn thấy thẩm chích liền e lệ đỏ mặt nha, hai bé con phòng lại sát bên, thật làm chút cái gì ngươi có thể biết được đi, ngươi cái bà nương liền nói lung tung nhi tử ta chính là cái đầu gỗ biết cái đếp gì ngốc hả lại đầu gỗ đẹp mắt không dễ nhìn vẫn có thể phân biệt ra được a à, lý dài tài là nghe không vô hắn nhìn lén qua mình đường ca cùng chị dâu hai lần tuy là không cẩn thận đụng tới nhưng là cũng ít nhiều minh bạch một chút mình mẫu thân nói là cái gì nghĩ đến loại kia tử thân mật sự tình mi nhi cũng đã từng làm lý dài tài không chịu nhận liên tiếp thẩm chíp đều oán trách bên trên tại lý dài tài trong lòng Mi nhi đầu tiên là từ tiểu nhân bạn chơi, nhu nhu nhược nhược, lại đến mới là thẩm chích con dâu nuôi từ bé, mà lại mình đường ca chuyện kia mình còn cùng thẩm chích quán trách qua, lúc ấy thẩm chích không nói chuyện mặt kia bộ dáng cũng không giống là tán đồng, làm sao đến trên người mình liền cầm giữ không được nữa nha. Lý Dài Tài đối với cái này rất là tức giận, nhất thời không người oán trách, đành phải đi tìm Chu Học. Chu Học từ lúc biến âm thanh kỳ về sau, thân cao, người cũng trạng, nhìn xem không giống 15, 16. Trái ngược với 2526, cái này tính tình lại không bằng cái này tướng mạo nam nhân, cùng khi còn bé, nói nhảm, chuyện này từ chu học trong mồm thoáng qua một cái, không có mấy ngày, cái này thị trấn bên trên biết được thậm chí cùng Mi Nhi người liền đều biết, ba người thành hổ, có cũng thành không có, không biết trải qua bao nhiêu há mồm, cùng lý dài tài nguyên bản nói lại lớn tướng khác biệt. Trực tiếp thành Mi Nhi cùng Thẩm Chích đã có đầu đuôi, tuổi còn nhỏ không biết xấu hổ suốt ngày liền biết một chỗ, bởi vì lấy hai người bộ dáng tốt, bố trí chỗ cái này đầu óc nghĩ chút có không có liền cũng không có cách nào khống chế, mi nhi ra đường đổi củi lửa hay là trải qua chút nhà hàng xóm bên cạnh, liền cảm giác những người kia nhìn mình ánh mắt nhi luôn có chút không thích hợp giống như, không biết nguyên do, lại bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, những cái kia xì xào bàn tán không được biết, vốn muốn tìm hà hoa tỷ tỷ hỏi một chút, ý niệm này lên mi nhi liền đem thả xuống dưới, lần trước chuyện kia sức lực còn không có xuống dưới, rất xấu hổ, đợi thêm chậm chút gặp được Lý Dài Tài, Mi Nhi liền tại cửa viện cùng Lý Dài Tài bắt chuyện, Mi Nhi là trực tiếp, gần đây quanh mình người là thế nào rồi? Tại sao ta cảm giác ta vừa xuất hiện, thì khác lạ đây này, Lý Dài Tài trong lòng lại là có khí, thấy Mi Nhi nhìn mình chầm chầm, cái cổ đường cong đẹp mắt lại mỹ hảo, kia da bị nửa lần buổi trưa ngày chiếu ánh nhuận một tầng sáng bóng, bỏ qua một bên mắt, ngữ khí liền kém chính ngươi không biết a à, biết cái gì, ngươi cứ nói đi. Mi Nhi nháy mắt liền có chút nổi nóng, mình có thể làm gì, lý dài tài lời này giống như là mình đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài giống như, đồng thời hắn còn tin tưởng không nghi ngờ đi. Cùng lý dài tài xem như quen thuộc, Mi Nhi trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, phen này cảm xúc, tự có thiếu nữ hờn dỗi, lý dài tài hưởng thụ, mặt liền có chút đỏ, bản năng gãi gãi cái ót, ngươi năm nay cũng có 14, Thẩm chí tiểu tử kia đều 15, chính là ngày sau muốn thành thân, hai người cũng chú ý chút, kiểu nói này, mi nhi mặt thoáng chốc giống như đỏ thấu con tôm, người nói lời này coi là mi nhi là xấu hổ, lại không biết thực tế là giận, thẳng đến bắp chân truyền đến đau đớn, lý dài tài mới phản ứng được mi nhi là buồn bực, ngươi đá ta làm gì, lời này cũng không phải người khác nói, là chu thẩm thẩm nói, ta nhắc nhở ngươi ngươi vẫn còn đá ta, mi nhi mặt chợt đỏ bừng, trong đầu lại không đúng lúc hiện lên ngày ấy Lý Trường Phát cùng Hà Hoa tại hậu viện tràn cảnh, liền bị tức phải phát trung, chỉ vào Lý Dài Tài, Lý Dài Tài ngay trước Mi Nhi muốn chửi mình, một bàn tay đánh tới thời điểm còn có chút mộng, lời gì đều tin, ngươi nhưng có đầu óc, ta mới bao nhiêu lớn, Mi Nhi dứt lời, còn chưa hết giận, lại cho Lý Dài Tài cánh tay một bàn tay tài hoa hô hô về trong viện đầu, Lý Dài Tài là bị phiến mộng, cũng không phải nhiều đau, hắn là chưa thấy qua Mi Nhi phát cáo, làm sao một phát tính tình người liền lập tức xinh đẹp kia rất nhiều, liên tiếp con mắt đều sáng rất nhiều giống như, bởi vì lấy đây, ước gì mi nhi có thế nhiều đánh hắn hai lần, thẳng đến thẩm chí xuất hiện tại phía sau hắn cũng không phát hiện, chạy tại cửa nhà nha cười ngây ngô cái gì, thẩm chí vào cửa trước đó liếc lý dài tài liếc mắt, không có gì tốt kỳ trực tiếp tiến viện tử, thuận tay đem cửa sân đóng lại, lý dài tài ngây ngô vui, Cải gãi, gãi cái ốp nhà mình đi. Cửa phòng bếp mi như thường lệ chuẩn bị muộn ăn, Thẩm chích lại là biết được nàng lúc này tính tình không đối phó, không có vội vã hỏi. Đầu tiên là trở về phòng đổi trên thân dính vết bẩn y phục, lại đi đánh nước giếng đem y phục ngâm, mới bưng cái ghế đậu cùng mi nhi một khối nhặt rau. Đồ ăn chính là rất phổ thông đồ ăn rễ, dưới mắt là cũng ăn không nổi cái gì tốt đồ ăn, kia lá cây là không thể ăn, quá khổ, cải ngọt lại là đồ tốt. Thấy thẩm chích cái kia hai tay tẩy qua, trên mu bàn tay có một chút đi săn về sau lưu lại vết thương, nên không dễ nhìn. Trên tay hắn lại là hiện ra một loại suy nhược. Không phải nói người khác, chỉ là nhưng nhìn cái kia hai tay biểu lộ cảm xúc, kỳ thật Mi Nhi cũng kỳ quái, thậm chí người này nhìn xa cách, bình thường cũng không tốt tiếp cận, ngẫu nhiên xuống tới cảm thụ nhưng lại cảm thấy người này phi thường ôn nhu, mà tại một ít đặc thù một hơi, lại cảm thấy hắn rất yếu đuối, thực tế là như thế nào, Mi Nhi ngược lại là cũng không hiểu. Chương 12, sờ đầu một cái, mặt trời ngã về tây, khí trời tốt tráng chiều kéo dài rất dài tráng chiều hiện tử cùng phấn điểm kia quan xuyên thấu qua bóng cây sen lẫn chỗ làm nổi bật tại trên mặt của hai người mi nhi trong lòng giận liền rút đi không ít lại từ từ phun lên một cổ ủy khuất nàng không biết vì cái gì bên ngoài sẽ có như thế truyền ngôn xì xào bàn tán không chỉ là nữ tử cũng có nam tử vừa nghĩ tới những cái kia nam tử tại trong đầu hiểu ý trăm mình cũng làm như thế nhi sự tình mi nhi trong lòng liền rất là không thoải mái thậm chí là buồn nôn không nói đến nơi này đầu còn có thẩm chích thân ảnh, sau đó chính là xấu hổ, xấu hổ nơi phát ra không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy người khác sao có thể đem mình nghĩ như vậy đi, thực sự là dạy người khó nhịn, 14 tuổi mà thôi, Mi Nhi cảm thấy mình vẫn còn con nít đâu, Ngán một cái thần, trong tay cải ngọt liền thành cho hả giận đồ vật, vừa mới bắt đầu còn có thế chỉnh chỉnh tề tề chọn tốt đặt ở trong giỏ sách đầu, phía sau liền không ra bộ dáng, thẩm chí kéo khóe miệng, cũng không nhìn nàng, chỉ hỏi nói, cái này đồ ăn chọc giận ngươi rồi. Làm sao đây là, không có gì, có tâm sự liền dứt lời. Mi Nhi cắn cắn miệng môi dưới, nhìn xem thẩm chích, thanh âm của hắn là có trấn an tác dụng, có đôi khi thanh âm thấp, tự mang một loại mê hoặc ý vị, bên mặt tại trời chiều một chỗ, quá đẹp mắt chút, tâm nhất thời nhảy lên, há to miệng, Mi Nhi vẫn không thể nào mở miệng. Ánh mắt theo thẩm chích cầm tuyến chuyển qua hắn cái cổ, nhìn thấy hầu kết, Mi Nhi tâm hụt một nhịp, từng. Sao không ngôn ngữ? Thẩm Chíp bên cạnh đầu nhìn xem Mi Nhi, trong ánh mắt đầu hơi có trêu chọc ý cười, gặp nàng vẫn là không nói lời nào, nhưng tiện nói, người bên ngoài muốn nói cái gì là ngăn không được, phán đoán đồ vật cũng cho tới bây giờ chỉ có càng hỏng bét, như đầu để ý đi, thời gian nhưng làm sao sống? Kiểu nói này, Mi Nhi liền biết hắn là cũng biết bên ngoài những chữ kia lời đàm tiếu, ngươi biết rồi, Thẩm Chíp nhẹ gật đầu, biết, vậy ngươi vì sao không tức giận? ta nhớ được lần trước ngươi không trả bởi vì ngô thẩm thẩm phát về tính tình a ta ngay trước ngươi không biết đâu nghĩ đến ngươi nếu là biết không biết phải phát bao lớn lửa đi không nghĩ tới để ý chỉ có ta một người như thẩm chích không cùng mi nhi ở chung mấy năm này lời này cũng liền không thèm để ý hiện tại ít nhiều hiểu rõ nàng biết giọng điệu này không đúng còn không biết là ở nơi nào kẹp lấy đâu bật cười lên tiếng thẩm chích nụ cười này mi nhi trong bụng vô danh lửa cọ một chút liền lên đến nhỏ tính tình vừa lên đến trực tiếp vào tay vuốt ve trong tay hắn lá rau thẩm chíp lại nhặt lên mi nhi lại cho vỗ xuống đi như thế lặp lại mấy lần thẩm chíp cũng liền không chấp nhất nhặt rau mà là đưa tay gãi gãi mi tâm khóe miệng kia bôi ý cười lại là làm sao cũng không xuống đi ý tứ buồn cười sao đây là liền ta cùng một chỗ buồn bực bên trên rồi mi nhi hừ lạnh một tiếng nàng kỳ thật cũng biết chuyện này trách không được thẩm chíp chẳng qua người khác bố trí mình thôi cùng hắn thẩm chíp có quan hệ gì chính là có quan hệ, hắn lại không có yêu thích mình, còn có thể ý tới trình độ nào đi? Tóm lại mình là họ Tô, không phải họ Thẩm, hắn lại lạnh tanh như vậy đi, nơi nào sẽ để ý người bên ngoài làm sao phán đoán mình? Mình chẳng qua mua về con dâu nuôi từ bé, dễ dùng gọi liền thôi, còn có thế thật trông cậy vào hắn có thể đem mình yên tâm nhọn bên trên che chở hay sao? Trong lòng hiện một cổ chua, mi nhi nhìn thẩm chíp nhẹ như mây gió, giận không chỗ phát tiết, gặp hắn lại muốn đưa tay đi nhặt rau lại nghĩ đập hắn tay chẳng qua lúc này ngược lại là không thành công bởi vì thẩm chích trực tiếp cầm cổ tay của nàng mi nhi suy nghĩ dừng lại liên đối lấy chân trời một màn kia ráng chiều đều dừng lại như vậy nhất thời gió thổi qua có chút ấm áp nơi lòng bàn tay liền có chút ngứa mi nhi không nhúc nhích thậm chí đều có chút lưu luyến thẩm chích thủ đoạn cường độ ngóng trong hắn có thế lại cầm một hồi thẩm chích không có cảm thấy mình cử động này có cái gì không đúng nhẹ nhàng buông lỏng tay chuyện này giải quyết không khó ta cũng là hôm nay vừa làm rõ ràng, không có không thèm để ý, chuyện này ta đến xử lý, ngươi cứ yên tâm chính là, thẩm chíp lại nói, chẳng qua đâu, chuyện này ta cũng không lo lắng giải quyết không được, ta là sợ ngươi nghĩ sai đi, ngay trước người khác đem ngươi trở thành cái gì lung tung ngổn ngang nữ tử đi, ngươi cái này nhân tâm nghĩ lại nặng, không cùng ngươi nói rõ ràng. Không chừng trong lòng ngươi giận có phải là còn ủy khuất không được, ngươi chính là biết làm sao dày vào khốn khổ cái này hồi lâu, thậm chí thì lại cười tính tình tăng trưởng, ta tính nết một mực như thế, cũng thế, ngươi cũng là cái gì, cũng là đều không được rồi. Có phải là quá bá đạo chút, Mi Nhi thở ra một ngụm trọc khí, mắt nhìn nhà chính phương hướng, chuyện này là Chu thẩm thẩm mở miệng trước, nàng không biết vì cái gì Chu thị sẽ có như vậy phỏng đoán, còn đem cái này phỏng đoán nói ra ngoài. Chẳng lẽ chung một mái nhà cái này hồi lâu, Chu thị cũng không biết mình làm người sao, không phải mẫu thân của ta ý tứ. Thẩm chích nói, Mi Nhi trầm mặt, ngươi quá để ý người ngoài cách nhìn, Mi Nhi. Thẩm chích ngữ tốc thả chậm chút, thanh âm thả nhu một chút, ngươi nhìn, ngươi vừa tới nhà ta thời điểm, vì để cho cha mẹ cao hứng, làm rất nhiều việc, cho dù là soát nhà xí loại này, ngươi cũng làm lưu loát, ăn cái gì cũng là trước tăng cường nhà chúng ta, lại đến hơi lớn, ta chẳng qua một câu ngươi sắc mặt có chút hoàng, về sau ngày lớn thời điểm, ngươi cũng không lớn đi ra ngoài, dĩ nhiên không phải nói những cái này không đúng, chỉ là chỉ là cái gì chỉ là ngươi không có cách nào để mỗi người đều hài lòng mi nhi sững sờ trên miệng vẫn là phản bác đây chính là ta thôi ngươi nói ta để ý người bên ngoài làm sao cũng không phải ta không thể không để ý bá bá thẩm thẩm cùng ta là có ân ta nhiều làm chút sống là hẳn là ngươi nói mặt ta sắc hoàng chính là cảm thấy ta khó coi ta bị mua được chính là vì gả cho ngươi làm sao có thể không để ý dưới mắt lời đồn đại cũng thế ta bản không có làm vì sao muốn bị bọn hắn truyền chút lung tung ngổn ngang lời đồn. Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi một mực làm chính ngươi là được. Thẩm chích cũng không buồn bực, chẳng qua khóe miệng ý cười thì cạn, đầu tiên là chính ngươi cao hứng, nguyện ý, lại về sau mới là người khác cái nhìn. Tự như cái này lời đồn đại, ngươi như buồn bực, trực tiếp mắng trở về lại như thế nào, mi nhi lại là không muốn cùng thẩm chích nói cái gì, cái này nói hồi lâu chẳng lẽ lại còn là lỗi của nàng không xong rồi hừ một tiếng, trực tiếp đem thẩm chích trong tay đồ ăn đoạt lại, bưng rổ quay đầu tiếng phòng bếp, sợ thẩm chích tiếp tục cùng chính mình nói chút có không có, bột một tiếng còn đem phòng bếp cửa gỗ đóng lại, chu thị nghe thấy động tĩnh tại nhà chính cổng kêu lên, làm sao đây là, thẩm chích lắc đầu, khóe miệng giật giật, cũng không nói cái gì, mi nhi đóng cửa lại một khắc này liền có chút hối hận, nàng là không có cùng thẩm chích như vậy qua, nhất thời lại cảm thấy mình có phải là làm bộ làm tịch quá mức, nghĩ đến thẩm chích, đầu tiên là mình lại là người khác đây là ý gì để cho mình thay cái cách sống vẫn là nói mình trong ngoài không đồng nhất mi nhi lắc đầu không phải như vậy nàng không có cách nào không đi để ý người bên ngoài nơi đó liền có thế như vậy tự tại đây chuyện này liên quan đến mình danh dự sao có thể nói mình như vậy liền không đúng kỳ thật đây chính là nghĩ sai cũng muốn cạn mi nhi tức giận về sau đợi thêm nấu cơm thời điểm khóe mắt liền có chút ướt ác vốn là nàng là nghĩ đến thẩm chích ngồi xuống, là bồi mình, mở miệng, liền làm lấy hắn là muốn trấn an mình, không có nghĩ rằng ngược lại là tiếp nhận một trận của trách, thậm chí còn là ghét bỏ. Mặt hoàng lời này là hắn nói, mình biến trắng đẹp mắt rất nhiều, còn nói mình sống được khó. Liên tiếp lời đồn chuyện kia nói xuống đều giống như mình chuyện bé xé ra to như vậy, mi nhi trong lòng buồn phiền, cơm tối cũng không ăn, thật sớm liền đem mình khóa trong phòng. Trên bàn cơm chu thị nhìn con mình ăn đến ngược lại là hương, rất là im lặng, mi nhi nói không thấy ngon miệng, ngươi làm sao ăn đến thơm như vậy, như thế nào? Chẳng lẽ nàng không thấy ngon miệng, ta cũng không ăn rồi. Không phải đạo lý kia, thậm chí lời nói này phải nhẹ nhõm, thần sắc cũng là tự nhiên. Chu thị cùng mình tướng công liếc nhau, đều cảm thấy thẩm chí vẫn là không có thông suốt, đều 15 tuổi, làm sao đối tiểu cô nương còn không có điểm thương yêu ý tứ chờ thẩm chích thu thập bát đuổi lui ra ngoài chu thị còn oán trách bên trên tướng công người nói mi nhi dáng dấp như vậy tốt chúng ta thị trấn cái trước so ra mà vượt mi nhi đều không có bao nhiêu trai trai tiểu tử thấy mi nhi liền không dời nổi bước chân làm sao con của chúng ta cùng cái ngốc như vậy chính là làm như không thấy đâu người nói người cái này bà nương có hay không ý tứ hai ngày trước sợ cái này hai hài tử tuổi còn nhỏ liền có chút cái gì lúc này lại sợ hai người không có cái gì ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Chu thị nhíu mày, ai nha, lời nói không phải nói như vậy, ta là ngóng trong hai người tốt nhất là lẫn nhau yêu thích, niên kỹ nhưng vẫn là nhỏ hơn đâu, hiện tại có chút cái gì khẳng định là không được, đừng nghĩ, ta nhìn chỉ nhi liền vẫn là không có thông suốt, chờ lớn một chút rồi nói sau, đợi treo trăng đầu ngọn liễu, mi nhi tại đầu giường nằm là lật qua lật lại ngủ không được, nàng trong đầu đều là những người kia nghị luận mình bộ dáng cùng thẩm chích những lời kia, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cũng quá muộn chút, đến chậm ngủ tạng miếu đã nhắc nhở mi Nhi nên bày đồ cúng. mi Nhi kỳ thật cũng không phải không thấy ngon miệng, nàng cơm tối lúc ấy chính là đơn thuần không muốn nhìn thấy thẩm chích, làm một ngày công việc, bữa cơm tối này không ăn thật là có điểm chịu không được, lề mề trong chốc lát, mi Nhi vẫn là bò lên, điểm ngọn nến chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem nhưng còn có cái gì ăn uống, không ngờ vừa hạ thềm đá, liền bị giật mình vừa quay đầu lại trông thấy thẩm chích nghiêng chống đỡ tại cửa ra vào, cầm trong tay một đoạn cây cây gậy, trên mặt mang không mặn không nhạt cười, mi nhi không nghĩ để ý đến hắn, mặt không biểu tình liền hướng phòng bếp đi, phòng bếp không ăn, mi nhi cũng là lưu loát, bước chân nhất chuyển, liền chuẩn bị về phòng mình, ta chỗ này vẫn còn có chút ăn uống, mi nhi bước chân dừng lại, nghiêng đầu trợn nhìn thẩm chích liếc mắt, nguôi giận không, ngươi cứ nói đi, thẩm chích đưa tay gãi gãi mi tâm, tiến lên mấy bước, lại kéo mi nhi thủ đoạn cái sau không có tránh ra lại cũng liền ngoan ngoãn đi cùng mi nhi ngay trước hắn là muốn dẫn mình tiến phòng bếp không nghĩ là đi hắn phòng cái bàn kia bên trên còn có hai cái bánh bột ngô thêm nửa cái trứng gà nghĩ đến hẳn là thẩm chích đặc biệt vì mình lưu đợi thẩm chích buông lỏng tay mi nhi cũng không nói chuyện an vị tại bên bàn bên trên nhi yên lặng ăn cái gì thẳng đến đỉnh đầu cảm nhận được vuốt ve kia lòng bàn tay nhiệt độ nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc lại mang theo đau lòng giống như vỗ nhẹ đầu của mình. Mi Nhi không biết có phải hay không là mình tự mình đa tình, nàng cảm thấy thẩm chích đối với mình là có chút đau sủng, chậm chút như vậy nói là ta không đúng, người với người khác biệt, ngươi vẫn luôn rất tốt. Mi Nhi nghe được câu này, nước mắt bá một cái liền chảy xuống, chương 13, nhà khác con dâu nuôi từ bé, đêm đó thẩm chích tựa như một giấc mơ, liên đối lấy ngày ấy hoàng hôn lúc thẩm chích đều có chút mơ hồ. Những lời đồn đại kia chuyện Nhã Mi Nhi không biết hắn sẽ dùng biện pháp gì, cũng không biết sao, có một ngày Chu Thẩm Thẩm thở phì phì từ bên ngoài trở về, lại ra ngoài liền không có cảm giác cái gì dị dạng, suy đi nghĩ lại, Mi Nhi một người thời điểm không tự giác liền cười ra tiếng, hợp lấy đây là cởi chung phải do người buộc chung, ngược lại là Ngô thị Thẩm Thẩm cũng không biết sao tại nhà mình hậu viện cho rắn cắn, không phải rắn độc không có gì đáng ngại, nhưng quen thuộc Ngô thị đều biết, nàng nhất là sợ rắn một phát rơi cũng không nhẹ, trên mặt đều cọ phá chút da. Chuyện này không biết có phải hay không là xuất từ thẩm chích tay, mi nghi là loại sự tình này giải quyết liền lười nhát suy nghĩ tiếp cái gì người. Đã giải quyết, bên kia như thế, rất tốt, thời gian như nước chảy, nhà môn gần đây trở nên bận rộn, thẩm bá bá có một số việc còn thường xuyên mang theo thẩm chích một chỗ, để cho thẩm chích cũng phải chút tiền đồng. Nam Hoa lớn lên, là phải cho nhà mang nhiều một chút ít ỏi thu nhập, dưới mắt thời gian khó, đồ theo cái gì chính là không lớn bán được, Chu thị liền nhàn rỗi, Chu thị một nhàn, ngay tại trong nhà tìm một chút sự tình làm, làm thành như vậy, cuối cùng trong nhà có một chút nhàn ngược lại là Mi Nhi, Mi Nhi là cái không chịu ngồi yên người, nghĩ đến cùng thẩm chích một chỗ, nhưng gần đây một ngày bên trong, cũng liền buổi chiều Nhi thấy một hồi, nguyên ngay trước đêm đó về sau, hai người gần gũi hơn khá nhiều, ai biết hôm qua cái ban đêm trực tiếp tiến hắn phòng, lại được mặt lạnh, một câu không có gì tình cảm ra ngoài để mi nhi rất là nổi nóng khó chịu tháng 6 ngày rất độc nửa lần buổi trưa cơm nước xong xuôi ngồi trong phòng đầu bị nóng nóng ruột mi nhi trong lòng vội vàng sao động cũng không biết gấp cái gì sức lực cái này người một rảnh rỗi liền khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều từ cha mẫu thân đệ đệ nghĩ đến thẩm chích lại nghĩ tới hà hoa đầu kia tiếp qua 10 ngày liền phải xuất giá không có nghẹn qua cổ này sức lực mi nhi cùng chu thị lên tiếng chào hỏi liền đi lý trường phát nhà đi tìm Hà Hoa đi. Trong nội tâm nàng là có chút tiểu nữ nhi gia muốn cùng Hà Hoa tỷ tỷ nói một chút, ví dụ như mình làm sao gặp một lần lấy thẩm chích cái này nhịp tim liền lợi hại, lại ví dụ như đến cùng làm sao nên cùng thẩm chích ở chung, đều là con dâu nuôi từ bé, Hà Hoa tỷ tỷ nên hiểu nàng đi. Mặt trời chiếu mặt đất lên nóng quang ảnh, cách xa nhìn, đường đi chỗ đều tại cái này sóng nhiệt bên trong đung đưa. Thái dương lên tinh miệng mồ hôi, chuyển tiếng hẻm chỗ thoáng mát mới tốt rất nhiều. Hai năm này thị trấn bên trên sinh khí ít đi rất nhiều, vừa tới thị trấn bên trên thời điểm, trong ngày mùa hè đầu là có không ít người sẽ tại cửa ra vào hóng mát còn cùng một chỗ ăn dưa, ngược lại không giống bây giờ, đừng nói ăn cái gì dưa, nhà ai có miệng gạo mặt đều hiếm lạ, đi trên đường mi nhi cũng sẽ nghĩ, thời gian không biết có thể hay không biến tốt, có phải là đời này cứ như vậy qua. Nếu có thể cùng thẩm chích một chỗ, thành thân, thời gian tham khổ cũng liền tham khổ, không có gì không tốt trong đầu xẹt qua thẩm chích gương mặt kia, mi nhi bị phơi có chút đỏ lên mặt, liền càng nóng, có một số việc lại rõ ràng có điều, lại có chút không muốn thừa nhận, giống như là yêu thích hắn quá bình thường, mà mi nhi lại không muốn như vậy đương nhiên liền yêu thích hắn đi, cứ như vậy đến hà hoa nhà, trông thấy lý trường phát không tại, chỉ có hà hoa tỷ tỷ một người trong sân đầu đợi, mi nhi nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ngày ấy không cẩn thận gặp được, nàng cái này trong lòng u cục đến hôm nay thật vất vả mới tốt hôm nay sao một người tới rồi, không quá cao hứng, đến tìm ngươi nói một chút. Hà Hoa vỗ nhẹ thềm đá bên cạnh, ra hiệu Mi Nhi tới ngồi, vừa vặn cùng nàng cùng đi ướp củ cải đinh. Mi Nhi mắt sắc, liếc mắt liền thấy Hà Hoa trên cổ tay vết thương, không giống như là trước kia loại kia sưng đỏ, lúc này là có chút vết máu, đoán chừng là sợ che lấy không tốt, lúc này che đều không có che, mà lại không biết sao, luôn cảm giác Hà Hoa hôm nay có chút khác biệt, cảm nhận được Mi Nhi ánh mắt, Hà Hoa trên mặt hiển hiện một loại mi nhi xem không hiểu khuôn mặt tươi cười, cái này cười quá miễn cưỡng, còn không bằng không cười đi. Thẳng đến hai người ngồi tại một chỗ, Hà Hoa mới nói, ngươi sao một mực không hỏi ta, hơi trái ngược ứng liền biết Hà Hoa nói là cái gì. Mi Nhi luôn luôn có thế tại Hà Hoa trên thân nhìn thấy một ít vết thương, hoặc sưng đỏ, hoặc một chút không biết tên, mỗi lần Hà Hoa đều có che chắn, Mi Nhi không muốn đi đâm ai vết thương, Mi Nhi ngươi biết không, ta vẫn luôn rất ao ước ngươi, có đôi khi thậm chí là đố kỵ, mi nhi trầm mặt, cùng là con dâu nuôi từ bé, ta và ngươi so ra trên lệch quá xa. Ngươi gặp phải là thẩm chích, mà ta đây, tóc dài người kia, lại là không có cách nào cùng thẩm chích so, nhất thời suy nghĩ nông cạn. Mi Nhi trong đầu là lý trường phát tấm kia bình thản không có gì lạ thậm chí còn hơi khó coi mặt cùng thẩm chích gương mặt kia so sánh, không so sánh thì đã, vừa so sánh, Mi Nhi đều cảm thấy trong lòng đi theo ức ức, ta cảm thấy ta không tính lòng tham, cùng là nữ tử, cách trong nhà đi vào một nhà khác làm con dâu nuôi từ bé đều là bất đắc dĩ. Nguyên cũng sở cầu không nhiều, tóc dài nếu có thể tốt với ta chút, ta cũng sẽ không có cái gì suy nghĩ, mi nhi không có hiểu, tóc dài đối ngươi không tốt sao. Bình thường nhìn xem vẫn được a, à, ta 13 tuổi liền phá qua, một câu hù dọa ngàn cơn sóng, mi nhi không tự giác trung lập cập, nàng không thông, nhưng phá qua hai chữ nàng vẫn hiểu đây chẳng phải là mình vừa tới thị trấn bên trên không bao lâu tóc dài liền cùng hà hoa tỷ tỷ kia cái gì rồi sao như vậy tiểu nhân niên kỷ suy nghĩ cuồn cuồn mi nhi nhịn không được có chút phạm buồn nôn cuốn họng phản nước chua sợ tổn thương hà hoa tỷ tỷ tâm mi nhi mạnh mẽ lại nuốt trở về hắn 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 còn đánh ngươi a hà hoa cười cười nhìn mi nhi phản ứng liền biết trước đó bên ngoài truyền ngôn đều là giả có lẽ không nhìn cũng biết thậm chí sẽ không là người như vậy Ừm, mỗi ngày đều như thế bá bá thẩm thẩm đều mặc kệ sao thẩm thẩm cũng là như vậy tới chẳng qua là bây giờ bá bá lớn tuổi có chút lực bất tòng tâm hà hoa mấy câu nói đó đã vượt qua mi nhi tiếp xúc đồ vật nàng ngay ra một lúc hỏi kia thẩm thẩm không che chở ngươi a à? hà hoa cười khổ lắc đầu cái này toàn gia đều không phải vật gì tốt nói xong câu này hà hoa quay đầu nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình người mi nhi gương mặt này cùng khi còn bé biến không ít Ngũ quan biến hóa rất nhỏ để nàng biến càng đẹp mắt, thế đạo như thế, trên mặt nàng lại có một cổ sinh khí, một người trôi qua có được hay không, là có thể trực tiếp nhìn ra, trong mắt nàng cổ này ngây thơ cùng cuột cường, là bị người đau lòng, có lẽ là mình có thể trở lên rất nhiều, mình cũng sẽ qua rất nhiều, cũng muốn tiêu nghĩ một chút bây giờ mình không thể tiêu nghĩ người, Mi Nhi, ngươi biết được a, à, thậm chí hắn đã sớm biết được chuyện này. Hắn đụng phải hai lần, còn giúp qua ta một lần có một thời gian tóc dài đối ta xác thực còn có thể, sau đó lại khôi phục bản tính, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Lúc kia trong lòng ta a à, khó chịu không biết nói thế nào, hà hoa thần sắc mi nhi không dám nhìn, cái này một hơi nàng thậm chí có chút muốn trốn. Không khác, lúc đầu tới là nghĩ đến cùng hà hoa nói chút thể mình lời nói, không nghĩ tới lại biết được cái này rất nhiều vượt qua nàng có thể hiểu được phạm vi đồ vật, thậm chí biết được lời này, mi nhi không hiếm lạ, hắn vốn là thông minh cũng lương thiện, nên muốn giúp. Nếu như còn lại năm tháng hà hoa đều muốn như thế qua, Mi Nhi không dám nghĩ sâu đổi thành mình sẽ như thế nào, nhất thời thốt ra, thời gian còn rất dài tỷ tỷ, không bằng chạy đi, nào có dễ dàng như vậy, bên ngoài người liền có cà lâm đều khó khăn, chạy cái gì, nơi khác có thế có cái gì khác biệt, không đi thử thử làm sao hiểu được, ta là một nữ tử, một cái tay trói gà không chặt nữ tử, ra ngoài chỉ sợ thảm hại hơn chẳng lẽ liền một điểm biện pháp đều không có sao? Mi Nhi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ chỉ chốc lát, cao mày cũng không nói nữa, nếu như là nàng, có lẽ là tình nguyện nhảy sông cũng không muốn qua như vậy thời gian, cha mẹ mình là không đành lòng mình qua dạng này thời gian, hà hoa tỷ tỷ lại là khác biệt, Mi Nhi cũng đã được nghe nói một chút, hà hoa tỷ tỷ trong nhà đầu bởi vì lấy là cái nữ qua trôi qua cũng là không đề cập tới cũng được, có lẽ là có mấy lời bắt đầu, tiếp tục nói đi xuống liền nhẹ nhõm rất nhiều, mi nhi yên tĩnh, hà hoa liền nói rất nhiều rất nhiều, bao quát có một số việc chi tiết đều nói rất nhiều, mi nhi chịu đựng khó chịu, một mực lặng lặng nghe, chờ lý trường phát trở về, hà hoa mới ngậm miệng không nói, mi nhi nhìn lý trường phát liếc mắt, lại bắt đầu buồn nôn chua, trước khi đi, hà hoa giữ chặt mi nhi tay, nói câu, nếu như không có ngươi, có lẽ là ta cũng có thế sinh hoạt, câu nói này mi nhi không hiểu, trên đường trở về tâm sự nặng nề, lúc này cơm tối mi nhi là thật không thấy ngon miệng. Liên tiếp nhìn xem thẩm chích đều không có gì trò chuyện tâm tư, đợi cho ngày thứ hai, mùng 3 tháng 6, mi nhi trong lòng chẳng biết tại sao liền bắt đầu hốt hoảng. Hà Hoa nói kia rất nhiều lời để nàng lên dự cảm không tốt, hết lần này tới lần khác thẩm chích sáng sớm liền đi ra ngoài, Mi Nhi ngồi trong phòng đầu, bất quá nửa buổi chiều công phu, khóe miệng sửng sốt gấp đến độ lên hai cái vết bỏng rộp, Chu thị chưa thấy qua Mi Nhi như thế qua, ngay trước tiểu nha đầu là thế nào, hỏi nửa ngày hỏi không ra đến, dự định buổi chiều nhi chờ mình tướng công trở về cùng thẩm tích nói một chút tới, ai ngờ ban đêm thẩm tích cùng thẩm chích hai cha con này hơi lời nhắn, trong nha môn đầu có chuyện gì không thể nhà tới, mi nhi liền gấp hơn, trong đêm lật qua lật lại ngủ không được, quả nhiên, màn đêm buông xuống lý trường phát nhà hỏa hoạn, cũng may hỏa hoạn rất nhanh liền bị dập tắt, mà nhà hắn con dâu nuôi từ bé lại là không gặp, ngay trước là hà hoa tỷ tỷ nghe mình chạy trốn, đi theo chu thị đi hỗ trợ thời điểm còn tinh tế hỏi không ít được nhờ cậy lấy cùng một chỗ tìm người mi nhi cũng liền giả vờ giả việc đi tìm lúc này thẩm chí vẫn là tại trong nha môn đầu vội vàng không có xuất hiện mùng 4 tháng 6, giờ thìn mi nhi cùng lý trường phát chu học còn có lý trường phát tìm khắp nơi người sáng sớm nhi không có nóng như vậy chẳng qua ngày đã thật độc dịch ra mấy người khác mi nhi thuận bến tàu chỗ đi tới trong lòng suy nghĩ Hà Hoa tỷ tỷ không biết lúc này làm sao, ra Đông Sơn trấn đi đâu, một lòng ngóng trong Hà Hoa tỷ tỷ dù là bên ngoài lại khổ, cũng phải thật tốt sống sót mới là. Nghĩ đến nhiều lại lo lắng, một nữ tử đến cùng tại thế đạo này muốn làm sao sống, suy nghĩ chìm, thẳng đến bị người va vào một phát mi nhi mới phản ứng được, thấy đằng trước một đám lớn người tụ lấy một chỗ không biết làm gì, liền cũng tới tiến đến nhìn một chút, thật thảm a, à, đây là thế nào? tiểu cô nương không phải gần thành thân rồi sao, ai nha, đây không phải là tóc dài con dâu nuôi từ bé A, cái này vài câu để Mi Nhi lập tức liền chen đến trong đám người đầu, khi bị chiếu rơm bọc lấy không phải Hà Hoa là ai, mặt đã bị nước ngâm sưng, lờ mờ có thể nhìn ra viết Hà Hoa bình thường bộ dáng, thủ đoạn chỗ ngày ấy thấy vết thương còn chưa khép lại, bị nước ngâm trực tiếp lật da, Mi Nhi chưa thấy qua người chết, tại chỗ phạm buồn nôn, trực tiếp liền nhã, lại nhìn thấy Lý Trường Phát chạy tới, Mi Nhi trong lòng lập tức một cổ tức giận, không lo được trên thân vết bẩn xong đi lên liền cho Lý Trường Phát một bàn tay, một tác này phiến chính là Lý Trường Phát mặt, đánh không thể bảo là không hung ác, Lý dài tài không biết Mi Nhi nổi điên làm gì, lại sợ mình đường ca phạm tính tình, bận biểu ngăn tại trước người hai người, Mi Nhi không buông tha, ngậm miệng xong đi lên lại muốn xé rách, đang lúc lôi kéo, Mi Nhi trực tiếp bị Lý Trường Phát một chân đạp đến trong sông, chương 14, bẩn thiểu tâm tư, đang lúc lôi kéo, Mi Nhi trực tiếp bị Lý Trường Phát một chân đạp đến trong sông, rơi xuống trước đó Mi Nhi giống như nhìn thấy thẩm chích thân ảnh, nàng không thông thủy tính, đầu óc cũng bị nộ khí làm cho hôn mê, ngâm mình ở trong nước ngược lại thanh minh chút, trông thấy thẩm chích thả người nhảy lên cũng nhập nước, nghĩ gọi hắn danh tự, há miệng ra, bị dìm nước không có, vương đi ra nhẹ buông tay, theo sợi tóc tản ra, ở trong nước dừng lại, ngất đi trước đó Mi Nhi đọc lấy thẩm chích danh tự, thẩm chích, thẩm chích, nguyên thật là giống như mình thần chỉ giận dữ công tâm lại lây nhiễm nóng cảm mạo mi nhi sốt cao ba ngày không lùi chu thị canh giữ ở mi nhi bên giường ngoài miệng là nhanh lý tường người nhà cho mắng nát tất cả mọi người là một cái thị trấn bên trên lý tường nhà một chút kia đam mê chu thị bao nhiêu cũng biết chút ai biết cái này đáng giết ngàn đao nhi tử cũng cái này quỷ đức hạnh còn hại chết tiểu cô nương càng không có nghĩ tới mi nhi cũng là biết được không phải không thể làm đường phố liền cùng lý dài tài liền đánh lên Chu thị khí hung ác thấy mi nhi một mực không được, cầm chày cán bột liền nghĩ xong lý tường trong nhà đòi một lời giải thích, thẩm tích nói là chẳng qua chu thị, trực tiếp đem người vác lên vai đầu chết sống không để chu thị đi ra ngoài, cho mình nhi tử đưa ánh mắt, thẩm chích trực tiếp đem cửa sân cho khóa lại, cũng mặc kệ thanh thiên bạch nhật, lý dài tài tới giữ cửa gõ nát, thẩm chích đều không để ý tới hắn, lý dài tài lý trường phát đây đối với đường huynh đệ là sợ hãi thẩm chích, ngày đó lý trường phát một chân đem mi nhi đạp tiếng trong sông bị thẩm chích nhìn vừa vặn, thẩm chích cũng không có khách khí, một chân đem Lý Trường Phát cho đạp tiếng trong sông, Lý Dài Tài cùng Chu Học đứng một bên sửng sốt không dám cản, Lý Trường Phát chờ bò lên thời điểm, đã nhìn thấy thẩm chích ôm ngang đã hôn mê mi nhi mặt mũi tràn đầy băng sương, nghĩ giải thích, bị ánh mắt kia sửng sốt một câu đều nói không ra miệng, Lý Trường Phát cũng sợ thẩm chích, sợ về sợ, chỉ có điều bởi vì lấy đánh không lại thẩm chích, trong lòng suy nghĩ cái gì không biết, chỉ Chu Học đơn thuần oan uổng, Lúc ấy nhưng cũng là không dám nói lời nào, Thẩm Chích quét bọn hắn ba liếc mắt, quay đầu bước đi, về sau Lý Dài Tài đi thẩm gia hai lần, đều bị Thẩm Chích một chân đạp ra tới, biết Mi Nhi hôn mê bất tỉnh còn phát sốt, Lý Dài Tài là cũng gấp không được, đều do hắn, làm sao liền không có ngăn lại Đường Ca, liền để Đường Ca đem Mi Nhi đạp trong sông nữa nha. Về phần Lý Trường Phát, dưới mắt là không có công phu đến tìm Thẩm Chích, một cái mạng cứ như vậy không có, quan phủ vẫn là muốn hỏi đến hỏi tới dù là tất cả mọi người biết chuyện này sợ là cuối cùng liền rơi cái nhảy sông tự sát kết quả, thậm chí biết rõ dưới mắt nha môn là không rảnh bận tâm một cái con dâu nuôi từ bé nguyên nhân cái chết, dù là quả nhiên là chết quan chết ủng, Lý Trường phát một nhà cắn chết, quan phủ đánh giá cũng không bỏ ra nổi chứng cớ gì, một đạo vết thương, thật muốn định tội, khó, mắt thấy treo trăng đầu ngọn liễu, gió tỉnh cảnh tàn, bình thường nhìn tỉnh mịch thư thái, theo vợ bất tỉnh nhân sự, thẩm chích trong lòng cũng lên một cổ bực bội lông mày nhíu chặt đẩy ra mi nhi phòng cứ như vậy tựa ở chân đạp lên chợp mắt mi nhi lúc tỉnh thấy chính là thẩm chích cánh tay chống đỡ đầu tựa ở bên giường ngủ được gian nan bộ dáng bởi vì lấy thẩm chích phòng không cho phép người tùy ý ra vào mi nhi cũng liền chưa có xem hắn ngủ bộ dáng giờ phút này nhìn thấy nhất thời quên mất chiều nay năm nào cứ như vậy nhìn xem hắn nhìn hắn tóc mai mấy sợi sợi tóc có chút loạn rũ xuống một bên mũi xương tướng quá mức đẹp mắt, tại mờ nhạt ánh nến lắc lư phía dưới, tại bên mặt hình thành một cái đẹp mắt bóng tối, trong đêm oi bức, trên mũi của hắn còn toát ra một chút xíu mồ hôi miệng, lột lên tay áo trên có chút gân xanh, hiển lộ rõ ràng thiếu niên sinh cơ cùng lực lượng, canh giờ một lát dừng lại, mi nhi có chút tỉnh thần, dịch ra ánh mắt nhìn về phía màn đỉnh thời điểm, hà hoa tấm kia chết đi gương mặt kia lại tại trước mắt lắc lư. Nàng cười thời điểm bộ dáng, nàng nhắm mắt lại chật vật nằm tại bờ sông Bộ Giáng, còn có Hà Hoa cùng mình nói câu nói sau cùng, lúc ấy không hiểu, bây giờ lại đều là minh bạch, Hà Hoa tỷ tỷ nên yêu thích thẩm chích, trước đó chẳng qua là có chút mùi giấm là lấy cũng không muốn hướng chỗ này nghĩ sâu, thậm chí đều không muốn nghĩ trong lòng mình lo lắng lúc vì sao muốn đi cùng Hà Hoa nói, không thể phủ nhận, Mi Nhi không có cách nào phủ nhận trong lòng mình điểm kia tử âm u, nàng phát giác được, phát giác được Hà Hoa tỷ tỷ yêu thích thẩm chích, mà mình cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng biết mình là yêu thích thẩm chích, điểm ấy tử yêu thích không biết đến trình độ nào, lại là không nghĩ khác nữ tử đi tiêu nghĩ hắn, bởi vì lấy đây, bản thân mê hoặc bản thân an ủi nghĩ đến đi tìm hà hoa tỷ tỷ nói một ít nữ nhi gia nhà thể mình lời nói, làm sao cũng không phải mình muốn mượn này nói cho hà hoa, mình mới là thẩm chích ngày sau thê tử đâu. Nếu như lúc ấy không phải Hà Hoa nói ra nàng ẩn tình, Mi Nhi cảm thấy mình có thể sẽ cũng không kiên kỵ nói ra bản thân tâm tư, nói không chừng sẽ còn nói về hắn chút đồ vật gõ hà hoa, ví dụ như gương mặt này. Mi Nhi nghĩ đến đây, đưa tay ngăn trở con mắt, mấy ngày nay lo lắng có lẽ cũng là bởi vì lấy đây, có phải là mình bao nhiêu cũng đoán được hà hoa tỷ tỷ sẽ nghĩ tìm chết, không biết. Mi Nhi có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, thời khắc này nàng cảm thấy hà hoa chết đều là tự trách mình. Phàm là mình có thế không còn lấy kia phần tiểu tâm tư sớm đi cùng thẩm chích nói hà hoa dị dạng, có phải là hà hoa tỷ tỷ sẽ không phải chết, hay là mình ngày ấy không đi tìm hà hoa tỷ tỷ nàng cũng sẽ không chết lui một vạn bước nói có phải là mình không có tới đến thẩm gia làm con dâu nuôi từ bé hà hoa tỷ tỷ cũng sẽ không chết 14 tuổi hài tử hiểu thứ gì dù là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà rất nhiều xử sự, sự làm người bên trên vẫn là ngây ngô hà hoa chết cứu căn kết để là người lý gia sai là lý trường phát sai cùng nàng tô mi nhi là không quan hệ mi nhi lúc này nghĩ mãi mà không rõ thân thể thái hư, lại ngủ thiếp đi, như thế thân thể điều dưỡng đến tháng 7, mới dần dần tốt, mà hà hoa sự kiện kia, tình lý bên ngoài dự kiến về sau bị quan phủ lấy tự sát qua loa kết án, ai nói không phải đâu, phát ra quân tiền đều khó khăn, lương thực đều không đủ ăn, quan phủ nơi nào còn có cái gì khí lực đi quản một cái không đáng chú ý con dâu nuôi từ bé, thế đạo này chính là như vậy, tâm kết nan giải. Mi Nhi sau khi khỏi bệnh càng phát ra trầm mặt ít nói, nếu như trước khi nói Mi Nhi là không nói nhiều, nhưng vẫn là có chút tính tình, việc này về sau Mi Nhi liền cùng rơi vào một chỗ ngóc ngách, cả người đều có chút bất thường, biến hóa rõ ràng nhất chính là cực kỳ dễ giận, cái này giận cũng không phải nói ngôn ngữ bên trên làm sao người bên ngoài, mà là quanh thân tản ra một cổ cùng niên kỹ không hợp âm trầm, đến 16 tháng 7 ngày hôm đó, thẩm chí trở về nhà, vừa vào cửa liền thấy Mi Nhi cả người mồ hôi tại quét tắm viện tử, nếu là hắn nhớ không lầm, viện này ngày hôm trước vừa mới quét tẩy qua, lại nhìn trong viện y phục, trong phòng bếp truyền đến mùi cơm chín, nghĩ đến là đến trưa đều không ngừng, thậm chí không nói gì, đi hậu viện giải quyết ba gấp, phát hiện nhà xí cũng bị rửa sạch một lần, kia sạch sẽ đều nhanh gặp phải viên ngoại nhà xí, lại đợi chỉ toàn tay ra tới, thậm chí trực tiếp đi đến mi nhi bên cạnh thân, mi nhi phản phất giống như không gặp, đừng quét, mi nhi mặt không chút thay đổi nói, vì sao không quét, cái này đầy đất cho bụi một ngày không quét liền không có cách nào đặt chân, giống như thật cảm thấy cái này đất nhiều bẩn, nhìn chầm chầm kia chuyển trong khe đầu dùng lực quét, vừa đi vừa về quét không ra kia vũng bùn, mi nhi có chút nôn nóng, thậm chí nghĩ ngồi xổm xuống dùng tay đi móc, thậm chí không kiên nhẫn trực tiếp đoạt lấy mi nhi trong tay cái chổi ném tới một bên, mi nhi cúi đầu, quay người liền nghĩ tiếng phòng bếp, ta đi xem một chút cơm tối tốt chưa, hà hoa chết không phải lỗi của ngươi, mi nhi bước chân dừng lại trận kia lửa chính là hà hoa thả, thừa dịp hỏa hoạn, trộm lý gia tất cả ngân lượng, vốn nên là có thế chạy đi, rơi vào trong nước là trượt chân. Thẩm chí miếng môi không kiên nhẫn dùng ngón tay trỏ sờ sờ chỗ mi tâm, từ trong sông vớt ra ngân lượng, chuyện này chính là như thế kết án, thế nhưng, hà hoa chết oan uổng, lý trường phát không có vốn có giáo huấn, là thế đạo bất công, là quan phủ vô năng, lại là không có quan hệ gì với ngươi mấy câu nói đó lại cũng không có thế an ủi đến mi nhi nàng trong đầu vẫn là lượng vòng lấy hà hoa câu nói kia nếu như không có ngươi có lẽ là ta cũng có thế sinh hoạt nếu như không có ngươi có lẽ là ta cũng có thế sinh hoạt câu nói này như là chú ngữ trực tiếp đem mi nhi cầm cố lại thậm chí gặp nàng thân thể cứng đờ bước chân xê dịch một tấc liền nhìn thấy mi nhi không ngừng dùng móng tay móc lấy đốt ngón tay chỗ chỗ kia đã có chút đỏ lên lại móc xuống dưới chắc hẳn liền phải phá cũng không biết là tính nhẫn nại có hạn, vẫn là bị mi nhi bộ dáng này chọc giận, thậm chí tiếng nói liền lớn, ngươi như vậy là muốn thế nào, không phải đem người khác sai lầm nắm vào trên người mình. Ngươi cho là như thế nào? Một mạng chống đỡ một mạng bồi tiếp hà hoa đi chết, vẫn là làm cái người ngu cái gì đều làm không được ở đây bày dáng vẻ, không có quan hệ gì với ngươi. Cuối cùng ba chữ đều phát trung, mi nhi tiếng phòng bếp, hai người trận này nói chuyện tan rã trong không vui cơm tối ở giữa trên mặt bàn kiềm chế chu thị cùng thẩm cha đều không có nói chuyện hào hứng chớ nói chi là ăn bao nhiêu đồ vật ngược lại là mi nhi thái độ khác thường trực tiếp đem những cái này ăn uống thu đuôi lại qua hai ngày mi nhi đi ra ngoài theo chu thị đi xem một chút có thể hay không tìm chút rau dại chưa từng nghĩ còn chưa ra thị trấn liền gặp được lý dài tài mi nhi không nghĩ để ý đến hắn cũng không cùng hắn bắt chuyện dù là lý dài tài dùng sức tất cả vốn liếng mặt quỷ nhi đều đóng vai bên trên Mi Nhi cũng không có phản ứng hắn, lại đợi cho bên ngoài trấn ruộng hoang, thì là lại gặp Lý Trường Phát. Không nhìn thì đã, xem xét Mi Nhi sáng sớm Nhi ăn cơm ăn liền lập tức đội lên ít hầu, trực tiếp ngồi sổn một chỗ bắt đầu nôn khang. Chu Thị thấy thế có chút đau lòng, biết tiểu nha đầu này đoán chừng là lần trước bị hù dọa, liên đối lấy cái này rất nhiều ngày đều khác thường. Chu Thị đối Lý Trường Phát cũng là không có sắc mặt tốt, hà hoa chết về sau, điểm kia tử phá sự đều bị thị trấn bên trên phấn chấn ra tới. Nghe nói tiểu tử này 13-14 liền cùng Hà Hoa có đầu đuôi, thật sự là nghiệp chướng trời đánh. 13A, 13 tiểu cô nương cũng còn không có mọc tốt, cái kia liền có thể thụ chuyện kia. Càng không nói lý trường phát đứa nhỏ này còn kế tục hắn cái kia bực mình cha thói quen. Chu thị có chút mãn, cũng không sợ ngô thị cùng lý trường phát nương đều tại, trực tiếp kéo giọng nhi. Mi Nhi đây là bệnh nặng một trận về sau thân thể liền yếu, ai bảo nhà chúng ta mi nhi đáng thương, tuổi còn nhỏ liền gặp kia rất nhiều bẩn thiểu sự tình, thật sự là đen đuổi. Ngô Thị mừng rỡ xem kịch, thấy mình chị dâu há mồm lại ngậm miệng kinh ngạc hình dáng, trong lòng còn rất vui vẻ. Về phần hai cái tiểu nhân, Lý Dài Tài đau lòng nhìn xem mi nhi, Lý Trường phát ánh mắt liền có chút ý tứ, chương 15, điên cuồng sát tâm, Lý Trường phát ánh mắt liền có chút ý tứ, là âm trầm còn mang theo một chút dò xét, Lý Trường phát háo sắc, thêm nửa sớm liền nếm trái cấm hà hoa ở thời điểm còn tốt có cái tiêu khiển hà hoa chết về sau cái này mỗi lần trong đêm liền cùng mèo bắt giống như lý trường phát hỗn bất lận thấy mi nhi bệnh nặng một trận về sau dung mạo không giảm ngược lại ánh mắt kia bên trong nhiều giống như quật cường thân thể này lại nhìn yếu đuối không ít một bức khó khăn lắm không nhận triều mến bộ dáng chính là ngồi xổn ở ven đường nôn khang lý trường phát cũng không thấy phải buồn nôn chỉ cảm thấy lấy cái miệng đó có chút phong tình, cũng không gặp bôi son phấn, làm sao liền có thể như vậy đỏ đi, nhất thời nghĩ đến sâu, nơi bụng liền tuôn ra một cổ dòng nước ấm, Lý Trường phát sợ xấu hổ, quay người hướng chân núi đi, cái này thời tiết, rau dại nhiều, Chu thị đau lòng mi nhi, liền để nàng trước nhà đi, mi nhi lại là không muốn, Chu thị cũng liền không còn miễn cưỡng, một trước một sau hướng chân núi đi, đợi đến phương tiện bắt đầu dịch ra địa phương riêng phần mình đi đào rau dại lúc này thẩm chích chính cổng cung tiễn nhanh đến chân núi, cái này chính hạ nóng bên trong, một chút con mồi chính là lười thân thể thời điểm, vừa vặn nha môn chỗ không có việc gì, thẩm chích liền nghĩ lấy đến đi sang, thế gian này có chút sự tình chính là trùng hợp như thế, nếu như hôm nay thẩm chích không đến, có lẽ là lại muốn nhiều một cái mạng, đầu này nhân mạng là ai, lại là không được tốt nói, chân núi mát mẻ, trừng trúc chỗ tĩnh mịch, mi nhi nóng lưng sau cũng bắt đầu phát mồ hôi lạnh, biết mình nên tìm địa phương nghỉ ngơi một chút liền suy nghĩ đi trong rừng trúc đầu ngồi một lát vận khí tốt nói không chừng còn có thế hái điểm cây nấm cái gì chân trước mi nhi tiến rừng trúc đông tây phương liền gặp lấy lý trường phát cũng tiến rừng trúc động tác kia khá là vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây hèn mọn thái độ hiển thị rõ nhặt rau dại là muốn tách ra chỗ này lúc này liền cũng chỉ có hai người này rừng trúc yên tĩnh thêm một người mi nhi lập tức liền biết được thấy là lý trường phát mi nhi cổ này buồn nôn sức lực lập tức lại hiện lên tới mạnh mẽ nghẹn về cái này buồn nôn ý tứ lặng lẽ liếc xéo hắn liếc mắt liền nghiêng đầu sang chỗ khác giống như lại nhiều nhìn hắn hai mắt liền có thể bẩn con mắt giống như mi nhi lần này làm dáng tự nhiên lệnh lý trường phát cực độ không thoải mái hà hoa ở thời điểm dù không nói đến cỡ nào quan tâm nhưng dầu gì cũng tính ôn nhu cái này mi nhi cơ hồ là hắn nhìn xem trưởng thành thiếu nữ không có nghĩ rằng vậy mà thành tính tình như thế Lý Trường Phát đều muốn hỏi một chút thẩm chích là thế nào nuôi nàng dâu. Nếu là như thế nuôi, nữ tử này chẳng phải là liền phải leo đến đầu của nam tử bên trên, còn thế nào lấy phu là trời, rừng trúc ung tùng, xen lẫn sinh trưởng, đem ngày cản cái rắn chắc, chỉ hai ba ánh nắng xuyên thấu qua khe hở trên mặt đất bắn ra điểm điểm ánh nắng. Cái này xen lẫn quan ảnh theo người động tác, lại tại trên mặt giao thoa, mi nhi lỗ tai ra bị một chùm ánh nắng chiếu vào, kia nho nhỏ vành tai, để Lý Trường Phát cảm thấy đem nó ngậm trong miệng nên rất tốt liếm lát, tê dại màu xám tiểu sam, màu đỏ tía váy ngắn, trước ngực dây lưng đem còn chưa phát dục hoàn toàn thiếu nữ siết ra chút hình dạng, tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, nhưng cũng có chút mê người, khi cái cổ dáng dấp vô cùng tốt, phối thêm mi nhi này tấm quật cường bộ dáng, để người rất muốn nhìn một chút nàng mềm xuống tới là như thế nào. Lý Trường Phát tiến lên mấy bước trực tiếp dừng ở mi nhi trước mặt, lần trước ngươi cho ta một chân ta không nói gì, ngươi làm sao đến bây giờ còn con mắt không phải con mắt mũi không phải mũi a à, không ai nghĩ hà hoa chết ta vẫn là rất yêu thương nàng nàng không có ta chính là thương tâm nhất cái kia một câu nói kia nói ra mi nhi cùng mèo bị dẫm đuôi toàn thân lông đều nổ ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện kia không ai biết những lời này nói ra ngươi không chê thẹn a à. không sợ nửa đêm tỉnh mộng thời điểm hà hoa tỉ tỉ tới tìm ngươi a à. lý trường phát cười cười đến kia da chống ra, trên mặt sẹo mụn đều chen đến một chỗ, chính là hà hoa coi là thật làm quỷ đến tìm ta lại như thế nào, không nói trước ta đối đãi nàng không tệ, cũng là để trong lòng nhọn bên trên đau lòng, chính nàng không biết đủ, không phải đi mạch suy nghĩ, có thể trách được ai. Có chút sự tình ngươi không hiểu, hà hoa, chẳng qua là không biết đủ, không nghĩ tới một người có thể nói ra như vậy mặt dày vô sĩ, có thể không có chút nào ấy nấy đem tự mình làm điểm kia sự tình xem như là chuyện đương nhiên. Lớn hơn nữa đạo lý, lại khó nghe đến cái này phần bên trên đều không có gì để nói nhiều, như là đàn gãy tai trâu, cái này lý trường phát quả nhiên là súc sinh cũng không bằng, không có gì để nói nhiều, tự nhiên cũng không cần lại nói. Mi Nhi đứng dậy liền định đi, giờ phút này cùng hắn đứng cùng một chỗ đều cảm thấy mình không sạch sẽ đi. Mi Nhi hướng phía trước, Lý Trường Phát bước chân nhất chuyển trực tiếp cản đường đi của nàng, Mi Nhi hướng phải, Lý Trường Phát chắn nàng, đi phía trái, trực tiếp duỗi cánh tay ngăn lại, tránh ra, không để ngươi lại nên làm như thế nào rồi. Lý Trường Phát thấy Mi Nhi động khí, liếc mắt trường mình đuôi mắt đều có phong tình, bực này nhan sắc, coi là thật mê người, chẳng qua 14, nhan sắc tốt chính là không giống, cái này phong tình Lý Trường Phát nhưng cho tới bây giờ đều không có ở Hà Hoa trên thân nhìn thấy, có lẽ là ăn không được nho, cái này nho liền thành hấp dẫn cực lớn trực tiếp diễn biến thành vương mẫu bàn đào, lại thêm nửa lý trường phát thường xuyên bị thẩm chích ép một đầu, là cái gì cũng không sánh bằng, đều có con dâu nuôi từ bé, liền nữ tử này đều là, kém không phải một điểm nửa điểm, muốn nói lý trường phát nhát gan không dám chọc thẩm chích, trong lòng ghen ghét nhưng xưa nay đều là không ít qua, khắp nơi bị áp chế, cho tới bây giờ không có qua cơ hội, nếu là có thể, lý trường phát trong lòng lên cái to gan tâm tư, kỳ thật vừa mới bắt đầu theo mi nhi tiếng rừng chút chẳng qua là muốn cùng nàng trò chuyện lúc này bị nhan sắc nhiễu trong đầu qua suy nghĩ nghĩ đến bình thường cũng không nhìn ra thẩm chí đối mi nhi có bao nhiêu yêu thích nếu là mình tiên sinh gạo nấu thành cơm thẩm chí chắc hẳn giáo huấn một chút mình cũng coi như coi là thật còn có thế giết mình không thành huống chi mình còn từ nhỏ cùng thẩm chí một loại lớn lên cũng không thể vì nữ tử giống như gì chỉ có thể nói cái này phạm nhân lên hồ đồ thời điểm liền sẽ xúc động xúc động thời điểm liền lại càng dễ đánh giá sai hình thức lý trường phát loại này không lớn người thông minh cũng không nghĩ một chút lấy mi nhi tính tình hắn coi là thật đắc thủ mi nhi sẽ nhận mệnh sao chỉ vẽn vẹn mi nhi cái này ra nhi liền đầy đủ để lý trường phát ăn đủ đau khổ lý trường phát không đủ hiểu rõ thẩm chích cũng không đủ hiểu rõ mi nhi là lấy chẳng qua vừa đưa tay dây vào đụng mi nhi thái dương tóc rối trên tay liền lập tức cảm giác đến một cổ kịch liệt đau nhất vốn là nhất thời xúc động cử chỉ không nghĩ tới mi nhi phản ứng lớn như vậy lý trường phát trong lòng còn lên một chút xấu hổ cái này xấu hổ thành tức giận hắn vốn là có chút ngược đãi đam mê bị cắn phản ứng đầu tiên không phải muốn đẩy ra mi nhi lại là nhất một cái tay khác trực tiếp đi bóp mi nhi cổ nữ tử khí lực nơi nào có thể so sánh được nam tử huống hồ mi nhi mới vừa vặn bệnh nặng mới khỏi rừng trúc ở giữa quan ảnh giờ phút này thành chiếu chiếu ác ý một mảnh khác xa xôi thiên địa mi nhi con mắt bắt đầu thấy không rõ bị bóp hung ác thở không ra hơi, con mắt đều có chút sung huyết, nàng không nhiều sợ hãi, chỉ tức giận như lầu cao sắp đổ, ẩn ẩn có sụp đổ chi thế, thậm chí muốn gây họa tới quanh mình. Mi Mì Nhi hai tay trực tiếp móc đến Lý Trường Phát con mắt, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, dù là ngón út đều bị Lý Trường Phát bẻ gãy, dùng sức đến ngón trỏ móng tay đều có lật ra xu thế, Mi Nhi cũng không tính buông ra, cổ khí thế này là dọa người, Lý Trường Phát nhất thời có chút lùi bước, mi nhi ngón trỏ liền thẳng tắp đâm tiếng lý trường phát mắt phải lập tức thê lương thanh âm vang lên hù dọa rừng chút một mảnh lười sụt chim chóc bay một mảnh giờ phút này tình cảnh thanh tĩnh là không có lý trường phát chưa ăn qua bực này thiệt thòi lớn dù là dưới mắt chỉ có một con mắt có thể sử dụng như cũ nhanh chuẩn hung ác bắt được lập tức liền phải đứng lên mi nhi mắt cá chân hung hăng khẽ kéo trực tiếp đem mi nhi áp chế hai cái đùi trực tiếp cầm cố lại mi nhi hai chân đưa nàng tay phản tiễn đến nó phía sau, trực tiếp cúi đầu cắn Mi Nhi sau cái cổ. Mi Nhi bình thường thanh âm là dinh dính, lúc này trực tiếp khàn khàn lên, khàn giọng thanh âm la hét ầm ĩ lên rất là thê lương. Tiểu Sam bị kéo tới nơi bả vai thời điểm, Mi Nhi không có rơi nước mắt, trong thân thể phun lên một cổ lực lượng khổng lồ, không để ý cái này xoay người cử động có thể sẽ để cho mình thủ đoạn gãy xương, mạnh mẽ lật người. Lý Trường Phát không chế trụ nổi Mi Nhi, chẳng qua nhất thời thất thủ mắt phải lại lại lần nữa gặp nạn, lúc này cùng vừa rồi cường độ khác biệt, nếu như nói mới vừa rồi là mi nhi chỉ là muốn để lý trường phát mắt phải mù mất, lần này thì là trực tiếp muốn đem mắt phải của hắn hạt châu hạt châu trực tiếp cho móc ra, nhất thời gió thổi qua, trì rào lá trúc thanh âm đều thành máu tấu ca, đổ máu một hơi, đạt tới tấu ca cao từ rào chỗ, liền lại không dừng được, mi nhi điên cuồng, đầy trong đầu đều là hà hoa mặt, hà hoa chết đi thời điểm hình dạng, cùng câu kia không có ngươi, ta nên có thế thật tốt sinh hoạt. Hà Hoa câu nói này giờ phút này thành lý trường phát bồ đòi mạng, mi nhi thoáng chốc thanh tĩnh, tiến vào rút vào sừng trâu rộng mở trong sáng, không có mình, Hà Hoa cũng chỉ có thể cái xác không hồn còn sống, không có lý trường phát, Hà Hoa khả năng tại thế đạo này tìm sinh cơ sống sót, là lý trường phát hại chết Hà Hoa, một mạng chống đỡ một mạng, đây mới là chính đạo, ánh mắt tại nháy mắt xẹt qua một bên tảng đá, mi nhi ngón út gãy mất, hoàn toàn quên đau đớn, bắt hòn đá kia giơ tay lên liền nghĩ hướng Lý Trường Phát trên đầu nện, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo bóng tên về một cái xẹt qua, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn chặn mi nhi sát ý, lá cây thanh âm hình thành tấu ca chuyển tiếp đột ngột, hết sạch sức lực, mi nhi nghiêng đầu trông thấy thẩm chích thân ảnh, tấu ca cũng cuối cùng là tiêu tán vô tung, cái này rừng trúc liền cũng liền thành rừng trúc, không còn là điên cuồng chiến trường, thẩm chích bước chân thậm chí có chút bối rối, mi nhi thần sắc ngốc trệ, nàng nhìn thấy thẩm chích, lại rất muốn không thấy được, thân thể mềm nhũng, lập tức tiết khí lực, Lý Trường Phát bò lên kêu la thanh âm đều nghe không được, nàng chỉ thấy thẩm chích gương mặt kia, trắng noãn tốt như chân trời mây trắng, thẳng đến bả vai bị thẩm chích nắm, lắc lư, mi nhi con mắt mới tụ chút ánh sáng, không có việc gì, không có việc gì. Thẩm chích thanh âm có chút run rẩy, đem mi nhi tiểu sam chỉnh lý tốt, kia váy ngắn dây lưng hệ hai lần mới chỉnh tề, hắn lòng bàn tay vuốt ve qua mi nhi khóe mắt muốn khóc liền khóc lên a mi nhi khóe miệng không cầm được run run đầu tiên là nở nụ cười lại cúi đầu nhìn một chút máu trên tay mình tay bị nắm chặt ấm áp sạch sẽ xóa bỏ kia bẩn thiểu máu mi nhi ngẩng đầu muốn nhìn một chút thẩm chích gương mặt kia